Cho chị bưởi rồi. Yêu cầu chú Phương Nguyễn mua loa mới. Không giờ mình bật ở đâu kêu đâu. Em có cái cục nào kêu rút dây ra, cục nhỏ cục nào kêu. Hay là kêu trong cục lớn. Kiểm tra coi. Alo 1 2 4. Rồi, tìm xem cái cục đó ở đâu, rút ra rút dây ra. Ở đít nó đó. Cái sợi dây mày luồn từ cái cục đó mày mới kỳ lâu dưới mày. Ít ra mày phải nhấc cái cục lên chứ. Ít mẹ ngu trước kìa. Thì muốn rút cục ra mày ít ra mày cầm nhấc cái đầu cục lên xem là cái dây nó luôn đi đâu. Mày rút con mè cục ra vứt con mè ra. Ôi chào các chị yêu mới vào nha các chị ơi. Em chào là... chị Nguyễn Thị Nga. Em chào chị Vương Phượng. Mày rút chưa? Rồi. Alo 1. Mày cắm lược đặt trở lại đi. Em chào chị Nguyên Hà, em chào chị Lê Nguyên. Khỏi đi, mày để như đi. Mày lúc ta bây giờ nó kêu gõ hơn rồi đó. Biết được. Là đến gần nó sợ nó im. Alo, muốn theo không? Em chào chị Mỹ Lê Vũ, em chào chị Nguyên Hà. Alo, alo, 1, 2, 4, alo, 1, 2, 4. Các anh sẽ chốt đi. Alo, 1, 2, 4, alo, 1, 2, 4. Này, tụi em có để thẻ ngang này để quay không? Đỡ vướng không? Alo, 1, 2, 4. À, nó bị con chip gì nó gãy ra rồi. Em chào chị Song Trần, em chào chị Pha Kim. Chào các chị yêu mới vào nha các chị ơi. Hôm nay tụi em sẽ lên Đầm Nhật nhé. Tranh thủ lên Đầm Nhật. Đầm Nhật tranh thủ lên vài bữa cho hết để về để lên lô mới. Chào các chị yêu mới vào nha các chị ơi. Loa cái mẹ đi. Chào chị Tô Bánh Lòng, em chào chị Hằng Thủy, em chào chị Vương Phượng. Alo 1 2 3 4, alo 1 2 3 4. Chào các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Chia sẻ bài hộ em với nhá. Chia sẻ bài giúp em với nhá. Các chị ơi cho em xin một nút chia sẻ nhé. Để mọi người vào đông đông chút nha. Em sẽ lên cái Đầm Nhật đồng giá 100.000. Đồng giá 100.000 trước nha. Rồi chào này. Chào các chị yêu mới vào nha. Còn dư điện thoại không? Dư điện thoại không? Chào các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Loa. Xem mai không nó. Chào cảm ơn chị. Đây. Đâm nhập nhá. Cái con này màu hồng. Đi tiệc nhá. Đi tiệc, con này đi tiệc đẹp này. Chị nào eo 6572. Chị nào mà eo 6572 giùm em con này nhá. Cưng quá này. Con này con bé cháu mình mặc được không nhỉ? Bé gì? Em lấy con màu khác thì con này con cháu mặc vừa không? Con này đi. Đây đi. Con này còn tem đi ha. Con này size L. Còn nguyên tem nhá. Chị nào mà eo từ 74 cho đến 78 ấy. Chị nào eo 74, 78 này. Con này đẹp quá. Con này còn mới nguyên tem luôn nhá, của Nhật nhá. Cái này còn mới nguyên tem hàng Nhật.
Chị nào eo 74 đến 78 lên em mã 1 nhá, 100.000. 100.000. Em lên đồng giá 100.000 trước nha các chị nhá, đồng giá 100.000. 100.000 một cái. Rồi chúc đây nó nghe chị xong trần còn này còn đập với nhật chưa đi mà đúng không? Bỏ nó vô chị này. Em lấy một bọc bỏ này cho chị xong trần đi này. 100.000 này. Yếm rồi này. Trời ơi con này đẹp quá. Em chào mấy chị mới vào nha, em chào chị Thu Loan. Con này là chất thông lạnh nha các chị nhá, thông lạnh nhá. Đây, thông lạnh nha các chị nhá. Cái kiểu nó như vậy nha, không phải nó bị lỗi gì đâu nhá. Nhìn này, cái kiểu người ta làm như vậy nha các chị. Nó rất đẹp như vậy này. Đó, nó đẹp nó mới tinh à. Hàng của Nhật nhá. Chị nào eo 70, eo từ 65 đến 74. Chị nào eo 65, 74 dùm em nhá. 100.000 lên em mã số 2. Mã số 2, 100.000 này. Chào các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Nghe giọng còn ngáy ngủ. Dễ thương ghê. Ngáy ngủ đó. Chán chả ngủ được. Hàng hơi hiệu Uni nhá. Hàng hiệu Uni dùm em con này nha. Con này form đẹp lắm. Eo từ 76 cho đến 80 á. Chị nào eo 76, 80 á thì mặc vừa nhá. Đẹp như vậy này. Trời ơi cưng quá. Chị nào thả phấn nộ đi đây hộ em nha. Cưng quá, cưng quá. Cưng quá, cưng quá. Cái con này là cái con hàng hiệu Uni các chị nhá. Chị nào eo từ 76 đến 80 là mặc đẹp đấy. Con này lên số 3 dùm em nhá, 100.000 hàng hiệu Uni, Uni. Chào các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Loa 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 loa. Nè cho chị xong chân con này này. Này luôn này. Con này còn mới nguyên tem này. Ủa con này đẹp thế. Chị nào eo. Chị nào eo từ 75, eo từ 75, 76 đến 80 này. Con này lụa đẹp quá. Một con lụa siêu đẹp cho em này. Mã số 2 cho chị Vân Trần. Một con lụa siêu đẹp như vậy nha. Con này đầm xinh, nó xinh lắm các chị ơi. 100.000 eo từ 75, 76 đến 80 được nha. Lên cho em mã số 4 này. Mã số 4 giùm em nhá, 100.000. Trời ơi. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Con này cho em nhé. Chị nào eo 80-82. Chị nào eo 80-82. Mặc con này rất đẹp nha. Lên cho em mã số 5 nhé. 100.000. Mã số 5. Số 5, số 5, 100.000 này. Chấm bi. Con này còn mới nguyên tem nha các chị. Còn mới nguyên tem nhé. Chị nào eo 70-74. Cái này đầm xinh nhá. Nó ngang. Con này nó là dạng vin tay gối á. Vin lỡ nha. Cái này vin lỡ các chị nhá. Vin lỡ nó đẹp lắm này. Nó nhập ly hết tay này. Vin tay gối thôi đã. Em mét 55 thì tới gối hết. Mã số 5 cho chị Minh Trang chưa? Chị nào cao mà 1m6 đổ lên thì không tới gối đâu nhá. Cái này nó nhập ly hết tay này. Eo con này eo từ 70-74 lên em mã số 6 này. Mã 6 giùm em. Chị nghe chị. Đứa nào nói vậy? Nghe, chị đã nghe đâu, giờ mới nghe đó. Tụi mày nói, tụi mày phải ngồi cho. Chị ơi, nhặt hàng cho chị xong trần nha. Ở trên đây nói như con điên ấy, ở đây không nói cho. Nói, mình nói là phải cho người ta nghe được. Cứ nói không là ai mà nghe được. Nói là phải coi, chị có nghe được chưa? Hỏi chị nghe được chưa, tao chưa nghe được cái luồng què gì, hỏi nghe được chưa, không chán đời. Mày quá to lên giùm tao. Má ơi, nhặt hàng cho chị xong trần. Hoặc là chị ơi, nhặt hàng cho chị xong trần. Kéo nói gì hết, hỏi chị nghe được chưa. Chán đời, bỏ vô. Đề nghị các chị xem lại lại. Trời ơi, con đẹp quá. Con này nó co giãn sướng luôn này. Bỏ xuống đi xong trần đi. Cái con đẹp quá này các chị ơi. Con này con hàng hiệu đấy. Một con hàng hiệu xịn nha các chị nhá. Một con hiệu xịn sò này. Chị nào eo từ 65 đến 74 nhá. Một con hàng hiệu cực kỳ xịn nhá. Các chị nhìn này nó xinh lắm. Eo 65-74 lên em mã số 7 nhá. 100.000. Mã 7. Mã số 7. Mã số 7 này. Chào các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Một con baby doll nhá.
Chị nào eo 90 quay về mặc đẹp. From Babydoll. Eo 90 quay về mặc đẹp nha. Chất von mềm như vậy này. 100 ngàn lên em mã số 8. Mã số 8 giùm em nhé. Số 7 cho chị Nga, Nga Hà này. Tao tặng đơn rồi đó. Lo ăn đi. Hai đứa mày lo ăn cho xong đi. Tao tặng đơn cho. Ở đây em có một cặp giường chiếu. Cái cặp giường chiếu này. Cho chị Thu Thị Phan. Ờ. Số 8 chị Thu Thị Phan đây. Ở đây em có một cặp giường chiếu này. Dập ly quạt nhá. Cái này nó là hạng sang đấy các chị ạ. Mà cái dòng này là dòng đắt tiền đấy. Mà cái dòng này ở trong kiện đầm nhật đắt tiền mới có này. Chị nào eo từ 65-74. Chị nào eo từ 75 cho đến 78. Chị nào eo 65-74 thì chốt con này lên cho em mã số 9. Chị nào eo từ 75 đến 78 thì chốt con này lên cho em mã số 10. Đây là một cặp giường chiếu cực kỳ đẹp nha các chị nha. 2 dây dập ly quạt nha. Siêu đẹp luôn á. Số 10 cho em. 9 cho chị trải nghiệm. Chị trải nghiệm đây. Chị ơi chị trải nghiệm ơi. Cái con này siêu đẹp nha. Chỗ về mặc sướng luôn á. Mặc ở nhà mặc giường chiếu đẹp lắm. Rồi con này cho em này. 10 cho chị Giang Ma. Ôi chị Giang Ma cũng mê giường chiếu à. Ôi trời. Con này cho em nhá. Dáng Vin chun eo. Dáng Vin chun eo. À, chị nào mà eo từ 70 đến 74, 75. Chị nào eo 70, 74, 75 dùm em 100 ngàn, con này siêu đẹp nhá. Cho lên em Nga Hà 5 cái đầm eo 85. Lên cho em mã số 11 chị về nhà. Đây, rất đẹp cho em nhá. Con này dùm em. Chị nào eo 84 quay, eo 84, 85 quay về. Chị nào eo 84, 85 quay về mà con dây này siêu đẹp nha các chị. Này dây hàng sang nhá. Các chị nhìn này. Đẹp như vậy nè. Lên cho em mã số 12 nhá, 100 ngàn. Con này cho em. Chị nào eo 85 quay về cho em. Eo 85 quay về chất mềm nhá. Lên em mã số 13, 100 ngàn. Chị nào eo 74. Eo 74, 78. Trời ơi con này mới tính như vậy. Eo 74, 78 cho em 100 ngàn. Lên cho em mã số 10. 10 mấy này 14. 12 cho chị 14. Nga Hà. 12 chị Nga Hà đây. Có đầm lăn đẹp không em? 13 cho chị Phạm Thị Hương. Bây giờ em like tới em mới biết chị ơi, hàng nhiều sao mà nói được, hàng Nhật nó có nó đủ loại hết á, không nói được. Like tới đâu biết tới đó chị ơi. Đuôi cá. Đầm Nhật cái gì nó cũng có hết trơn á, cái gì nó cũng có hết trơn nhưng mà like tới mới biết được. Chứ đâu có tụi em đâu có bán riêng một loại lanh không hay như thế nào đâu. Cái con đuôi cá này hạng xịn nha. Chị nào mà eo từ 65 đến 72. Đuôi cá này siêu đẹp nha các chị. Con đuôi cá này xinh lắm. Dây đuôi cá vậy nè. Trời ơi nó xinh quá trời vậy nè. Lên cho em mã số 15 nhá. Mã 15 giùm em 100 ngàn này. Con này không đẹp không mấy tiền ha. Chị nào eo 80 quay về. Cái này đi chơi đi tiệc thoải mái. Đi tiệc sinh nhật đi chơi cà phê thoải mái nhá. Đây. Chị nào eo 80 quay về lên cho em mã số 16 100 ngàn. Chị Thu Loan, chị chưa có số điện thoại địa chỉ nên là bọn em chưa chốt con 14 cho chị nha. Cái con này đẹp quá, chị nào lấy con này thì về chế dây vào mà đeo mặt nhá. Tại vì nó cúc ngực vậy nè. Về chế dây vào đeo lên nhá. Con này mới tinh à, đầm tiệc. Đầm tiệc này người ta bán 5-600 ngàn, mình bán có 100 ngàn đây. Chị nào size F, eo 65-70. Eo 65 là đẹp nhất á, eo 65-70 là đẹp nhất á. Con này đẹp lắm luôn á. Trời ơi nó đẹp không một tí vết luôn á. Vậy nè. Chị nào eo 65-70 về chế dây và mặc lên nhá, tại vì này là cúc ngực. 100 ngàn lên cho em mã tiệc. Tiệc 100 ngàn nha. Cái này còn tem mới nguyên quá trời tem luôn. Nhiều tem lắm. Rất là nhiều tem. Chị nào eo từ 65-74. Eo 65-74 100 ngàn lên em mã số 17 này. 16 cho chị Phương Phương. 16 đây. Tiệc. Lụa đây. Ủa con lụa đẹp quá. Tiệc đây, con tiệc đẹp quá nhưng mà nó cúc ngực nhá. Chị trải nghiệm. Chị trải nghiệm ơi, nó eo 65-70 mà nó cúc ngực đẹp quá chị ạ. Về tự chế dây vào nhá, để mặc cho nó yên tâm. Em cứ lo mấy con tiệc mà cúc ngực à. Mấy con cúc ngực em cứ lo, sợ mọi người mặc vột. Cứ một xuống mọi người đi về làm dây. Con này lụa siêu đẹp nhá, form Babydoll mới tinh như vậy này. Các chị nhìn cái chất nó đẹp lắm này. Cái chất lụa của Nhật á. Đẹp ơi là đẹp. Chị nào eo 82. Cho chị Trâm Trần. À, lụa vàng đây. Mày lấy cái đầm thôi, mày để cái móc tao. À. Mày sò đi tao đập mày bây giờ.
Xò cái đầu mày. Đây, một con hai dây lụa cực đẹp. Con này em nói đẹp kinh khủng luôn á. Chỉ có hàng Nhật thì mới có những con đẹp như thế này các chị nhá. Không có đi mua cái hàng nào mà có hai dây đẹp như thế này. Chị chào chị Mai Lan Thảo. Trời ơi, con này đẹp quá. Cái con này đẹp quá luôn á trời. Mày say em trời. Được nửa cái vú trời. Chị nào eo 74, 75, 76 đâu rồi đẹp. Cho chị xong chạy. Con này đẹp lắm chị ạ. À. Đẹp lắm. Hai dây này. Đây con này đây này. Em bỏ vô đó đi. Trời ơi, xinh thế này. Xong chạy luôn. Ô, con này xô nhá, con này chất xô bao mát nhá. Chất xô này một lớp nhưng mà người ta mặc có một lớp như vậy thôi nhá, người ta không có mặc hai lớp đâu nhá. Cái xô này là cực kỳ mát luôn mà cái này là người ta chỉ mặc một lớp vậy là đủ rồi. Dạ đúng rồi chị, hôm qua cày quá, khản giọng rồi. Cày suốt ngày suốt đêm. Đêm cũng phải làm việc mà. Trời ơi, cái này đẹp quá. Chị nào eo 90 quay về. 90 quay về giùm em nhá. Cho chị. Ai? Yama cái này mỏng đó chị không bán được đâu. Mất công chị lại về bảo mỏng mất công á. Cái này nó mỏng đó, cái này nó mỏng mà người ta mặc mỏng vậy thôi. Mà mất công chị về lại bảo mỏng nó mệt lắm. Chị em lấy cái nào dày dặn cho chị. Con nào mỏng em lấy. Nếu mà chị lấy mỏng thì chị chịu nhờ lấy. Nếu chị chịu lấy tại vì cái này nó là mỏng mà. Cái xô nó đâu có người ta đâu làm dày đâu. Chất xô thì chỉ một lớp vậy thôi chứ đâu làm dày đâu. Người ta mặc như thế này thôi chứ đâu có làm dày hơn đâu. Dày hơn rồi mặc làm sao. Đây con này màu đen. Chị lấy không? Nếu mà chị lấy không thì em. Con này đẹp quá trời á, này bơi sướng lắm, trời ơi em thích con này lắm. Quá trời đẹp. Nếu mà chị ưng lấy thì em vẫn đưa cho chị, không thì bảo em. Tại vì nó là một xô một lớp nhưng mà nó không có mỏng, mặc thoải mái luôn. Có nhiều người khó tính. Em ơi, một lớp với hai lớp với ba lớp cơ. Chả hiểu đường mò, các chị cần che cái gì vậy? Che con chim thôi mà, quan trọng thế. Ôi dồi ôi, con này đẹp thế. Tí xíu em lại tới con này. Đi khám phụ khoa chị ạ. Cái gì? Đi khám phụ khoa. Tôi đọc mày bây giờ. Nó khám phụ khoa gì đây đây. Này mày bảo chị xem chẳng nó đẹp quá. Khám phụ khoa. Ý kìa gì? Không, tôi đã đang khản tiếng mà để tôi kể chuyện là tôi mệt. Tôi kể chuyện tào lao tôi đọc tôi mệt quá. Có công sở để chị Nguyễn Hoàng. Chị xong két. Cái xanh đấy em chưa like tới, cái dòng đấy mắc tiền hơn tí xíu lại sao? Em like 100 ngàn cho nó xong rồi đó. Tôi nó lộn hàng. Một con đen nhá. Con đen đẹp quá, eo 74, 75. Đẹp quá chị ơi, các chị ơi. Con này nó phê nhờ. Trời ơi, nhìn cái con đầm nó mướt rợt như thế này. Các chị muốn bán đắt hàng ấy. Đầm các chị ở đây này, các chị cách xỉ nhà em ở đây này. Chị Nguyễn Hoàng có công sở để chị ạ. Ok chị, em kêu coi con nào hợp với chị em ơi. Các chị mình ở đây, các chị nào mà đang bán hàng, đang còn xem like của em này, đang có xem like của em này, mình muốn cho đông khách thì hàng của mình về là phải trau chuốt. Hàng ở đây nhà em ấy đã ủi cẩn thận hai bên cho các chị như thế này rồi, đặt ủi sạch sẽ rồi. Nhưng khi tụi em gấp vào bịch đem đến nhà các chị, nó sẽ phải bị nhăn. Nó sẽ phải bị nhăn. Trừ khi mà tụi em không gấp thành bịch nhỏ, mà tụi em chỉ gấp làm đôi như thế này này. Gấp làm đôi như vậy, rồi tụi em sẽ gấp làm như thế này, em bỏ vào trong bọc giao tới nhà các chị á, thì nó đỡ nhăn hơn một tí. Nhưng mà gấp như thế này thì nhìn nó không trân trọng, đúng không? Lại buộc phải gấp nhỏ như thế này để bỏ vào một cái bịch nữa cho nó trân trọng. Vì lý do đó nó sẽ bị nhăn đầm. Các chị muốn về đắt hàng, mình phải treo lên hết cây xào. Ít nhất các chị cũng phải ủi được nó thẳng cái mặt trước. Nếu không có thời gian ủi thẳng hai bên thì cũng phải ủi thẳng được cái mặt trước. Rồi các chị mới cầm lên like các chị bán. Các chị dơ lên trên like các chị nhìn này. Con đầm nó mướt rượt như thế này. Rồi khách người ta mới mua chứ đúng không? Đen cho chị Mỹ Lê Vũ. Chứ bây giờ mà các chị cầm con đầm lên like nó nhăn như một cái nồi rẻ. Mặc dù con đầm đấy rất là chất, mà các chị dơ lên nó nhăn như thế, khách hàng người ta không có chịu mua. Cái thứ hai họ mua nó cũng mất giá trị đi. Đấy, các chị muốn đặt hàng các chị nghe em nhá, phải chịu khó. Còn ở đây là em ủi hết rồi, ủi sau ủi trước hết rồi. Còn về nhà các chị chỉ cần ủi mặt trước là xong nhá. Chứ đừng để con đầm ở dưới đất tội nghiệp nó. Treo nó lên cho nó đắt hàng nhá. Các chị nhìn thấy nhà em không? Em cầm con đầm này, những con đầm đấy em bán mà con nào nhăn một tí thôi là em chỉ muốn gạt nó vào một xó thôi, em không bán đâu. Thật đấy, mà phải nói gượng ép lắm mới cầm lên trên đây like. Chị em không có để dưới đất. Tại sao nhà em bán nó mau hết hàng là vậy ha các chị? Để chăm sóc hàng mình một tí là nó mau hết hàng lắm.
Vân con đen là cho chị Mỹ Lê Vũ chưa? Rồi. Rồi con này nhá. Chị nào eo 75, 76, eo 74, 75, 76 cho em nhá. Cho chị Song Trần. Đây, chị Song Trần đây. Nói chung chị Song Trần bán hàng cũng rất là nhiệt tình nhá. Bán nhiệt tình mà bán cũng chân thật và bán cũng rẻ. Chị Mai Lan Thái lựa cho em 10 cái eo 90 nha chị. Ok chị ơi, có eo 90 em lựa cho. Đây chị Song Trần mấy con này về bán này. Em cũng quý chị lắm. Chị cứ cảm thấy cái gì mà mình bán khó cứ bảo em. Còn gặp những lô hàng nào khó ra cứ bảo em hỗ trợ bán chúc cho. Đừng lo. Em có khả năng bán được. Cũng hỗ trợ các chị hết cỡ. Các chị đừng lo. Đấy cho chị thấy không? Cầm con đầm lên trên line nó mướt rượt như thế này mà em còn nhìn tới nhìn lui lại bao nhiêu lần nữa em còn không hài lòng, em còn la nhân viên thì em muốn chết luôn á. Chứ các em nhìn thấy nhiều chị bán hàng nó để nó nhanh quá, nó nhanh như vậy nó mất giá trị con đầm của mình đi, mình bán nó khó bán, chị hiểu không? Con này cho em nhá, eo 74 78 là mang đẹp lắm nha, cái này form cực đẹp nha, cái này nó form cực đẹp luôn á. Eo 74 78 cho em, lên cho em mã số 1 nhá, mã 1 này, maxi siêu phẩm nha, maxi siêu phẩm dùng em, cái này nó bo phần chun ở ngực này. Chị nào eo 65 đến 74 75 này, ủ mặc sướng nha. Cái bo chun mặc sướng này, nó mềm ấy. Mã số 1 cho chị Niên Mộc, 100.000 lên em mã số 2 này. Mã số 2, con này màu đen, cái này xì tai của em, diêm rúa lắm. Cái chất của con này này, cái chất này này các chị biết không, nó là một cái chất mềm, chất xô mà nó không phải là hẳn là xô nữa, mà nó muốn gần gần sang lụa, cho nên là nó nằm ở giữa cái chất đấy. Nó cực mềm, cực đã luôn đấy. Các chị thấy không? Đen cho chị Giang Ma. Mặc dù mình ủ dữ lắm rồi, mình treo lên xào dữ lắm rồi đó, vuốt dữ lắm rồi đó, nó cũng chỉ được như thế này thôi đó. Cái chất này nó như vậy nha các chị nhá. Nhà em là các chị thấy nâng miêu con đầm trên xào đâu, nó không để dưới. Đó, này các chị nhìn này, nó dễ thương như vậy này. Mát lắm. Đây, Giang Ma đây. Thế con này một mất một còn, em thích con này quá, chưa thử xem nó như thế nào, một mất một còn. Cái quần què gì như thế này này. Chưa thử nữa, để chiều em xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Thông lạnh, một con thông lạnh. Các chị nhìn này, trời con này rờ vô là muốn mặc. Em nói nó mát rượi rượi đó. Các chị nhìn tem hiệu đó này, mát rượi rượi. Chị nào eo 82 quay về cho em. Ai thích rộng cứ bơi nhá, vì cái form này form baby doll. Lên em mã số 3 này, 100.000 này. Con này ăn chơi nhá. Cái này ăn chơi. Cái này còn nguyên tem nhá các chị nhá, không có dài đâu. Nhìn này, mấy con ăn chơi này nó chỉ xinh xinh vậy thôi nhá. Đấy, nó dập ly hết trơn này. Nó dập ly hết trơn này. Von cực đẹp nhá. Cái này eo 65 72, eo 65 74, sorry, eo 65 74 lên cho em mã số 4 nhé. Con này xinh quá, mã số 4. Con này baby doll. Ô con này xinh thế nhỉ, mà nhưng mà nó ngắn thôi đó, không dài đâu. Mấy cái dạng baby doll này mã số 4 cho chị Thanh Nga Nguyễn, số 4 đây. Ô con baby doll này xinh lắm, con này xinh dã man. Con này chị nào eo 90, à chị Mai Lan Thái. Chị Mai Lan Thái đây, eo 90 đây, nhưng mà con này chị ơi, con này xì tai em á, chị nhìn này. Xì tai em nó hay là tới gối, em 1m55, nó qua gối chị xíu này. Xinh này, xì tai của em đấy. Cái chất nó như vậy này, chất đẹp lắm. Chị Mai Lan Thái này, cho chị Mai Lan Thái nhá, chị eo 90 đây. Con này, ui. Trời đất quỷ thật đấy, con này nó xinh. Trời, con này xinh dã man luôn đó trời. Chị nào eo 65 74 đâu, eo 65 72 74 nhá, eo từ 65 đến 72 74, 100.000 lên em mã số 4 này. Số 4 giúp em. Ủa xuống mới xuống hả? Rồi. À đây số 5. 2 giây cho chị Nhi Nhi. Đọc con mẹ số 5 mất rồi. Chị Nguyễn Hoàng này. Chị Nguyễn Hoàng ơi. Chị Nguyễn Hoàng ơi, con này xinh quá chị Nguyễn Hoàng này, chị chị ơi. Mã số 3 cho chị Mai Lan Thái. Chị Nguyễn Hoàng ơi, chị mặc con này hợp với chị lắm này chị. Con này hợp với chị lắm này. Sai chị đấy. Mã số 3 đây. Không, con cái con à đây số 3 đây ạ. À? Cái con chị Mai Lan Thái là cái con đen này, chị không lên số này, đưa chị này. Còn con này con eo 82. Chị Mai Lan Thái ơi, lấy con eo 82 này hả? Cái này là eo 82 thì chị lấy con này đúng không? Mai Lan Thái.
Mai Thái, cái con này em chưa không lọc số, con đen không lọc số. Còn cái con số 3 chị phải lấy con 3 này không? Phải thì bảo em. Nếu phải bảo em nhá. Số 5 cho... Mà số 5 cho chị Mai Lan Thái. 5 đây. Chị Mai Lan Thái ok. Chị Nguyễn Hoàng ơi, chị lấy con này không? Lấy bảo em. Em bỏ xuống cho. Con này cưng đấy nhở. Con này siêu cưng ơi chị ơi, cái này màu đen lắm. Cưng lắm. Trời ơi, con này đi công sở cũng rất là đẹp, mà đi chơi chợ cũng đẹp nhá. Con này rất đẹp luôn á. Hợp với mọi hoàn cảnh. Con này cho em này. Mày nhoi đúng số nha, mày để tao lấy cho. Mày làm lộn thì mày cứ nhoi nhoi con giòi vậy mày. Bây giờ lấy số nào nữa? Xong rồi. Ok. Cái chị đó Mai Lan Thái ok, lấy số 3. Mày để tao lấy cho mày cái nhoi nhoi con giòi mày, tao không biết đường tao lấy con nào, bỏ nào nữa. Mày nhoi thì mày ngồi lên trên mày nhoi luôn, mày nhoi ở dưới mày nhoi nhoi rách chết đập nó bây giờ. L80 quay về giùm em. L80 quay về giúp em nhá. Con này đẹp này, cái màu của nó như vậy này. Cái màu như vậy này các chị. Màu chuẩn như vậy nhá. Trời ơi, con này mặc báo sướng này. Trời ơi nhìn này. Lụa đẹp nhá. Chị nào L80 quay về lên cho em mã số 6 nhá. Mã 6 giúp em. Đây. Chị nhìn vô chối hồn xong rồi chắc má kìa. Chắc cái gì, tao có nhìn được cái gì đâu mà trái. Lên đọc số 4 xong rồi lại số 5. Là chối hồn. Cứ lựa cho chị Mai Lan Thái, em mắc bán Hà Nội. Ok chị Mai Lan Thái rồi em lựa cho. Cho chị Giang Ma này. Mã số 6 cho chị Mai Lan Thái. Mã số 6. Đây 6 đây. Đấy, em lựa là L90 thôi đúng không? Hay là 8 mấy 90 được đúng không chị? Nói chung size của em rồi đồng động hơn là tí được đúng không chị? Mày có cần phải nói nhiều không? Giang Ma. Có cần phải nói nhiều đúng không? Lẹ đi. Nhanh tay chân lên. Mình đang thưởng thức thành quả thế mà. Về nhà thành quả, về bên kia thành quả, mai tao đưa mày về cái đội bên kia đấy. Tao chẹp bớt cái đội livestream mày bớt người đi. No. Nhiều người quá lắm mồm quá. Chị Mai Lan Thái nói là ok. Ủi, ok là chết rồi. Ok trúng tủ rồi má ơi. Vừa dặn một cái ok trúng tủ luôn đó trời. Con này cho em nha. Chị nào L70-74 con này xinh đấy nhở. Nhìn này. Trời ơi con này báo xinh. L70-74 lên cho em mã số 7 này. Mã số 7 này. Úi dồi ôi con này xinh lắm mà. Con này body size nhỏ. Chị nào L65. Trời con này xinh vãi cả ra. Chị nào L65 đâu rồi, nhà mình có chị nào rồi, Tị Thơ với chị Phương Linh, Linh Phương gì đâu rồi, chúng mấy chị nhỏ nhỏ đâu rồi. Trời ơi đẹp quá này. L65 nhá, xinh vãi cả ra. Lên cho em mã số 8 này. Mã số 7 cho chị Mai Lan Thái. Đây chị Mai Lan Thái được 3 con liền đây này. Xì tay em không đây này. Trời ơi con này xì tay em đó chị ơi. Mấy con này xì tay của em không đây này? Ơi chọn cho chị. Đấy. L90 quay về 2 đồng tiền đi em. Cái này đưa cho chị Mai Lan Thái này. Em cái này có dán dán trăm hết rồi. Đây. Em ơi em lấy cái bọc riêng bỏ chị Mai Lan Thái đi, mai cho nó khỏi kiểu máy đi em. Cái con kiểu máy đi này nó là xe rồi. Mai đâu có đứa nào kiểu máy đi. Này sáng em kiểu máy đi đó. Vẫn đang kiểm à? Đúng vậy. Biết đường kiểm không? Số 7. Số 7 đây. Chị Vương Phượng. Bà khinh thường mình kìa. Chị Vương Phượng ơi, mua cho ai đấy? Mua cho ai đấy? Chị Vương Phượng mua cho ai đấy? Này size S đấy. Con này đẹp dã man mà size S đấy, L65 đấy. L65 đấy. Trời ơi, L65 đấy chị ơi, đẹp quá nhở. Đây. Em biết kiểm đi lâu lắm nha. Đừng có đùa. Cái gì không phải là không biết kiểm mà là cái khâu đứa nào nó vào khâu đứa đấy, tụi em hiểu không? Khâu ai nó vào khâu người đấy ấy. Chị Vương Phượng, chị vừa. Cho nên là tụi em đang làm một cái khâu khác, tụi em mọc trọt sang rồi nó bị nói sao nhỉ, nó bị lọng cọng ấy hiểu không. Đây u con này con lụa này, chị nào L70-72 đâu, con lụa siêu đẹp nha, cái màu ở ngoài nó như vậy này, các chị nhìn này, con này xinh lắm, những cái con này xinh là không có dài đâu nhá, em 1m55 là phủ gối thôi, chị nào 1m6 là nó chấm gối vậy này, nó như vậy này, nó trên gối vậy này nhá, đấy nó xinh đầm xinh là không dài đâu nhá, con này 100.000 hàng xịn đấy. Lụa xịn đấy. Lên em mã số 9 này. Số 9 nhá. Đen bơi cho chị Chiếc Ma này. Con này cho em L74 quay về nhá. L70-74 này. Trời ơi con này lụa mềm đã các chị nhìn này. Cái lụa nó mới không. L74 quay về lên em mã số 10. Mày coi thằng Phú nó bỏ đúng với mấy con kia Mai Lan Thái không kìa. Chị Vương Phượng để riêng cho chị, chiều chị ghé lấy. Dạ ok chị, Vương Phượng em bỏ riêng bọc. Vương Phượng em bỏ riêng bọc nha Phú ơi.
Chị Mai Lan Thái em bỏ vào bọc luôn đi để Mai nó kiểm cho nó nhanh. Kiểm ID nó nhanh. Chị nào eo 7 cho chị Thiên cậu gia phạm. Chị nào eo 78, eo 74, 75, 76 quay về, eo 78 thì hơi bon chen. Eo 74, 75, 76 quay về, cái này mềm này. Cái này mềm nhá. Mấy cái con này mềm lắm luôn đó, các chị mặc mát mẻ lắm. Nhìn này. Xinh thế này. Lên cho em mã số 11 này. 10 đây. Chị nào mà eo từ 70 con không giấy của bà chị đó. Nào eo 75-80 á mà cái con uni này, cái form này là cái form đẹp nhất, form cái form hàng uni và cái form mà form Âu này mặc lên đẹp cực kỳ luôn các chị ơi. Chị nào đúng eo 75-80 á các chị mặc này đẹp. Lên em mã số 12 nhá, mã 12. Một con lụa còn nguyên tem, một con lụa còn nguyên tem ấy đó nghe. Mấy cái đứa dán tem giỏng lỗ tay đây nghe này, đừng bao giờ dán cái giá này cái tem. Lỡ về người ta bán, người ta không biết cái giá mình dán được cái tem, ta để về ta bán làm sao. Mình phải nghĩ cho người ta chứ. Sao cái chỗ chị chỉ cho tụi em dán, tụi không dán, em không dán, tụi dán cái chỗ không vậy. Cả cái đầm của người ta có một cái tem hiệu rồi thôi. Mẹ dán lên cái tem này. Rảnh ha. 11 cho chị Thiên cậu gia phạm. Bảo mấy cái con bên nhà ấy. Mở cái điện thoại lên nghe đi. Tao like tới đâu, tao chửi tới đó, nó biết được mà nghe. Mà rút kinh nguyệt. 11. 12 cho chị Mai Lan Thái. 11 đây. 12 đây. Các em làm việc chị dặn bao nhiêu rồi mà tụi em phải có suy nghĩ, cái đầu để trên cổ là mình để suy nghĩ chứ phải để lắc lư cho có người ta, hiểu không? Mình phải nghĩ là cái tem hiệu của ta, nguyên cái tem như thế này về người ta bán, ví dụ như về người ta bán đi. Không may người ta không nhìn đến cái tem này sao, không may lỡ không may người ta sơ suất cái. Rồi người ta giao cho khách hàng của ta có phải tội nghiệp người ta đâu. Con này cho em nhá, eo từ 74 75 76 78. Cái này lụa còn mới nguyên tem nhá các chị nhá. Lụa của Nhật ấy, xinh này. Xinh không? Xinh. Con này lên em mã số mấy rồi nhỉ? 13 nhá, mã số 13 giùm em. Mã 13. Trời em thấy mấy con này nó xinh quá đi á. Size L nhá. Chị nào mà eo từ 74, 78 này, còn nguyên tem này. Con này xinh dã man như vậy này. 13 cho chị Mai Lan Thái. Trời ơi nó xinh như thế này các chị ơi. Cái này lên em mã số 14 nhá. Mã 14 giùm em. 13 đây. Đó, được. Có cái con thể thao này hôm trước em bán mấy con rồi đấy. Cái dòng thể thao này á là em cất đi không đó. Hôm trước em 14 cất. 14 cho chị Mai Lan Thái. Dòng này á ngày trước em chơi cầu vợt đấy, em hãy để á. Ngày trước á em cứ để dành để có lúc nào mình đi chơi cầu mình chơi mà có được đi chơi đâu. Để một nồi xong đem ra bán hết trơn. Hôm trước bán 2-3 con rồi đấy, bây giờ còn con nữa này. Các chị nhìn cái hiệu này. Chị Vũ Bình, chị ơi em nhận được hàng rồi, đẹp rụng chấn luôn. Trời ơi, Vũ Bình ơi, hôm đấy em vừa đi hàng cho em xong đến chiều lại về bao nữa. Hôm qua hả? Hôm qua chứ. Thế chiều nó về bao nữa, trời ơi, bà chi phải chi mà nó về sớm thì nữa, đi đóng luôn cho em rồi. Thế chiều hôm qua là tiện like, chị like luôn phát một. Đến để like xong cái đuối quá, tốn quá, không hiểu lên like nổi, đuối. Mấy đứa này nó đuối. Đuối nó trả tới đâu hết trơn. Thể thao cho chị Thu Thủy. Thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ thì bỏ qua luôn nhé. Chị chùi một phát, một mắt trắng, một mắt đen. Mắt cô Trúc. Hôm nay tao buồn ngủ quá, tao mới ngủ được xíu luôn đó trời. Đó tên là bà chùi bên kia cho nó đen theo một mình. Bên nào đen? 15. Bên phải đen. Bên này. Bên này chị chùi. Bên phải. 15. Đó, nó đen. 15 đâu? Đấy là chị chùi hết. Ê, cái con này chị lấy cho ai vậy? Em lấy cho ai? Con này sai sao không? Thể thao chị Thu Thủy. Chị Thu Thủy vừa không? Con này eo 84 quay về em cho em mặc rộng á. Eo 80 thì bơi vào á. Eo 84. Chị kêu là thể thao cho chị nha. Cái này mặc mà nhất là mấy người chơi quần vợt đấy. Trời em thích lắm rồi, em mê. Em cứ để dành vậy, em đủ thứ ăn chơi cái gì mà để dành có được đi đâu không? Để đồ để khiêu vũ cũng không có đi khiêu vũ được. Mà để đồ đi chơi thể thao cũng không đi chơi thể thao được. Chị Vũ Bình dạ. Cứ có gom lại để cho em. Ok em, có gì mai về, chị còn nhiều về lắm em ơi, mai về chị nhặt nữa cho. Dạ, đi nhặt đồng giá 100k nha chị ơi. Mai về chị để nữa cho. Trời ơi, con này mặc bao mát luôn nè. Con này bao mát luôn. Cái này chỉ mặc có một lớp như vậy, dày dặn như thế là thôi, không cần hai lớp nhá. Nhìn này, các chị nhìn này. Một nùi như thế này rồi, còn hai lớp làm cái gì đó mệt nữa. Còn con nào mỏng em kêu mỏng nhá. Con này là mặc một lớp đẹp. Con này mềm này. Chị nào eo 74, 75, eo 74, 75, 76 mặc được hết cho em. Đấy, 100.000 nhá. Lên em mã số 16. Mã 16 giùm em này. Là
sợ má mày đuổi ra lắm cho em, ta phải tập trung. Mày không tập trung vào đi. Tao mày đang trong cái diện mà danh sách đỏ đúng không? Danh sách đỏ đó. Được ra đi là mày trước tiên đó. 16 cho chị Thiên cạo da phạt. Em cạp chị đó. 16 đâu? 16 đây. Tao cạp mày á. Ô con chào bà nội nha, bà nội ơi. Đây chị Giang Ma con này rồi em ơi. Em ơi Giang Ma đâu? Giang Ma chỗ nào? Chị Việt đây không? Giang Ma bịch này. Úi dồi con này đẹp quá mà sao vậy? Con này em 74 quay về thôi nhá. Trời con này đẹp quá. Giả ma đâu? Giang Ma nè. Đẹp như một bức tranh nữa. 17. Úi dồi đẹp vậy đó. Em 74 thôi á. Má mày cập. Em 74 quay về em nhá. Chị bán đấy em lấy 74 luôn à? Em 74 đấy. Ô đẹp nhỉ. Như bức tranh vậy. Đùa thì cái này về treo lên tường còn đẹp hơn bức tranh ấy. Vậy đây. Ăn chơi cái này giường chiếu nha các chị nhá. Cái này giường chiếu nhá các chị nhìn này. Cái con giường chiếu này á. Mà lên Thái. Các chị mà đi vào mấy cái trung tâm em nói á. Cái trung tâm mà ăn chơi giường chiếu của chị em á. Các chị nhìn thấy nó phê chưa? Nổi mà cái dòng tem của nó không có chị nhìn hết hồn luôn. Nổi cái tem của nó nhìn hết hồn luôn. Em nói cái này á mặc bao đẻ luôn nhá. Cái này giường chiếu hơi bị ấy luôn. Hơi bị sexy luôn. Ôi ôi chị nào mê con giường chiếu này không? Chị em này em mê rồi đó. Em mê lắm. Em mê cái dụ này lắm. Cái này size S, size M, size L, size XL mặc được hết nha. Mặc sa... vô mắc công chị cười. Sa... Chị Thị Phạm L92 đặt từ 11 giờ đêm hôm qua. Lúc vừa khui cái thùng. Người ta đặt từ năm ngoái thì vẫn chưa có này chị ơi. Lúc vừa khui cái thùng là phải đi đặt cả tháng mới xong. Rồi đơn giản là khui ra là chị đặt là khó liền lắm. Con này cho em nha. Size S, size M, size L, XL, bơi hết vào đây giùm em. Ăn chơi. Trời ơi. Mã cốt, mã vạch. Màu đen, black. Thế em mặc đầy đủ nha. Nói chung 100 ngàn, ăn chơi. À, lên em mã 18 nhá. Mã 18 giùm em. Ở đây có cái con dạng yếm mà em nói bữa giờ đấy. Cái dạng này này. Đích gấp vừa nhìn tướng sang quá nha. Cái này nè, cái này các chị nhìn là cái màu đẹp nè. Đứng như vậy các chị nhìn thấy màu này. Ra đây nhìn thấy màu này. Trời ơi, đích cái lưu chứ không chơi. Đích cho quả mít đấy chứ. 18 cho chị Vân Anh Đàm. Ủa chị Vân ơi, chị Vân Anh ơi. Em để ý. Em phải ghim chị Vân Anh Đàm mới được. Chị Vân Anh đang ngồi đây nhỉ? Em phải ghim chị mới được. Xem nào. Khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào. Muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Em ghim xem là đừng có nói với em là mặc cái con giường chiếu hết xong rồi. Mai mốt này, em ơi. Có độ bầu của chị không thì chết đi. Em sợ cái chị lắm. Con này là các chị nhìn này, ui rồi em khổ. Con này em không biết nó làm sao mà tà được nó như vậy nè các chị. Nhà một tà thì như vậy nha. Nếu mình muốn cái cây này nó cột vào trong á thì mình cột vào trong trước nha. Đó. Xong ghim tới thế. Rồi bây giờ thì ghim đấy, em ghim chị đây xem là chị mặc cái giường chiếu đấy rồi xem có phê không. Xong rồi đến cái tà thứ hai mình cột ra đằng sau nhá. Đằng sau. Nếu mà mình không muốn cột cái dây này đằng sau ấy, mình muốn cột cái dây này đằng trước ấy. Hả? Nếu mà muốn cột cái dây này về đằng trước ấy, thì phải cột cái tà đằng sau lên đằng trước. Quên. Nếu mà muốn cột cái dây này về đằng trước này, thì trước hết mình phải cột cái tà này về đằng sau, rồi cái tà đằng sau lên đằng trước. Nói chung là các chị có thể làm ngược lại, rối lắm. Nói chung là như vậy đó. Freestyle. Anh đạp tới mặt bikini đi biển. Ừ, được, mà cái gì biển được. Ra biển là cá nó chết nhảy bờ. đi mắc cười lắm. Đi câu cá. Mấy kia ngồi câu. Nó ngồi nó câu cá, câu cả ngày em được con cá này. Bay lên Thái cầm đấy. Cái này câu cặp luôn đó chị. Hoa nhí xinh lắm, cái này hoa nhí của Nhật xinh lắm, cả một cặp luôn này. Đấy nguyên cặp luôn, hoa nhí xinh không? Con này nó lạ hiểu không? Lạ. Mặc nó thoải mái. Đây, cho chị một cặp luôn. Người ta đi câu cá, em cảm tiếng tám không nổi. Đi câu cá mà người ta ngồi câu miệt mài chả câu được con cá nào. Bà kia bà đến bà xách háng xuống, bà cởi đồ ra, bà nhảy xuống, bà đứng xuống dưới, tự nhiên cá nó sặc sụa nhảy bờ trơn. Thấy ghê không? Thấy bà ghê không? Cá nó nhìn thấy bà nó hỏi nó chảy bờ chết á. Thấy ghê không? Đây con này nha. Bởi vậy các chị ạ, chị em mình phải dư có nhiều cái lợi thế lắm. Mọi người làm không được chứ mình làm được, đúng không? Đi câu cá là phải là xuất sắc đúng không? Không cần câu, người ta câu kệ, mình chỉ cần lột đồ được. Đứng xuống cá nó nhảy lên bờ. Con này cho em nhé.
Con này là cái kiểu mà cài cúc ấy, cổ vét nhỏ này. Con này cái chất mềm lắm, chất mềm ơi là mềm, gấm ý. Có sợi dây cột eo đằng sau này, xong rồi mình cột về đằng trước cũng được nhá. Nếu như các chị mà eo 65 á, các chị cột về đằng trước. Nếu mà các chị mà eo 74, 75 á, các chị cột về đằng sau. Đấy, hai kiểu như thế mà, như vậy nhá. 100 tiền, lên cho em mã số 19. 19 đúng không? Cái tranh chị đâu? Lý đối tác chị đâu? Mày ụp kỹ quá sao không nhìn thấy đâu luôn. Nóng, ụp cho nóng quá. 19 cho chị Vân An Đạt. Trời xuống đấy. Tôi uống này xong phê luôn rồi. Đi với đường luôn rồi. Con này là con tầng. Một con hàng hiệu xịn sò nha các chị nhìn này. Mấy cái con này đẹp lắm. Đẹp nhất là cái gì các chị biết không? Form dáng. Cái form nó lên em nói đẹp cực. Các chị nào mà mặc con này xong là nghiền luôn á. Em bị cuốn về cái dòng này mà. Bị cuốn về cái dòng này. Mà tại vì cái con này em để dành nhiều lâu lắm rồi mà em không có mặc tới. Gãy hết xào rồi mới đem ra. Em đem ra 4-5 xào mà. Những cái con này em thường mặc lai đấy. Mà các chị thấy em có mặc con này bao giờ đúng không? Có mặc con này qua luôn á. Ít khi lắm. Chị nào mà chị Thảo Trang tầng này eo 78 quay về, chị Thảo Trang vừa không? Chị Thảo Trang vừa thì lên chữ ok này. Eo 78 quay về này. Con này cho em nhá. Eo 76 quay về này. Eo 74, 76 này. Mấy con này đẹp lắm. Mấy con này xì tay em à. Eo 74, 76 lên cho em mã số 1. Chị Thảo Trang ok. Đây, con này mặc đẹp lắm. Đẹp phải phong dáng dữ lắm luôn á. Rồi mấy cái con này là cái gì này? Mấy cái con này toàn xì tay của em đấy. Mấy con này em chưa một lần đụng đến đâu. Các chị nhìn này nó còn nguyên tem là phải một nùi như vậy này. Đụng đến em mà em đam mê nhìn ngắm nhưng phải đam mê mặc. Đam mê nhìn ngắm cho nên những con đầm này nó đẹp lắm. Chị nào eo 65, 74 nhá. Mã số 1 cho chị My Mộc. Eo 70, 74 là mặc đẹp nhất. Eo 65 bon chen thôi. Con này không đẹp không để ra tiền luôn đó. Con này lên em mã số 2. 1 đây. À còn con thể thao nữa này. Ủa em mê cái dòng này em 10 năm trời em thu thập được chắc phải chục con ấy nhỉ, mà bữa bán đến 4 con này hả? Bữa bán đến 4 con này giặt đến thứ 2 con đây, không biết còn đâu được không? Mà số 2 cho chị Đỗ Đông thế không? Sao? Các chị nhìn thấy mấy người họ đánh quần vợt không? Họ mặc quần sọc ở trong như vậy này, như em này. Xong rồi bắt đầu họ mặc cái này lên xong họ chơi quần vợt đấy. Ủa thích lắm luôn, mặc mấy con này nó sướng lắm. Cái con thể thao sướng lắm. Con này eo 84 quay về á, eo 84 quay về nó chung mặc rộng. Chị Giang Ma cũng thích thể thao à? Đây. Chơi Giang Ma con đó. Đây con hai đây. Con này là con này dáng, con này tiểu thư nhá. Con này không phải thành dạ thể thao đâu. Con này tiểu thư. Ê con này chị Dược. Chị Nguyễn Hoàng ơi, con này công sở. Chị Nguyễn Hoàng ơi, công sở mà dễ thương quá chị ơi. À mà chị Nguyễn Hoàng đen nhiều quá rồi. Đen nhiều quá rồi, để em kiếm màu đi. Để kiếm màu đi chứ. Chị Mỹ Lệ Vũ có lấy con này không? Chị Mỹ Lệ Vũ cũng nhiều đen lắm rồi đấy. Hai chị còn chị nào đây không? Có chị nào đây thì con này lấy. Size của hai chị đấy. Công sở đẹp quá. Cái này nó tiểu thư đó. Bỏ lên cái thùng đem về. Nó đi làm á, đi làm tiểu thư đấy. Thế em hỏi hai chị cái. Hai chị có còn đây không nhỉ? Chị Nguyễn Hoàng với chị Mỹ Lê Vũ, size của hai chị đấy. Cái này Uni. Chị nào eo 80, 82 quay về nhá, hàng hiệu Uni. Lên cho em mã số 3 nhá, mã số 3 100.000, hiệu Uni. À, đúng rồi, để em lấy màu sắc cho. Con này chị nào size nhỏ, ui giời ơi con này. Úi dồi ôi, con này, em nói các chị nhìn này. Cái màu nó vàng vàng như vậy này. Chị Lê Vũ không? Này nó đẹp vậy này. Ủa đẹp lắm các chị ơi. Ok chị để các khi nào có màu ở đây cho. Trời đất ơi, nó đẹp trên cả tuyệt vời các chị ơi. Em ước gì em vừa con này. Em mặc xong em lượn từ đằng sau ra đằng trước. Em lượn từ đằng trước ra đến đằng sau. Rồi em cởi đồ ra em mặc con khác. Thằng nào con trai nhìn em đạp cho một phát. 3-4 chị Giang Ma. Đẹp là phải chảnh chứ. Đẹp là phải chảnh chứ. 3 đây. 2-4 luôn. 4 đây. Cho con này luôn đi. Mày hốt lên con đấy đi. Giang Ma luôn. Con này. Cái con này là con lụa này. Ồ chị nào mà mặc con lụa này không phê mấy tiền. Chị nào eo 75 mà 76 này. Ồ con lụa đẹp quá. Chị nào eo 75, 76 này các chị nhìn này mê chưa. Eo 75, 76 78 luôn á. Eo 75, 76, 78 luôn á. Chị nào muốn rộng thì mặc, còn không thì đừng có chốt. Tại vì nếu mà eo 74 này là nó rộng đấy. Eo 75 này
là nó cũng hơi rộng tí, eo 76, 78 là mặc đẹp nhất á. Đẹp này, lụa nha, lụa nha. 5. Lên em mã 5 nha. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Bơi vô thử ra. Con que gì vậy này? Chị Kinh Hoàng cho chị 10 con eo 80 quay đầu nha em. Chị đâu? Kinh Hoàng hả? Chị em cho chị Giang Ma. Chị Giang Ma, em đang kiểm tra xem con này nó kiểu cái cuộn què gì mà nó lạ lắm. Nói chung là nó vậy đó. Chị Nguyễn Thị nó lùng thùng, cái này lùng thùng lắm chị ơi. Nó lùng thùng lắm. Đây, chị Giang Ma đây. Đây, số 5 đây. Số 5. Con này mát lắm nha. Con này siêu mát luôn đó trời ơi. Con này rút dây này. Nó rút dây dễ mặc. Cởi dây đâu có bao nhiêu. Úi dồi. Chị Bạch Dương, em gửi quà chị nhận được chưa? Ơi, em gửi quà gì chị đây? Gửi quà gì chị đây? Úi dồi ôi, lại gửi quà khổ. Mọi người cứ gửi quà cho mình thế này chết. Nợ mọi người chết. Gửi quà gì chị đây? Mắc cười hôm qua. Mấy người nó cứ người mấy người mà cười mấy nhân viên bé như vậy. Chị ơi, người ta hỏi làm chị thích cái gì để người ta tặng. Cái em bảo chứ, mày nói người ta mua chỉ vàng đi. Thế thì bây giờ tao không biết tao thích cái gì thôi. Mày mua cho chỉ vàng cái gì được rồi. Cái chứ, tao đùa đấy. Em gửi quà 8 tháng 3 đó. Dạ, yeah, chị cảm ơn em nhé, cảm ơn em nhé. Nói chung, cái sở thích của em nó đơn giản lắm chị ơi. Tình cảm thôi, còn vật chất em nói thật. Có là quý, còn cái gì cũng được. Cái quan trọng là cái tình cảm mà chị tặng cho em. Là em nhận cái tình cảm đấy thôi. Chứ thật sự ra mà để mà nói em thích cái gì. Em chỉ thích tình cảm thôi, thật sự luôn á. Nó thích biết thích cái gì rồi. Tình cảm một chỉ vàng. Cái chỉ vàng là mình nói cho vui thôi con ơi. Chứ một chỉ vàng ăn cũng hết mà con. Mà người ta tặng cho mình có giàu đâu. Người ta tặng cho chị dành thật có vui không? Vui chứ. Cũng vui, vui chứ. Vui chứ. Con này eo 84. Mày đừng có hỏi thừa. Eo 84 quay về ai cũng mặc được nhá. Rút sợi dây này vào vừa với eo với mình nhá. Rút thoải mái cho em chừng nào vừa eo thôi nhá. Từ eo 84 quay về. Lên mã số 7 nhá. Số 7 cho em nhá. Số 7. Bạch Dương ơi, qua thấy chị test cái lô hàng không? Chị chuẩn bị làm cái lô hàng đấy gần đầu tuần bắt đầu làm cho chị kia là xong rồi bắt đầu tới mà cho các em. Cho chị Duy Hoàng. Chị làm cho các em. Chị nào eo 80 vậy? Chị nào eo 80 để chị nhặt đấy. Duy Hoàng đúng không? Để em nhặt đây đủ con cho rồi em đưa cho. Đủ đi. Bà thấy đủ. Đủ tầm 10 con đưa lần đi. Số 7. Bảy đây. Bảy đây, mày thò tay vào lấy tôi đạt hết. Vâng, bảy. Đá xuống luôn. Bà bắn bỏ đó. Bắn chết bỏ. Chị nào mà thích dạng áo á, cái con này các chị này, các chị nhìn cái chất này, nó là một cái chất thung lạnh mà nó đỉnh bộ đỉnh á. Chị nào mà thích mặc áo phông dài hoặc là mặc đầm ngắn như em này, cái này này. Các chị mua cái này xong rồi đi tìm cái này chỉ có nhà em mới có thôi, em bảo đảm nó không nhà ai mà có hết trơn á. Cái con này các chị nhìn này đó, chị nào mà eo 84 quay về nhá, ai cũng mặc được hết nhá. Vậy này sướng này, sướng như vậy này đó. 100.000 mà áo cho em, áo hoặc là đầm ngắn nhá đều mặc được như vậy này. Mặc quần sọc nhá, mặc với quần sọc. Có công sở eo 78 cho chị hai con. Công sở eo 78 để từ em like tới đâu thì em ở tới đấy nhá. Em làm tới đâu em ở tới ấy. Kèo. Áo cho chị Minh Trang Trương. Chị Minh Trang Trương về mặc cái áo này đi rồi sướng. Mai mốt chị tìm Trúc Phương mà tìm mua cái dòng này thôi ha. Nếu mà muốn mua cái này thì nói với nếu mà nhận con này về mà mai mốt. Không phải nó cứ một kiểu như vậy đâu. Nó còn nhiều kiểu đẹp nữa cơ. Nhưng mỗi một lần mình khui nó một khác kiểu nhau. Ở trong đầm nhật đấy. Trong kiện đầm nhật đắt tiền đấy mới có. Nếu mà chị thích dòng đấy thì mai mốt cứ như gọi điện cho nhân viên đấy. Nó báo là chị thích áo thun lạnh là em nhặt cho nhá, áo thun lạnh. Đây là một con ăn chơi, chị Giang Ma ơi, em đưa cho chị con ăn chơi này về chị mặc chị like nhá. Chị ơi, chị chơi không? Con ăn chơi này là style của em chưa mặc lần nào, em chưa mặc một lần nào luôn đó. Style của em là chị về chị sai chị được đó, chị mặc được đó. Chị về chị mặc like cho nó độc, em chưa mặc đâu, em mặc lên người ta cứ đòi mua. Để cho chị mặc đi cho người ta đòi mua của chị.
Giang ma hi. Hôm nay em nhìn thấy nhiều người phong cách xì tai riêu rúa giống em, đúng rồi. Đâu rồi, chị Bích Đào đâu rồi nhà? Chị Bích Đào, cô đang ẩn hiện ở chỗ này này. Hôm qua hôm kia thì mình lướt Facebook, vô tình mình nhìn thấy bà mặc cái con baby doll màu xanh rêu, rồi ôi xì tai của Trúc Phương. Mình nhìn mình vui hết sức à. Chị Ngọc Hân lựa cho chị mấy cái L80. Này, có mấy chị đang lựa này, chưa có lựa xong này con. Từ từ, từng người một con. Không, đọc comment cho má biết. Tao không nhớ hết được đâu con, má đâu phải thần thánh đâu. Má nhớ hết được đâu con. Cái con này xịn nha, con này có cái con này này. Cái con này các chị ơi, cái này người ta gọi là giường chiếu hạng sang. Còn nếu mà đi chơi á, đi chơi thì mình mặc như vậy này. Mình khoác áo khoác vào đẹp nha. Đẹp lắm, con này đẹp cực kỳ nha. Chị nào L74 quay về nhá. L74 quay về. Nó đẹp như vậy đó. Nếu mà mặc ở nhà ấy, mà lên giường nó là giường chiếu hạng sang, còn mặc đi ra đường á thì mình khoác cái áo khoác vào. Cái này nó hai lớp xịn sò đấy. Mà nó mềm lắm. Lưới này, lưới mà 3D vậy này. Cái này lên mã 1 cho em nhá. L74 quay về tới 65 luôn nhá. Dạ, cái đen trắng chị không được nha, chị Minh Trang chưa? Cái đen, cái trắng đấy là cái trắng cái đấy gọi là te tua đấy. Cái te tua đấy của chị kia rồi. Em để chị kia để chị mặc lai. Tại vì chị cũng bán hàng ấy, em muốn cho chị nổi bật một tí. Mã số 1 cho chị Kim Hoa Huỳnh. Em muốn chị nổi bật một tí mà. Con này thùng lạnh cho em. Thùng lạnh mát nhá. Số 1 đây. À, chị Kim Hoa Huỳnh ơi, em để cho chị mấy cái đầm đây này chị ơi. Chị thích phong cách xì tai giống em đúng không? Để đâu rồi? Mới ngủ dậy ngáy ngủ nhét con mẹ vào đâu rồi? Đấy, em treo ở đây đấy nha. Tao mới ngủ dậy tao phi vào đây. Đây. Đêm qua lúc đấy là đêm rồi, mấy tụi em nhặt đồ tuyển lựa hàng. Em nhặt ra 3 cái xì tai em này là gì này. Xì tai của Trúc Phương Nguyễn nha. Baby Don đó chị ơi, nó không dài đâu nhá. Đây này em 1m55, con này tới gối hoặc là qua gối thôi. Đây này vậy nè. Mà những con này chỉ có dòng Nhật nhà em mới có thôi. Không có cái dòng nào mà có đâu. Em nhặt cho chị 3 con này, chị ok không? 3 con này này, 70 ngàn một con nhá. Đấy, chị ok thì chị lên ok em để cho 3 con luôn. Ok, thân em. Đấy, tại vì mấy cái này nó mát. Chị mặc thông tục hàng ngày, nó vừa đẹp vừa xinh vừa sang. Có thể đi cà phê được luôn nhá. Mặc giày búp bê đi cà phê cho em nhá. Mặc đầm của Trúc Phương. Đây, xong rồi mặc giày búp bê đi cà phê. Ủa sao nó vẩn thế? Đây, 3 con em ơi ghi vào 70 ngàn một cái. Cho 3 tờ giấy đi. Bấm 3 tờ giấy ra cho nó ghi 70 ngàn lên. Đây để tao không có giấy tao bấm cho. Con này đang định nói gì rồi, quên mẹ rồi. L74 quay về giùm em nhá. L74 quay về, đẹp quá. 100 ngàn lên cho em mã số 1. Mã 1 giúp em nhá. Mã số 1. Mã số 1. À, đây là một con gì nhỉ? À, cái gì? Giường chiếu hạng sang. Cái này là quý tộc đây. Cái lụa này là lụa Nhật các chị nhìn này. Cái lụa Nhật các chị nhìn thấy nó bóng không? Mà nó mềm không? Nó bóng rượt rượt vậy này. Trời ơi. Cho chị Nguyễn Hà Nguyễn. Cái này giường chiếu đi ngủ á chị, đồ ngủ á. Mà đồ ngủ mà của những vị mà quý sắc tộc ấy. Những chị mà sang sang đấy hay đi tìm mấy con này mua mà cái này đi mua bình thường mua nó thô lắm. Chỉ có cái mấy con chỉ có mấy cái con trong đầm Nhật tụi em khui ra như vậy này thì nó lại mềm nhá, nó mềm đã lắm, tướng cực kỳ ạ. Chị Nguyễn Thị Nga cũng thích giường chiếu này à? Ủa thế các chị ai thích giường chiếu rồi tôi. À, đây chị Nga đây. Đâu? Này có gì đấy? Số 1 đây mà, 1 đây. À. Mấy cái tờ giấy tụi em để đâu hết trơn rồi. Ok, em cho chị Nguyễn Thị Nga rồi nha chị ơi. Đồ ok. Mày cầm con nằm bất đi cả sang quá như vậy. Mày đưa cái tờ giấy đây đấy. Tờ giấy đâu? Mấy Thị Nga. Nè. Ừ đấy. Nguyễn Thị Nga mà bản lục trong đây tao tưởng. Tao lục cái quần què trong đó đó mà không thấy cái quần què đó. Mày dẹp lại cái quần què đi đâu hết rồi. Quần què là cái. Ừ. Dẹp đâu rồi. Dẹp mấy đó đâu hết rồi. Dẹp mấy đó đâu hết rồi. Chị muối cầm bên kia rồi. Cầm bên đấy mà té nó à. Ở bên kia chưa đủ à. Kêu chị muối là ở bên đấy chưa đủ, chị muối chị Phương in cả bao nhiêu triệu tiền cái đó mà cầm bên đấy mà hết à? Phải để bên này một bộ chứ. Úi dồi ôi, con này mặc chứ không mặc ấy. Chị Trần nghĩ lựa cho 10. Bọn này vẫn chưa hiểu chị ạ, nó ngu quá. Biết rồi. Mấy đứa này nó ngu, nó đầu nó không để ý đâu gì đâu, nói biết nhiều. Rồi. Cần chạy ở kia lấy giùm luôn không? Lấy làm gì nữa? Tát chị giờ. Tao đập mày bây giờ. Nào biết rồi. Chửi.
chạy cắn em chứ, chị phải kháng em nha. Ok, em đủ 10 con em sẽ đưa cho chị Duyên Hoàng nha. Con này vừa được qua đây, cả nhà quên mẹ rồi. Đấy, cái việc của mình không lo. Nó cãi nhau, nó cắn đít với cắn háng. Ô con này nhỏ, sân bơ này mà ăn, hân bơ rồi con. Ừ. Con này của ai? Dân ma. Úi dồi, sao mấy con này nó đẹp tí xíu thôi, lên 7, chị đang dòng 70 có đẹp này. Ôi sao moi là 70 ngàn chỗ này không vậy? Dạ, em chào chị Hồng Nhung mới vào nha. Em chào 70, mấy 70. Chị mới vào luôn. Ôi sao mấy con này 70 ngàn không vậy? Ôi mấy con này 70 ngàn, tí like 70 ngàn xinh quá. Nên chị bơi ra chỗ đó rồi đấy. Ừ, chỗ này 70 ngàn tí chị like sao? 100 ngàn tao đâu, đây, khổ. Úi dồi, con này phê quá này. Con này siêu phê luôn á. Chị nào eo 80 quay về cho em. Mà không sướng nghỉ lấy tiền luôn nhá. Eo 80 quay về, cái này Maxi đi biển đi chơi. Nên em mã số 2 nhá. Cái con này không mê không lấy tiền à. À chị nào kêu eo 80. Cái này eo 84. Eo 84. 82, 80, 82 được. Eo 80, 82 được, ok duyệt. Mã số 2 cho chị Kim Dung Huỳnh. Số 2 đây. Chị gì đó lựa được mấy cái đấy, 80 này duyệt trước đi nè. Duyên Hoàng má. Duyên Hoàng. Duyên Hoàng nói hỏi từ hơn 90 mà. Duyên Hoàng 788. Mà em mới nói em 80 xong. 80. Duyên Hoàng em 80 đúng không chị Duyên Hoàng? Đúng. Em 80 đúng không chị Duyên Hoàng, lên tiếng em gái. Con mắm mấy con mắm nó kêu em lựa 80 thôi, giờ nó bảo 90. Lúc đầu là chị bảo nhập 10 con eo 78 đến 82, xong lúc xong giờ chị bảo 80 đổ về. Là con hân đọc. Được rồi, cái này chị đang mai là chị bơi, chị bơi. Đang mai này. Chị Diêu Hoàng nói đúng rồi. Chắc. Trời ơi, em nói mấy cái con này em nhặt cho mặt không sướng thôi. Em là chuyên, em eo 80 là chuyên bơi, em, đây là xì tai của em, chuyên bơi mấy con này thôi. Mặt đau sướng này. Rồi, em tạm thời đưa chị 5 con này, chị lấy con nào lấy nhá. Cái đầu tiên em kiểm, em, chị, các chị ơi chờ em một tí, chị Duyên Hoàng, nhìn nhá. Thùng lạnh, mặc như không mặc. Sướng lắm, cái này mặc với quần sọc giống em vậy này. Trời ơi, nó xinh lắm, cái này thùng lạnh nhá. Số 1 này chị Duyên Hoàng, ok thì bảo em 80 quay về. Cái con này này, cái tay này, nhìn cái ống tay không, mát chưa? Von mềm xịn này, cái dáng xinh này. Số 2, con này, form Âu. Form Âu, dáng này mặc không đẹp thì lấy tiền nha. Cái dáng này là dáng của em đó. Dáng tròn tròn xinh xinh đó. Đây là cái này nha. Số 3. Và con này đẹp như vậy này. Số 4. Mấy cái này đầm xinh không dài nha chị nha. Về chị đòi dài em cắn chị đó. Cái này đầm xinh em nhặt cho chị đầm xinh nhá. Cái này này. Còn tem này, nó đẹp như vậy này. Cái này eo 80 82 thì mặc được hết. Tại vì này nó bơi phong rộng. Bây giờ mùa này mình cứ mặc rộng rộng cho thoải mái. Đẹp này, trời ơi đẹp quá. Đấy, chị 5 con đấy. Chị cao 1m67. Chị cao 1m67 là chị mặc cái này ngắn rồi. Dẹp qua đi, bỏ qua đi. Chị cao 1m67 là chị mặc cái này nó lên đầu gối rồi. Còn em 1m55 em mặc qua gối. Em mặc qua đầu gối, chị cao 1m67 chị mặc tới gối thôi. Chị mặc tới đầu gối thôi. Chị ok thì lấy, còn không em bỏ cho người khác luôn 5 cái này. Cái này nó chỉ là đậm xinh nó như thế này thôi. Em 1m55 nó chỉ từ qua gối em vậy thôi. Đều như vậy ha. Rồi chị có lấy thì lấy, còn không em đưa cho người khác luôn 5 cái. Các chị đợi em tí. Lấy em đi chị à. Vậy là chị Duyên Hoàng là chị cao rồi, để chị lựa cái khác nha. Cho chị Trần Yến nha. Cho chị Trần Yến nhá. Cho chị Trần Yến 5 cái luôn nhá. Đây em in 5 tờ giấy vô em. In 5 tờ giấy chị Trần Yến kẹp lên 5 này. Tại vì nó chị cao 1m67 thì nó ngắn rồi. Cho chị cao dài hơn. Rồi ok, để tí em kiếm dài hơn cho. Nếu mà chị cao như vậy á, chị săn thì dòng từ 150-200 đổ lên đấy. Nó mới có dài nhiều mà nó dài nhiều cái dài. Còn cái dòng này thì nó ít cái dài hơn. Cái này eo 74 quay về, ủa này đẹp đấy. Chị nào eo 74 quay về nhá. Con pin này đẹp, một lớp mát rượi. Không cần hai lớp đâu, mặc một lớp vậy đủ rồi. Cái này mặc một lớp như vậy là đủ rồi, đừng có mặc hai lớp làm gì ha. Cái này mặc như vậy là mát rồi. Không nhìn thấy gì bên trong đâu. Eo 74 quay về lên em mã 1 này. Màu trắng. Màu trắng biết sai. Màu trắng biết sai thung lạnh. Trời ơi nó đẹp. Màu trắng biết sai thung lạnh lên em mã số 2. Trời ơi cái màu trắng này nó đẹp quá đi á. Mã số 2. Mã số 1 cho chị Giang Ma. Đây, chị Giang Ma đây, cái này là một lớp nhất nhá. Pin một lớp. Khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được mặc như vậy là được rồi, không cần phải mặc hai lớp. Địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook
Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Tại bạn yêu đó chị mới nóng lên kìa. Bạn số 2 cho chị Tuyết Đoàn. Nó gần đây được. Tuyết Đoàn này. Mấy cái hàng của hàng làm em, tụi em máy bỏ ra, tụi em kiếm cái nào bỏ gọn gọn tử tế vào ấy. Nhìn nó lung tung thế. Tao thấy nó lung tung lắm rồi đấy. Chị Giang Ma thích mấy con bơi rồi. Con này thích xô bơi này. Để chị bỏ vào đây cho. Để chị nhiều em bé vào đó rồi. Hằng ơi, em treo lên cái ngang á. Cái ngang trống này. Cái ngang trống này. Treo lên cái ngang trống ở chỗ bạn đang đứng kìa. Một con đen lụa nhá. Một con đen lụa. Mềm ơi là mềm á. Chị nào mà eo 84 quay về cho em. Nhìn nha, em 1m55 tới gần mặt cá. Chị nào eo 84 quay về lên em mã số 2. Mã số 2 100.000. Mã số 2 cho chị Minh Trang Trương. Chị Minh Trang Trương đây. Trời ơi, maxi đẹp quá. Eo 65, 74, 75 được nha các chị nhá. Siêu phẩm maxi. Nó đẹp như vậy. Trời ơi, đẹp quá. Lên cho em mã số 3 nhá. Eo 65, 74, 75 đều được nha. Cho chị 10 con đẹp. Mát cao giá 500 đổi lại nha em. Chị Duyên Hoàng. Giá bao nhiêu? 500 đổi 500 chị đợi like khác đi. Em đang like hàng xả cuối rồi. Nó không có 500 đâu. Trời, chị đợi em lên hàng đầm viên nhật nước 1 đi nhá. Đầm viên nhật nước 1 đi cho nó phê nhá. Cái này em xả hàng nước 2 đổ đi rồi. Cho nên nó không có hàng 500 đổ lên đâu. Đổ lại. Đổ lại đâu. Được chưa? Vớ nơi mà chưa. Cái con này con maxi. Hoặc là một là đi biển, hai là đi tiệc. Đều được nha các chị. Cái này còn mới nguyên tem. Như vậy này, chọc lên. Có pha cái vú này vô như vậy này. Cái này các chị nào cao 1m6 mấy thì quá đẹp ha. Chị nào mà cao 1m6 đổ lên mấy chốt con này nha. Vì cái dáng này dáng của các chị đó đó. Tại vì vậy cho nên nó mới vừa cái chỗ này. Xong trần hoa đen. Chị lấy hoa đen là size nhỏ chị ơi. Con này em có 74 à. Em kiểm tra lại coi. Con này đi tiệc á, đi tiệc hoặc là đi mắc đi biển đều được á. Còn nguyên tem nè. Em 74 quay về thôi. Chị thích con này hả? Thì em lấy cho. Số 3 đây, 3 100.000 đây. À. Ôi trời ơi, đi tiệc cho em. Ừ, dạ cũng được. Hả? Dạ cũng được không? Đi tiệc nha, các chị nhìn này, mấy con này đi tiệc này, các chị nhìn này. Trời ơi, nó lùm thùm không? Cái này đi tiệc nha, ở dưới nó xòe đuôi cá này. Nhìn thấy không? Cái này dạ hội á, nó gọi dạ hội đi tiệc á. Mấy con dạ hội đắt tiền đấy. Thiết vào tay Trúc Phương bán 100.000, chết luôn. Chị nào eo 6572 thôi, size F và size M thôi nha. Size F và size M cho em. Ủa, con đi tiệc đẹp lắm. Chị nào mà vừa con này đẹp lắm luôn ấy. Chị nào mà eo đúng eo 6572 mặc đẹp lắm. 100.000 nhá. Nên em mã số 4 này. Mã 4 giúp em này. Mã 4, ở đây em có một con áo khoác xịn lắm luôn á. Con này em nói nếu mà để mà nói mà quý sở tộc khoác thì không còn gì để nói. Nguyên một cái áo khoác ấy nó nặng cực kỳ luôn, tại vì sao? Cái ren này ren thêu, nó thêu 100% hết luôn. Mà nó là dạng khoác quý sở tộc cái này các chị nhìn này. Mã số 4 cho chị Ngọc Phan. Hai nó xịn xò luôn. Má nó nhìn nó chất chưa? Mẹ ơi, nó chất như vậy này. Ôi chết mẹ rồi, em khoác xinh quá, em chốt. Em chốt. Trời ơi, em chốt con này thôi, con này 200.000 em chốt nha, đừng có ai chốt của em. Chốt em đói đói em na con này, em hơi muốn xỉu luôn á. Trời ơi nó đẹp. Cái này á là nếu mà đi chơi á là em không khoác như vậy đâu. Em khoác kiểu khác. Mình quý sở tộc là mình phải khoác ra cái kiểu quý sở tộc, chứ mình không khoác như vậy được ha. Đó. Cái con này á là mình sẽ khoác như vậy. Mình khoác không giống người ta. Cái này hai lớp các chị thấy không? Nó hai lớp xịn xò đẹp như vậy, lớp lụa hai lớp xịn xò nhá. Đó, mình mặc đồ đẹp vô. Mình khoác đi chơi á là mình sẽ khoác như vậy thôi. Quý sở tộc chỉ có khoác như thế này thôi. Đó. Chứ không có khoác hết này vô ha.
vậy thôi. Xong mình ngồi lên ghế, mình uống cà phê, mình chéo ngoẹo cái chân vô. Vậy đó các chị ơi, quý sà tộc là người ta khoác như vậy đó. Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu rồi, số 4 đâu? Để cho em chốt đó. Đọc gì? Đọc kinh. Dụ gì? Số 4. À, số 4 nè. À. Người ta khoác là bạn có bán không? Không khoác. Người ta lên đó khoác. Người ta khoác quá trời nè. Không khoác. Đeo muốn xỉu rồi nè. Rồi, chị Minh Trang Trương lên mã khoác đầu tiên. Rồi, cho chị Minh Trang Trương đi. Rồi lên cái đầu tiên thì để cho. Khoác 200 không? Ừ. Con này 150. Tao đang bán một của. Chết mẹ rồi. Sao tôi đứa nào mang của đây tao để chỗ này lộn, chỗ này tao bán 100.000 rồi chết bà rồi. Dạ, 150, con này 150, mà tao đem tao bán 100.000 gì đúng đồ vậy chúa. Thôi mày đem với người ta luôn đi. Dạ, chốt rồi đúng không, số 4 đúng không? Đúng rồi. Chú thôi. Tao bán như vậy tao có tiền trả lương cho mày đây. Cứ 150, làm gì lộn. 100, ừ. 100. Không, cái con trắng đấy. 200. Ừ. Còn cái con kia chị bán 100 rồi thì cứ bỏ 100 cho họ đi. Tại vì chỗ này để chỗ này thì sát quá chị không nhìn thấy ấy. Ôi dồi ôi, con này thật sự không muốn bán tí nào luôn đó trời ạ. Các chị ơi, cái con này này các chị nhìn thấy phê không? 150 một con ha. Nó phê lòi tòi phòi. Đây là bình thường, các chị nhìn này, nó có hai sợi dây này. Nhìn này, bình thường, nó bình thường lắm. Đây, nó bình thường như người qua đường ngoài này. Cái sợi dây này nó dài để làm gì? Để cho các chị làm được nhiều kiểu nhá. Cái thứ nhất, em cột sơ sơ cho chị một các chị một kiểu này. Mình có thể cột nơ đằng trước bụng này. Đây, cột nơ đằng trước bụng cho em. Đây, em ví dụ thôi nha. Cái thứ nhất mình cột ở đây ha. Cái thứ hai mình sẽ cột đằng sau lưng. Y để y chang như vậy cho em. Nhưng mà đừng chỗ này đừng có thắt một cái gì hết trơn á. Đừng thắt một cái gì hết. Để đây để cho chị nhìn thấy nè. Đây. Vậy đi ha. Đây, mình đừng có thắt cái gì hết trơn. Mình để như vậy mình quéo đằng sau. Quéo đằng sau. Mình cột nó ra đằng sau thôi. Nó là một kiểu. Chị Jenica Mèo. À. Chị ơi, con đấy của em. Ai? Chị Jenica của em rồi. Mẹ cũng chốt à? Ừ. Chốt luôn. Mẹ đây, chốt dậy mày. Chị Jenica Mèo này em thấy nhân viên bảo không ship được, giữ đơn hộ em nha. Đó, quỷ sứ nó chốt mất tiêu rồi các chị. Rồi ok chị ơi, các chị cứ nhắn tin đi rồi các bé nó giữ đơn cho nhá. Các bé nó giữ đơn cho các chị yên tâm. Phong Âu. Úi dồi ôi, con này hàng xịn nha. Một con phong Âu thung lạnh nha, 150 một con. Chị nào eo 70-74 đâu, hốt nhanh còn kịp. Úi dồi ôi, nó đẹp. Hốt nhanh còn kịp, lên mã 1 cho em nào. Mã 1 nha, mã 1. Ăn chơi, ăn chơi. Con này ăn chơi nha. Con này nó cực kỳ ăn chơi luôn. Các chị nhìn này. Nhìn này. Trời ơi, nó đẹp, hàng xịn nha các chị nhá. Con này hàng hiệu xịn sò nha. Mã số 1. Mã số 1 cho chị Nguyễn Hà Nguyễn. Nó mới, nó đẹp như vậy này. Nó đẹp chỗ này, nó rút lên này. Đi thò cái chân ra. Mà ở chỗ này đó là cái quần nha. Đây, mặc cái quần đùi nha. Sướng không? Cái cho tà này xong chờ, cho chị xong. Cái tà này nó bay thoải mái luôn. Con này đẹp cực kỳ. Con này người ta bán mấy trăm ngàn đấy. Em bán có 150 đấy. Đẹp nhờ. Ừ. Chị xong chân chỗ này xong hả? Ở đây có mấy con 150 em đưa cho chị xong chân này. Một con này. Hai con này. Hai con này. Con này hàng hiệu HM em đưa chị luôn này. HM đấy, ba này. Con này con viên xịn này. Con viên xịn đấy, ba, bốn này. Bốn này. Con này con bơ xịn nha chị nhá, con bơ xịn này. Năm này. Mày sửa giá 150 đi không? Năm này, có giá 150 trong đây rồi, tôi lấy cho chị dòng xong trần mà. Đây, sáu này. Con này con viên xịn nha, viên dập linh này. Bảy này. Mấy con 150 đẹp lắm chị xong trần ơi. Dạ. Dáng chuẩn dài luôn. Rồi, con này con Âu này. Mấy con Âu này hai mấy, 200 mấy con đấy. Em hết hàng rồi, em bỏ vào đây luôn chị. Ở đây có con Vin này đẹp quá. Hàng hiệu Uni nha. Con lụa Uni luôn nha chị luôn này, về bán luôn này. Rồi có con ở đây, xong trần đây, ở đây có giá rồi. Con này 150 luôn này. Ừ, con này 150. Trên cổ áo có giá rồi. Giống con lúc nãy. Cái con này này. Thì xong trần có lấy con này không, em để cho. Con này là con đồ ngủ đấy, giường chiếu hạng sang của các quý sở tộc đấy, quý chị đại chị mẹ đây đấy, thấy không, giường chiếu hạng sang, hai bé free size đấy. Chị có lấy hai con này không? Mấy con này nó cao tiền, 150 một con đấy. Mấy con giường chiếu này nó cao tiền á, chị có ra được không? Ra được thì lấy. Đẹp nhỉ, đẹp nhỉ chị nhỉ. Trời ơi,
mặc cái này rồi sao ngủ được. Ở đây có cái con đi tiệc. Đi tiệc này hôm qua con gì nó chốt rồi này. Con gì tối hôm qua tao bảo con Vân con gì nó chốt rồi này. Chị Duyên Hoàng cho chị 10 con 150 đi em. Chỗ này em hết 150 rồi. Cái con đầm kia bảo đưa về cho cô Hương, không mang tội nghiệp bố mày. Đứng giữa cửa làm bố nhìn kìa. Khổ thật mấy đứa này. Con này cái gì đấy, đẹp gì này. Đi tiệc. Một con tiệc. Cái này chị đọc cao mà đẹp nha. Chị đọc cao 1m6 đổ lên á. Cái này nó xẻ lên tới đùi này. Chỗ cái chất đi tiệc nó đã. Cái này về nó có chỗ sọc dây vô nha. Nó có chỗ xỏ dây trong vô đấy. Các chị về xỏ dây trong vô nhá. Ui ôi, ôm đẹp lắm. Chị nào eo 65-72 á, cao 1m6 á, thì chốt con đi tiệc này nhá. 100.000 thôi, em bán cho các chị 100.000 thôi đấy. Về mà mặc nhá. Cái này lên mã tiệc cho em 100.000 ha. Chị nào một cao 1m6 mới chốt nhá. Thấp như em là thấp như như em 1m55 là không chốt được đâu nhá. Về mặc là cái thay vì cái xẻ của ta lên đùi thì xẻ xuống tới, nó tới dưới bắp chân đấy, hiểu không? Tại vì cái form này form các chị mới 6. Chị nào vừa thì lên mã tiệc cho em nhá, 100.000. Siêu đẹp luôn á, con đấy tiền triệu đấy. Đi vào trong cái shop mà đại hội con đấy tiền triệu đấy các chị. Ở đây em có một con này độc lắm. Cái con này này. Một cái con đồ bay mà hàng VIP nha các chị nhá. Hàng VIP các chị nhìn này. Nó là hàng chuẩn đỉnh công sở đó. Chuẩn đỉnh công sở mà dạng đồ bay á. Các chị nhìn này. Nó là cái quần như vậy này. Nó có ở đây có. Nó có áo vậy này. Các chị có thể lấy áo ra được luôn á. Nè, thích mặc quần thì mặc, thích mặc áo mặc luôn á. Thích không? Cái này hơi bị VIP luôn á. Này eo 65-74 á. Eo 65-74 là mặc này quá đẹp luôn á. Mới tinh còn tem luôn á, hàng xịn đấy. Trời ơi, đây, mặc cái áo này không với lại cái chân váy cũng đẹp này. Nói chung là mua cái này mua được hai. Mặc cái áo này không với chân váy cũng bao đẹp này. Đó. Còn không mình mặc nguyên một set của nó cũng đẹp nha. Nó dính vào với nhau luôn. 150 một set. Eo 65-74. Chị nào lấy thì lên set cho em. Em tính nó vào thôi. Về nhà để áo điện áo. Chị hàng set cho chị. Áo điện áo, quần điện quần. Dính nó vô nha. Về thì chị tự xử nha. Đó nó như vậy nha. Mặc lên nó không hở đâu nha. Mặc lên nó căng lên về không hở đâu. Úi dồi, cái này ăn chơi mà. Cái này tiền triệu. Các chị mặc khử vô đi. Em nói là riêng những cái hàng tem quạt này, các chị đi vào mấy cái shop xịn của công sở, các chị mua những con này cũng đã không rẻ đâu, cứ tiền triệu cho em ha. Về tay em 150 được không? 150. Đây là con bến Thượng Hải. Con bến Thượng Hải này á, nó không giống con nào hết. Tại vì sao? Nó là họa tiết con rồng ha. Một con rồng. Người ta nói là cái biểu tượng song long xung vầy á các chị. Biểu tượng con rồng này kia nó may mắn, đem lại sự may mắn. Cho nên những con sườn xám lúc nào cũng được mang những cái biểu tượng con rồng ấy, được người ta săn đón ha. Các chị có thể mua về chụp hình đăng Facebook, sống ảo tí ha. Không đi đâu được chơi thì mình chụp hình đăng Facebook, sống ảo chút nha. Size nhỏ nhá. Bến Thượng Hải cho em eo 65-70. Eo 65-70. Đẹp quá. Con này 100.000 cho em nhá. Lên cho em mã số 7 đi. Số 7 nhá. Số 7. Con này cho em. Chị, trời con này đẹp quá. Lụa nhá, một con lụa. Chị nào mà eo. Ê, con này cho chị mà em thái được này. Chị bằng size chị mặc được này. Mai là thái đấy em. Có mặc chị mai là thái không? Cái này có giá 100.000 không? Có chị dán vào đây chưa? Con này. Này, mai là thái nhá. Hai lần mái. Ừ, mai là thái. Mày ư cái gì? Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm. Ở đây nhắn 150. 150 có tờ là 150. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Em có cái tờ giấy 150 mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhá. Có cái tờ là 150. 150 qua đây không? Đâu, 150 đâu, cho chị 2 tờ 150 á. Mình dán chị 2 tờ 150 lên đây ấy.
cho bỏ vào đây chị làm thôi, ngày mai nó biết đường tính tiền. Chị thì nhìn, chị nhìn chị biết, nhưng mà tụi nó không biết tính. Hai cái dán 150 bỏ đây, dán hai cái bỏ vào trong lỗ này. Rồi em ơi, bê hàng ở cây cây đó còn hàng 100 không bê đây chị? Cây sầu ngang đó còn hàng 100 bê đây. Hàng này có mấy chục? Ở đây có con, ở đây có con 200 ăn chơi nhá. Ở đây có con 200 hàng hiệu này. À không không, cái này cho chị Mai Lan Thái được. Chị Mai Lan, nhưng mà chị đấy cho chị Mai Lan Thái được. Cái này chị ta của em vừa. Để ghi con này 200 cho chị Mai Lan Thái đi. Ủa, con này đẹp thế nhỉ. Về con này cho chị đi chơi. Cho bà hở cái eo ra tí cho nó, cho bà sexy. Con này báo xịn luôn. Về thắc cái chị Mai Lan Thái này cũng có đây không, bà đi làm mẹ đó. Cởi cái dây xích cam tí. Bỏ cái mũi vào đấy. Mày đâm xong mũi nó mắc được. Cái eo của mình tùy thuộc vào cái sợi dây rút ở đây nhá. Ủa con này xinh lắm. Cái này mình mặc nếu mình mặc nó màu đen. 200 kg cho chị Mai Lan Thái. Để chị nhặt cái chỗ này cho nó. À, bữa nay là chị xong trần là em nhặt, bữa nay nữa là bữa mai nữa là em lên hàng gì nhỉ? Bữa mai chắc là lên hàng 50 70 nhiều á thì nó ngắn hơn. Bữa nay nó còn nhiều hàng dài đấy, ngày mai nó ngắn hơn. Bữa nay thì nó có nhiều hàng dài. Em nhặt cho được. Úi trời ơi. Rồi nữa đi, hết đi. Hết rồi. Ủa hết rồi ạ? Ủa em đi vòng xem còn chỗ nào chăm nữa không? Đi vòng ấy còn chỗ nào chăm không? Để chị biết đường ấy. Để chị biết đường, chị lên một cho nó một lượt ấy. Em đi một vòng xem còn không nhỉ? Chiều nay. Chủ án gì, chủ án gì, đứa nào nói gì vậy? Hến. Có gì hết á. Mày hổng cái gì? Hổng gió. Con này cũng hến á. Hai mấy con mày ăn hứ. Thì bữa nay thật. Mày hai mày không nói gì mày nói. Bữa nay thật sự là quá. Sao mà đuổi chứ nhỉ? Bố quá chơi đuổi rồi. Cho mày... ai vậy? Cho ai vậy? Bên cái đám này này. Bữa nay thật sự là quá đuối luôn à. Mấy đứa mày ốm, mấy đứa mày cút hết đi nhá. Đừng để lây của chị mà ép không một cái hay là ốm cảm cú một cái là tụi mày không có lương đâu nha. Đứa nào ốm cút hết đi. Em không có ốm nha. Đi về nhà nghỉ hết đi. Em khỏe nha. Về đứa con mà chứ mày ốm ở đêm gì? Chứ mày ốm ở đêm gì? Không cho em mở à? Không. Anh đưa. Mày lên phòng cách ly đi. Con Vân, mày kêu con Vân nó ăn cái gì nha, nó mà không ăn là to. Em đi đừng có mà khác mà. Kêu con Vân nó ăn uống gì đấy nha, con Vân mà không ăn uống gì đấy rồi. Đường này Phú ơi. Rồi không có khỏi bệnh được đâu nha. Tụi em ốm thì tụi em phải ăn uống đi chứ mấy ai mới khỏi nha. Dạ. Bây giờ nó đang ra mùa hiểu không? Đang ra mùa giữa mùa nắng và mùa mưa. Tụi mày cứ buổi đêm ấy tụi mày ra sân tụi mày đá cầu kìa, xương nó xuống kìa. Xương nó xuống là tụi em ốm hiểu không? Dạ. Ốm xong nó bắt đầu là đá cầu đâu. Dạ. Nó lây bệnh cho mọi người. Xong rồi đầu quảng cú mới lây cho mọi người, xong rồi không làm được. Nhất là chị này, chị mà ốm một cái là cả nùi không có lương luôn đó nha. Biết chưa? Tao mà ốm rồi tụi mày biết không có lương rồi đó. Biết không? Em lấy đâu vậy? Ừ, nó đó. À, có mấy chục con bữa lượt cho bà ấy, 150 của con đó. Để tao nhặt cho chị Bán Lan Thái luôn. Với chị Song Trần luôn. Bữa tao lựa cho bà chị Phương Anh gì đấy. Xong rồi trên vùng đấy nó cách ly gì đấy. Xong bà rồi. Không giữ đơn mà kêu xả ra mấy chục con đầm đẹp ơi đẹp, lựa ra tôi để mấy tuần mới được, mấy muốn thông lựa nữa. Khi nào đủ 10 con em sẽ lên cho chị lựa sau nha chị Duyên Hoàng ơi, chị đợi xíu. Chị Duyên Hoàng ơi, chị đợi em ít hôm sau em like hàng cái nước một đi chứ, chị kêu hàng mấy trăm ngàn như thế đây nó không có, ở đây nó không có cái đấy. Chị coi sai cái buổi like rồi. Chị đợi em like hàng nước một đấy. Mấy trăm ngàn á. Mấy hàng từ 200 đến 500 ấy. Thì nó mới có mấy cái con chị ưng. Còn mấy con này nó không phải đâu, nó không phải xịt ai chị đâu. Bữa mình gom cái đống nóm nó của Song Trần á. Bữa hôm chị gì nhờ? Phạm Phương Anh à. Đây này tao nhặt cho mấy chục con đấy. Một con, à 20 con hay 30 con gì đấy. Trời ơi, tao chán nè.
bao nhiêu tình cảm của tao nhét này đây. Mày nhét này 100, 150 gì hết chưa, tao hít tao chịu chết rồi. Mày cứ bỏ ở đây, lúc tính tiền tao tính tiền nhá. Dạ. Con mẹ nào chốt con đầm này của tao xả ra, tao thề tao coi lại Facebook. Con mẹ nào chốt con đầm này của tao xả ra, tao chặt Facebook ngay lập tức. Mẹ, tuyệt phẩm của tao người ta mua không được. Mà đến hồi xả con đầm này ra. Chiều nay tao chiều nay chị giao cho Vân Anh kiểm tra cái livestream ngày hôm đó, nhìn kỹ con đầm này. Mày nhìn kỹ con đầm này chị, xem con mẹ nào chốt con đầm này mà xả ra. Mày chặt đúng tao. Tờ giấy của em đi. Mày coi bà nào chọn đầm này xong rồi bây giờ xả ra mày báo chị. Cái like đầm đen tinh vẽ này. Cái con đầm này bao nhiêu người mong ước đợi là mua được nó. Mà bét lum mà hàng xịn nữa. Size to nữa. Eo này eo 90 chứ mấy đây. Đề nghị mấy chị xả đừng gỡ giấy ra nha. Eo 90 hả? Đây thước to này coi. Con bét lum tranh vẽ này 490 ngàn một con chứ rẻ đâu. Mà bao nhiêu người muốn mua không được. Các chị mua được các chị xả ra. À mà để tìm đúng chị đó tao chặn Facebook luôn. Đặc biệt. Eo 90. Trời ơi, các chị eo 90 mà cái con này thì thôi. Eo 90 92 đâu. Chị nào eo 90 92 mà yêu thích cái con này này. Đây là dòng bét lung tranh vẽ nhá, 490 ngàn một con đấy. Biết mẹ nào chốt xả ra của em đấy. Em phụ xuống lấy cái tai nghe đi. Đẹp quá mà luôn á. Chị nào lấy con này thì bảo em. Em lấy cho. Mấy con này hiếm cực kỳ luôn á, em khui cả 100 kiện Vin Nhật may ra được một con đấy. Cả 100 kiện á. Không phải ít đâu. Chị ơi, con nào đang xây dựng cái nóc nhà mình nó cứ cầm cầm. Cái mẹ đi. Trời nắng cho nó trèo ra cho nó chảy bớt mỡ ra đi. Chị Thu Thủy nói là Trúc Phương mua kẹo ngậm Ricola của Mỹ ngậm là không hàng tiếng đâu học đó Phương. Ồ thế à? Quảng cáo đó. Mày ấy ra đi con. In cho nó đi con. Rồi chị Thu Thủy, em cảm ơn chị Thu Thủy nhá, để em đi mua. Em toàn là xài mấy cái thuốc của em xài của Mỹ không đấy. Ở đây em toàn mua thuốc của Mỹ. Mua có tí xíu này 2 triệu mấy. Còn bình thường bây giờ ở đây ở Việt Nam chỉ có viên ngậm bảo thanh là ok nhất. Nên em chỉ ngậm viên ngậm bảo thanh hàng ngày thôi. Với lại uống tiêu kết thanh hàng ngày thôi. Còn các chị mà có biết cái loại nào mà ngậm ok nhất ấy. Tại các chị biết sao không? Em á là thuộc về cái dòng mà nói quá nhiều trong một ngày. Buổi trưa em lên live, xuống live là tôi 4 tiếng, 5 tiếng. Xong buổi đêm lên 6-7 tiếng nữa. Em hỏi các chị một ngày em nói. Em đứng em nói cả mười mấy tiếng như thế. Hoặc là 10 tiếng như thế. Thì làm sao mà cái thanh quản làm sao mà chịu nổi đúng không? Lúc không like nói. Còn lúc mà không like á. Dây của què này. Lúc không like là kìa. Cái lúc mà em không like á. Là nhân viên nó hãm. Là em phải chửi. Mà các chị biết là chửi một thì nó cãi 10. Cho nên là nó rất là rát cổ mồ hóng. Em nói điều hành 20 mấy nhân viên nó không phải đơn giản luôn các chị ơi. Các chị cứ nghĩ đi, trong nhà các chị á có 1-2 đứa con thôi á. Các chị muốn một rát họng rồi đúng không? Đằng này em 20 mấy người á. Nói đằng đông nó chạy hướng tây. Đúng rồi, em biết rồi. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Đợi em chút em kiểm tra. Mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Đấy em chút em kiểm tra cái này nhá. Hàng này nó hôm rồi có chị em nhặt cho chị Phạm Phương Anh đấy. Mấy chị, con chị Hài Nông kêu là em uống cao mèo đen sẽ hết thôi. Cao mèo đen giờ mua ở đâu chị? Chị nè, chị ơi, cao mèo đen mua ở đâu giờ? Ở chỗ em thì nó lại khó, không có mấy cái đấy. Bây giờ mình mua cái đấy ở đâu? Chị nào biết chị em với. Bây giờ chị nào biết thì chỉ em với, em thật sự là mày nói ấy. Người ta bảo chứ có bệnh thì vái tứ phương. Mà bây giờ chả biết phương nào mà vái, các chị nào biết thì chỉ em với. Tại vì em vì em không phải là em vì em bệnh gì. Mà bệnh nói nhiều, bệnh nghề nghiệp ấy. Cho nên là buộc phải nói nhiều thôi. Buộc phải nói nhiều các chị khổ vậy đấy. Mày nói thầy bộ chị sóc chân cho chị này. Đây rồi chị là chị, vẫn đã buộc đã bao tử rồi. Chết, lại đã một từng nữa đâu. Xong chân nhá. Đây, hôm nay cái con cây xào này là xong chân của tôi hết. Tôi đã hết mất. Nó đụng vào nhà. Nó cưa, nó xuống bắt Vân đi. Ừ, Vân ơi, Vân mày có... mày Vân ơi, mày tỉnh chưa Vân ơi? Vân nhớ mày quá Vân ơi. Vân ơi, mày khỏe chưa? Tao xuống ôm cái Vân ơi. Mõm. Chị Thu Thủy gửi được chị bắt gửi qua cho hàng đất sắp tay về. Nếu mà chị có chị gửi cho em với.
chị gửi cho em với, rồi hết bao nhiêu cước phí thế nào em gửi cho em gửi chứ chị mua giúp em với nhá. Chị mua giúp em với, được vậy thì tốt quá. Ở chỗ em không có, hoặc là có phải có ở chỗ em vùng quê mà thuốc nó cũng hạn hẹp. Để cầm thuốc nó cũng hạn hẹp á các chị. Đấy này, thuốc nó cũng hạn hẹp cho nên là các chị biết đó, giúp em với. Thôi thì ok. Có cái em mới có cái 150 cho chị, cái 150 rồi. Dán cái 150 vào chị ạ. Đây. Để xong chân cái này này. Em mẹ nó thấy. Để xong chân này, xong chân, xong chân này. Xong chân này. Xong chân. Ừ. Này xong chân này. Còn đây mẹ nó thấy. À. Rồi con ơi, giữ lại cái tờ giấy của mấy chị đấy để chị xuống má số 2 má nhắn tin cho người ta nhá. Cho chị cái 150. Rồi. Cái đó là xong trần em nhá. Cái này okay. Là giấy ta đi cao mày đen nha. Biết rồi, ta bỏ ta kẹp cái này. Đây, đây cho. Cái này của má lên thái này. Kẹp cái mỏ này. Bỏ cho em. Cao mèo đen mà. Cao. Trời. Thì cứ hỏi người ta uống như thế nào mày hỏi ta. Đây cho mày chờ ba lần thái. Cái hoa này xong chặn được, cái này sẽ xong chặn được, chị xong chặn được này, chết rồi, uống thuốc rồi, đọc một từ rồi. Con này cho em nhá, con này hàng con này dây đẹp quá các chị ơi, con này eo từ 74-75 quay về á, con này siêu đẹp nha, trời con này đẹp lắm luôn đó các chị ơi, đẹp nó mê luôn đó, nhìn này, con này lâu có một con mà trong cái hàng đắt tiền mới có này. Đầm đắt tiền mới có nhá. Má một cho em 100 ngàn nhá. Em 74-75 quay về nhá. Chị nào eo 65-72. Chị nào eo 65-72-74 này. 72 thôi, 74 thì nó hơi bon chen đấy. Chị nào eo 65-72 mặc con này xinh này. Lên cho em má số 2 này, 100 ngàn này. Má số 1 cho chị Hồng Như. Con này, con này giường chiếu nha. Con này giường chiếu siêu cưng này. Con này sẽ SM, CL, XL bơi hết vào đây này. Và có sợi dây cột vào như vậy này. Giường chiếu hạng sang nhá. Dễ thương lắm. Đây này. Trời dễ thương lắm luôn á. Chất con mềm lắm. Con này lên mã số 3 giùm em. 1 đây. Mã số 2 cho chị Kim Hoa Huỳnh. 2 đây. Một con trắng này. Một con trắng cho em. Một con trắng này chất gì nhỉ. Chất này chất. Một con này để dành. Mày mốt mình còn đi dạo phố mới mặc cái dây vào ta trắng đẹp. Con này chị em xuyên thấu nhá, hàng hiệu Uni. Chị nào eo 80. Mã số 3 cho chị Kim Hoa Huỳnh. Con này con xuyên thấu đi biển nhá các chị nhá. Chị nào mà có cái lót ấy, mình mặc trong á thì mình làm cái con đầm vin được nhá. Vì con này hàng hiệu mà nó có một lớp thôi. Von tơ cực đẹp nhá. Các chị mặc đi biển thì quá đẹp luôn á. Đó, eo 84 quay về ai cũng mặc được nhá, vì nó có sợi dây rút đây này. Đấy. Đây cho em mã số 4 nhá. 100 ngàn. Con này cho em. Biết sai con này. Mã số 4 cho chị Hoàng Dung Nguyễn. Biết sai một lớp nha, xuyên thấu này, hoàng gia này. Biết sai hoàng gia cho em. Chất của nó siêu đẹp luôn á. Đây cho em mã số 5 này, biết sai 4 này. Biết sai xuyên thấu nha, một lớp. Con này cho em này. Con này một lớp nhưng mà không có mỏng, không có xuyên thấu gì hết trơn á. Con này mã số 5 cho chị Chi Võ. Mấy ông đục máy nhà thật đó chứ. Ê, nó nghe cái tiếng đó là cái tiếng chặt đó mấy đứa. Nó chặt cái quần què gì trên mấy nhà kìa. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Eo 84-85 á, cái này các chị này. Cái con này này các chị nhìn này. Nó hai da như vậy này. Nó đâu có cần phải hai lớp đâu, nó chỉ cần một lớp thôi, mềm như vậy này. Có nhiều chị thì khó lắm. Em mới tập vin một lớp nọ kia, nhưng mà cái loại này là lại một lớp thôi, không cần hai lớp, nó dày dặn như vậy rồi. Lộ hai lớp một lớp tôi dày vậy rồi còn đòi hai mất gì nữa. Đúng không? Nó mềm như vậy mà nó hai nó một lớp đẹp vậy này. Mã số 6 cho chị Hoàng Nhung Nguyễn. Cho Nhung Nguyễn lấy này à, đây. Nó nhiều chị dễ lắm, nhiều chị thì khó lắm. Mua về nó phải hai ba lớp phải làm theo thôi. Cho nên bởi vậy em like em phải nói kỹ vậy đấy. Chị nào thấy ưng thì mới chốt.
Có nhiều cái em thấy là nó một lớp nó không cần phải đáng mình nói, tại vì đó là con đầm bình thường rồi. Trừ khi nó mỏng hay nó gì thì mình mới báo thôi. Cũng không chịu về một lớp thì phải bảo chứ. Không lẽ bây giờ con đầm nó bình thường bảo cái gì, em cũng đâu có hơi đâu bảo. Mệt lắm luôn đấy. Đây con này cho em nhá. Con này áo nó mà chất thun cô tông. Mặt mặc con này mặc mát lắm. Chị nào eo 84 quay về nhá. Chị nào eo 67. Chị nào eo 84 quay về ấy, mặc mát nhá, mặc mát lắm. Cái này nó thun cô tông á, nó chỉ có bình thường vậy thôi ấy, mặc mặc rất là mát. Đấy. Con này cho em nhá, mã số 7 hả? Eo 84 quay về. Số 7 cho chị Hồng Như. Chị Hồng Như số 7 đây. Ê ui nó chặt nhà ra mình ơi. Chả lớp nhà ta hả? Có tá xéo hãng vô. Kiểm tra có đứa nào chặt nhiều nóc nhà thật mà. Hay là nhà bên kia? Ai biết. Ui mày thử ra trước coi, mày cầm con mày xách loa ra trước mày làm loa coi. Có đứa nào chặt nóc nhà đâu, có tá xéo hãng vô. Dạ. Râm 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 râm. Thấy không, nó chặt kìa không? Nó đéo cái gì vậy? Cái chúng nó cưa cái gì cho nó đi. Chết rồi, nói ngủ nó chùi. Ôi con này mới thế nhỉ? Mày bỏ. Chị nào eo 78. Chị nào eo 78 quay về nhá. Nhìn này xinh không? Con này nó ngang cái bắp chuối to của em. Eo 78 quay về lên em mã số 8 nhá. Mã số 8 giùm em. Làm gì em? À điện mặt trời hả? Đấy nó bên nó rắp lên được mặt trời hả? Sao chế hả? Không, sạch kém một bè nhà mình thiếu điện. Cái này chị mướn chứ nếu mà chị nhà chị cũng ráp năng lượng mặt trời luôn. Tại vì nhà mướn không đầu tư. Đầu tư hết gần cả trăm triệu bạc. Mã số 8 cho chị Phương đi. Đóng cửa ngoài không, đi mày đang mở cửa chứ. Chị Mai Lan Thái dặn em chị Phương này. Con này mặc mát này cho chị này, chị Phương này, chị Mai Lan Thái. Con này cho chị Mai Lan Thái này bé. Ok ok, số 8. Đám này. Cái kì à, hèn chứ. Ủa mà nó ráp năng lượng mặt trời mà nó chặt cái gì? Đóng mình đóng đồ dài. Đây đây đây, con này xinh nhá. Con này bao phê các chị ơi. Bao phê. Chị nào eo 70-74 đâu. Khoan, chị Hoàng Hằng kêu là mấy cái nào chun lấy cho chị xong chừng một ít kèm vô hàng xu. Dụ gì? Lấy cái mấy cái nào thun chun lấy cho chị xong chừng một ít để kèm vô hàng xuông. Dụ hàng xuông giờ nhặt không có nữa đây. À xu giờ không có nó đây. Con này nha. Eo 74 quay về lên em mã 1 nhá. 100 ngàn, con này đẹp quá. Mã số 9. 9 là con kế bên con này con 8. Là chắc con này. Tao kêu mày đưa con này cho chị Mai Lan Thái. Con 9, à con 8 ngoài kia kìa. Con này Mai Lan Thái đúng rồi. Ừ, nói nhầm. Còn bây giờ không có con 9, có con 1 được không? Được. Rồi. Mã số 1 cho chị Hồng Như. Sorry baby. Xong dần. Bên đây. Ôi con này xe xin đây của chị. Cầm con đây rồi. Tao qua tao kêu của cái này của chị mà. Để chị đánh mặc lai mà. Chị mặc vừa không đã. Chị kiểm tra coi không mặc vừa thì bán luôn. Chắc không vừa được. Mà thích nó thôi. Tạch 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 tạch. Chắc vừa. Con này em mặc lai thích lắm. Mặc để like mấy cái đi. Vừa mà. Con này thích nó là nó dây xích. Xong chặt xin. Mong bự. Không bị chặt đít ôi. Đít to thế. Thề luôn tớ xuống đít là chán. Cứ nhắc tới đít là chán này. Cho chị xong chặt. Con này để mặc like á, để nó xinh á, con này có dây xích. Dây xích, em thích mặc mấy con này để like á, nó mát đấy các chị. Xem con đầm đen đi. Thế nào? Đầm đen chỉ đeo ba sẵn đó. Mà nhét rồi. Nó đầm đen hoa. Làm gì? Đó. Cho ai? À em đang coi nè. Hôm mai mày coi, tối mày coi. Chị thông thần ơi, mặc để dành em mặc like chị này. Dì xích. Dì xích đẹp quá trời, em không mặc vừa cái đít em. Em cũng nghĩ là không vừa đấy. Này, tại vì cái phần này á, vai cánh rơi. Vai cánh rơi mà cái phần dưới này túm túm này á, nên em vừa cái đít. Đi tặng chị Song Trần mặc lại. Em thấy nó rồi hả? Em thấy nó rồi em ạ. À? Thấy nó rồi hả? Ai bắt nước rồi ra? Em có biết ai bắt nước rồi đấy không? Đi cho tờ giấy Song Trần đi. Có chờ em chị, nãy giờ chửi em chị.
có rồi em chị nó bắt điện nó. Con này đẹp quá, bà sẽ hai cho chị Kiều Lê. Cái con này các chị này gấm đẹp như vậy này, gấm đẹp lắm. Chị nào mà eo 78-80 á, mặc rộng rộng kia em tay chị Yên Độ nha chị ơi, eo 78-80 nhá, lên cho em mã số 3 nhá. Số 2 là con nào vậy? Em ơi, con 1 này chị nào eo 74 quay về đẹp quá này. Rồi em đòi nãy giờ chị không đưa à, đây một đây quỷ sứ, tao tụt cho ai chỗ con 1 tao đang ngạc nhiên và quái lạ. Số 2 là con nào? Con nào mà nói biết. Chị có con 3 à? Xong trần này em ơi. Thằng mày xin lỗi Kiều Lê đi kìa. Chị có con 3 đấy rồi, còn 2 chị không đọc hay sao? Mã số 3 cho chị Vân Trần. Tại vì đây không có nhớ số, thấy có 2 bà con không nhớ số. Xin nhớ đi. Vậy chị Kiều Lê không có mã số 2 nha chị ơi. Eo 74 quay về cho em nhá. Eo 74 quay về, con này xinh quá. Eo 74 quay về cho em. Một con viên xịn giò như thế này ha. 100 ngàn lên em mã số 5. Mã số 5 giùm em nhé. Con này còn nguyên tem đây. Chất con này cực kỳ phê luôn, mới nguyên tem. Chị nào eo 78 quay về lên em mã số 6. Mã số 6. Mày để cho chị xong chân con xanh này. Con này tôi nhặt được xong chân mới mới mai hết. Mai hết cái dòng này không nhặt được, không có mà nhặt được. Cái chui con áo đẹp thế nhỉ. Đây mã là... số 6 cho chị Hồng Như. Trời ơi con này nhìn phê. Con này các chị làm khoác hay là mặc luôn như vậy cũng được nhá. Số 6 đây. Mặc luôn như vậy cũng được, nó mới lắm các chị ơi. Con này làm khoác thì quá đẹp ha. Làm khoác á. Đẹp quá, con này đẹp quá. Mới ơi là mới. Cái dạng mà các chị mặc khoác phong dài á, măng tô á các chị. Free size này. Màu nó đẹp quá. Làm khoác cho em. Dạng khoác măng tô đó các chị. Cái màu cũng đẹp mà cái kiểu dáng cũng đẹp mà mới của Nhật đó chứ. Của Nhật đấy em bán 100 ngàn cái gì này. Tem mạc lủng củng rồi. Thấy không? Freesize đấy, cái nách này nó thoải mái lắm. Nó rộng như vậy mà. Freesize nhá, chị nào lấy khoác này khoác em ấy. Khoác cho chị Thi Cậu Gia Phạm. Con này nó sang lắm chị ạ. Mặc con này sang này. Cầm cái con áo nó chắc chắn này. Chắc chắn nó sướng này. Đây, khoác đây. Con này cho em nhá, 2 giây. Ôi dồi em chụp này. Eo 80. Eo 80-82 quay về nhá. Con này 2 giây cực kỳ phê luôn á. Con này lên cho em mã số 7 này. 100 ngàn này. Đây. Chị nào eo 84 quay về nhá. Eo 84 quay về giùm em, nó mềm rồi này. Con này mềm lắm. Về mình... à, số 7 cho chị Xuân Thùy. Mình không thích tay dài, mình cắt thoải mái cho chị nhá. Không thích tay dài, cắt thoải mái, con này xinh lắm. Đấy, dễ thương mà. 100 ngàn nhá, eo 84 quay về lên mã số 8. Số 7 đây. Ô, con số 7 này em có nhiều con màu đen như vậy lắm đấy. Em buổi tối, em sau giờ like ấy, em may mặc với con đấy mà đẹp lắm. Nói chung nó xinh đấy. Một con yếm nha. Mã số 8 cho chị Nguyệt Minh với Phạm Lý. Chị nào mà eo từ 70, 74, 75 đâu. Con yếm thì yếm xịn nha. Yếm này cực kỳ đẹp luôn á. Con yếm quần nha các chị nhá. Một con yếm quần eo 70, 74, 75. Con này không đẹp không lấy tiền luôn. 100 ngàn lên em mã số 9. Mã số mấy? 8 à? Mấy? 8. 8 này. Ồ, con này size nhỏ. Con này xinh thế, sao nhỏ, sao đây? Eo 65. Chị nào eo 65 giùm em. Chị nào eo 65 nhá. Size S. Con này đi tiệc. Lên mã tiệc cho em. Mã tiệc nhá, đi tiệc. Ôi trời ơi, con này đi tiệc với phê nữa này. Con này chất này. Chỗ này khi các chị mặc lên á, nó che bụng này. Còn cái này này, khi các chị mặc lên các chị cột đằng sau này. Cái này nó thung lạnh này. Chị nào eo từ 70-74 nhá. Eo 70-74 lên em mã số 10 này. 100 ngàn này. 2 dây xịn này. 2 dây xịn sò nhá. Cái 2 dây này 2 dây cuồn nhá. Nè đó, tưởng là cái đầm hay là cái cuồn. Đúng rồi.
chị nào cho chị nghe hà. Chị nào eo tắm, eo từ kiểm tra coi, eo từ 78 quay về nhá, eo từ 74, 75, 76, 78 lên cho em mã số 11. Mã 11 tiệc đây, tiệc con hồng đây, size nhỏ nha, eo 65 đẹp quá. Mã số 10. 10 đây. Mã số 10 cho chị Ngọc Phát Sơn. Số 10 100.000 đây. Con này lụa cho em này. Lụa baby don eo 80 quay về nha, eo 80 82 quay về. Cái lụa baby don các chị mặc rộng rộng rồi này, xinh lắm. Lên em mã số 12, 100.000 này. Đen. Một con đen xịn. Con này dập ly 150 nhá. 150 một con đen xịn này ha. Chị nào eo 65 72. Chị nào eo 65 72 thì 150.000 đến mã 1. Mã 1 cho em. 12 cho chị Phạm Thị Hương. 12 đây, chị Phạm Thị Hương đây. 13. 10. 1 cho chị Hồng Như. 1 đây. Con này cho em nhá. Chị nào con này mặc mát cực kỳ, vo dáng được. Chất đã lắm. Chị nào eo 90 quay về cho em. Eo 90 quay về con này xinh nhá. Cái màu nó cổ điển lắm. Đây này, rất là đẹp như vậy này. Lên cho em mã số. Mã số 2. Mã số 2 cho em này. Cái này đẹp nhá, eo 65 đâu. Chị nào eo 65 đâu, sẽ ép đâu. Cái này đi tiệc đó các chị mã ơi. Mã số 2 cho chị Nga Hà. Chị nào eo 65 đi tiệc cho em đó. Mã số 3. Đây, số 2 đây. Một con khoác nhá. Một con khoác. Mã số 3 cho chị Hải Âu. Cái chất nó đã rồi, nó đã thế nhở. Cái lụa đã thế nhở. Số 3 đây, gỡ gì vậy. Cái con khoác này á. Ồ, con này mặc bao sướng luôn đi. Em rờ đã thấy sướng rồi nè. Cái chất của nó mềm giống như tơ tằm. Cái gì này, ông ánh giống tơ tằm không? Giống. Y chang tơ tằm vậy đấy. Ôi free size. Khoác free size. Chị Châu 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 xin con khoác. Hơi châm châm ở trong cái chỗ nào vậy? Cái gì châm châm á? Để từ từ em kiểm tra cái gì châm châm ta. Trên đây không châm châm, vậy là châm châm cái đường chỉ à? Con này đẹp quá. Đẹp quá trời, cái chất vải mềm cực mềm. Em kiểm tra cái đường chỉ nó may hùng què vậy châm châm. Úi giời ơi, cái này nó ngu chưa. Nó đi nó vắt, cái này là cái đường vắt sổ. Nó bằng cái chỉ gì mà nó châm châm ta. Hơi châm châm một cái chỗ nào tí nè. Chị nào chỗ này vậy. Chị Châu 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 Châu. Mày ghi tặng lên cái. Mày ghi tặng cái chị đi. Cái này nó đẹp lắm nhưng mà em mặc vô người em cảm nhận nó có một cái chỗ nào đó. Nó có cái đường vắt sổ nó bằng cái chỉ cứng á. Em rờ thì này không thấy nè. Chắc là một chỗ này nè. Cái đường vắt sổ nó hơi châm châm tí. Không vấn đề gì hết á. Nhưng mà em tặng. Mình mặc cho mình không hài lòng cái chỗ cái hơi châm châm chỗ nào đó. Nhưng mà nó đẹp quá. Cái vải thì nó mềm như tơ tằm luôn. Nhưng mà cái chỗ chỉ nó may do nó cái đường chỉ của cái người ta may thiết kế chỉ. Nước ngoài nó có nhiều cái phá cách mình không hiểu à. Đây con này. Con này hàng hiệu chip chip nè. Hiệu chip chip thì giống như kiểu bánh phồng tôm ấy, chip chip vậy đó. Trời đất ơi. Con này mát nha. Chị nào eo 80 quay về cho em. Chị nào eo 80 quay về, mềm mới là mềm vậy này. Mềm mới là mềm, mặc sướng lắm. Có dây cột đấy, muốn cột chỉ cột. Lên cho em mã số. Tới số mấy rồi nhỉ? Tới số 5 ạ. Tới số 6 này. Tới số 6 cho em nhé. Con này một con khoác xịn nhá. Một con khoác xịn này. Cái này ở trong dòng nhà tụi em khui thì nó hay có. Tại vì những con này con ăn chơi á. Mấy con này con ăn chơi cho nên nó hay có. Khoác free size. Khoác free size lên cho em mã số 7 này. Mã số 6 cho chị Yến Đỗ. Chị Yến Đỗ này. Khoác free size là ai cũng khoác được hết trơn nhá. Khoác đi chơi đi biển thoải mái. Con này cho em nhá, co giãn sướng. Các chị nhìn này, cái tay nó loe. Rồi mát rưỡi à, con này mát rưỡi. Mát rưỡi rưỡi. Mã số 7 cho chị Chi Võ. Em 80 quay về lên em mã số 8. Số 7 đây. Con này con body. Con body hàng xịn nhá các chị nhá. Body sang nhá. Một con body mà đi công sở ấy. Hạng sang ấy. Chất đẹp á. Chất đẹp cực kỳ đấy. Đấy nó nghe. Dạ 100 ngàn một cái chưa. Cái này có cái áo.
ở chỗ cái cây ngang ngay thùng móc có hai cái áo khoác vàng. Ông nghi là của con đầm này. Thôi tôi để con đầm này lại. Mã số 8 cho chị Yến Đỗ. Để chị xem coi nó phải, để em để con đầm vàng lại để kiểm tra xem phải cái set không. Biết đâu lên cái set ra. Tám này. Cái đúng cái set thì chết. Bán cái đợt à, cái đầm đến hồi. Không biết đường bò luôn á. Eo 90 nhá, gấm mềm. Gấm mềm eo 90. Chị nào mà không thích tay dài thì mình tự cắt hay là mình tháo tay ra thành sắt nát tùy tùy nhá. Này gấm mềm nhá. Eo 90. Lên em mã số 9. 100.000. Chị nào eo từ 70. Eo 70 74 cho em. Eo 70 74 con đẹp quá. Eo 70 74 giùm em 100.000 lên mã 10 cho em nhá. Mã 10. Áo đang mặc không bán nha chị ơi. Mã 10. Một con khoác xịn này. Khoác hoàng gia nhá. Mã số 9 cho chị Hoàng Nhung Nguyễn. Một con khoác hoàng gia free size. Lên em mã 11. Mã số 9 đây. Mã số 10 cho chị Dung Huỳnh Kim. Chị nào eo 65. Eo 65 70. Trời ơi con nâu tây này đẹp. Chị nào eo 65 70 size S lên em mã số 12. Số 10 đây. 11 cho chị Trung Kim. Chị nào. Trời ơi con này xinh. Cái bang. Chị nào eo 65 74 lên cho em mã số 13. 11 đây. Con này con Vin. Con Vin này eo chết nhá. Eo 70 74. Con này mềm chưa? Chất nylon mà mềm cực kỳ luôn. 14 cho chị Hải Âu. Ê chưa có 14 đấy, ở đây có 12 13 thôi á. À, chị lên lộn số, chị lên là 13 rồi. 13 cho chị Hải Âu. Đây 13 đây. Rồi con này cho em lên cho em mã số 1. Mã 1 nha, mã số 1. Mã 1. Một con lụa đi tiệc. Một con lụa đi tiệc này. Trời con này đẹp lắm các chị nhìn này. Trời ơi nó xinh không? Nó cổ đồ nhẹ nhá. Cái số 10 chị Dung Huỳnh Kim ấn nhầm số. Các chị nhìn này. Em chốt cho chị Nguyễn Hoàng con số 10 nha chị ơi. Các chị nhìn con này này. Nó đi tiệc nó mới bóng rồi này. Nó dạng đi dạng lụa tiệc á. Chị nào eo từ 70 74 á. Lên em mã số 2. Mã số 2. Chủ hẹn gì con? Chị Dung Huỳnh Kim lên lộn số 10. Con chốt lại cho chị Nguyễn Hoàng. Ờ. Cái con này là con số 1 nha. Con này lần này, chú đẹp. Eo 70 74 á. Con này lần này đẹp lắm. Ơi, em biết của ai rồi. Của ai? Lên Thu Bích. Xách mấy cô? Không thấy xin địa chỉ là khách cũ. Là sao? Khách cũ. Em nghe hết đoạn sau. Lên Thu Bích. Thu Bích. Tên Thu Bích hay không ai lên Thu Bích? Tên Thu Bích. Thu mày kìa, mày cha vô tin nhắn chị gọi, con mẹ Thu Bích cho mẹ nào. Thu chị nhìn số 10 cái này. Những con đầm là tao vào tâm huyết lắm rồi mà bị mà xả ra của tao là tao chặn bút hết. Mã số 1 cho chị Đỗ Nguyên. Số 1 đây. Tức là em coi trên live em thấy là con đó chốt vào Thu Bích đúng không? Mã số 2 cho chị Hải Âu. Chị Hải Âu đây. Kiếm ra chị ơi. Ơi mày không xem được inbox à? Kiếm trong tin nhắn comment rồi em kiếm rồi không thấy nên em mới nói. Ủa em không xem được inbox à? Kiếm trong comment không thấy. Chắc là chặn rồi. Hay là bị chặn rồi? Chắc hay là mấy đứa này nó xả ra nó chặn rồi. Hay nó xả ra nó chặn rồi. Con mẹ tên Thu Bích đúng không? Mẹ nào tên Thu Bích? Đánh sao hả? Con vàng 100. Ừ 100. Con này baby doll cưng quá. Con này bao cưng luôn. Trời ơi nó cưng dã man gì ơi. Con này còn đem của Nhật. Con này phong baby doll á. Dáng xinh nhá. Trời ơi xinh lắm. Size S, size M, size L. Eo 75 quay về. Eo từ 75 quay về cho em, ai cũng mặc được nhá. Con này xinh lắm, ở ngoài cái màu của nó rút ấy, các chị nhìn này, như vậy này. Nó xinh nhá, xinh ơi xinh ạ. Lên cho em mã số mấy rồi nhỉ? Số 3 đi. Nhìn vô cái đèn này, sáng mắt quá. Không nhìn thấy đường, ở đây nhiều đèn quá. Nhiều đẹp quá. Cái đầm đen này xả của con mẹ này nó ra chặn vút rồi hả? Chặn chưa? Chưa chặn hả? Sao nó tìm không ra? Lên Thu Bích gì đó, Thu Bích không hay là lên Thu Bích? Thu Bích không đúng không? Thu Bích, đến bà con mẹ tên Thu Bích cho chị. Tao không bỏ qua cái vụ này đâu. Mẹ tìm cho bằng được cái Facebook của bà sao? Ừ Thu Bích. Đấy anh mày đây. Mấy cái đồ anh mày thiết kế nó có nào giống như cái lộn rộn hết trơn đó. Nó có nào mà nó được cứng cáp ấy. Nó chỉ xài được một thời gian khoảng 37-21 ngày này nó như cái lộn rộn.
nó rụng hết xuống rồi đấy, dần dần để hàng đường xích ra, hàng ơi đường xích ra đèn ngay đầu á, nó rụng đấy. Con này đẹp quá, eo 65 72 70, con sao đi sẽ ô, chị nào mà size S đâu, trời ơi chị nào mà size S đâu, mã số 3 cho chị Mai Hoa, chị nào size S đâu, giết người đi. Eo 65 cho em, eo 65 70 cho em, mặc con này đi tiệc cho em. Đây em mã số 4 nha, số 3 đây. Con chim, cái này có con chim một lớp thôi. Cái này xuyên thấu nha. Các chị ơi, cái này xuyên thấu nha các chị. Cái này von tơ xuyên thấu có con chim này. Mã số 4 cho chị Hải Âu. Cái này cực kỳ đẹp luôn này. Cái này không có nhăn này, cái này nó còn mới mà em rờ vô một nùi gì trong đây này. Mày về nhà mày điều tra con mẹ Facebook cho tao. Tao xuống live là phải có Facebook bật vào mặt tao ngay. Tao xử tao mà không ưng ý gì, tao phải xử xong, tao không xử xong tao không chịu được. Úi dồi ôi, nó giấu trong đây một nùi tem các chị ơi. Nó giấu trong đây một nùi tem luôn. Cái này một lớp thôi nhá, hàng xịn mà một lớp thôi. Form xuông như vậy này, eo bao nhiêu nhỉ? Eo các chị là eo 84-85 quay về. 4 đây. Eo 84-85 quay về các chị nhá. Mặc được 100 ngàn, mã số 5. Mã số 5 giùm em. Mã số 5 cho chị Nguyễn Minh Phạm Ly. Đây số 5 đây. Phạm Lý. Con này xinh nhờ nhưng mà người ta làm một lớp à. Cưng quá. Cái con này là ren. Khoác ren. Cái tay này free size cho em. Cái con ren này free size nha. Ai cũng khoác được vì cái tay này không có cức nha, không cức tay. Đó. Con này cho em lên cho em mã số 6 này, 100 ngàn này. Úi dồi ôi, con này đi tiệc. Ý mẹ, thật đẹp. Lê Phan, em ơi cho chị đầm đen sau lưng đi. Em đang điều tra con đen đó chị. Hôm bữa em bán một cái like đầm đen tranh vẽ đấy. Toàn là đầm 390, 490, 500, 600 một con. Ai cũng muốn được một con hết. Các chị biết không? Em không rảnh để đăng cái comment của khách, cảm nhận của các chị đấy nhận con đầm đen đâu. Các chị đấy còn bảo là chị mua nhà em bao nhiêu con đầm đen rồi, cả trăm con, cả mấy trăm con rồi, mà hôm nay chị nhận mấy con đầm đen tranh vẽ, chị đẹp, chị mê, mà chị mê quá trời luôn. Người ta nói như vậy đó. Mà số 6 cho chị Nguyễn Minh Phạm Lý. Chị ưng ý quá trời luôn. Mà trong khi đó những người size to người ta chốt không được nữa này. Con này eo 92 quay về đấy. Eo 92 quay, các chị eo 90, 92 là các chị mặc thoải mái luôn, đẹp ấy. Như vậy này. Bữa chị lấy một con 450 hoa mai rồi, thích lắm. Trời ơi, ai cũng khen hết trơn ấy. Em bán con cái con này, em nói thật, tâm huyết dữ lắm luôn đó chị. Em cầm lên like, em mà phải cân nhắc luôn á. Cân nhắc, tại vì muốn đem đến cho những người nào thật sự cần. Cầu xin là đừng chị nào vớ vẩn chốt vào. Để cho nó đem được đến những người cần, người ta thích. Những người nào nhận được thích lắm luôn đó chị. Chị ok con này không? 490 ngàn. Nó đẹp cực kỳ. Đẹp quá. À, bây giờ nó bị xả ra rồi, em bán 450 cho chị thôi. Ok không? Xả ra của em mất duyên rồi, em bớt một chút tiền cà phê. Bớt cho chị, mời chị một ly cà phê. Chị có vừa con này không? Chị 6. Chị đấy chị vừa không? Chị nào đây nhỉ? Chị nào đấy con? Chị Lê Phan. Chị Lê Phan ơi, chị Lê Phan vừa không? Chị eo 82. Thôi, eo 82 đứng mặc. Ui dồi ôi. Chị ơi, eo 82 chị mặc vào nó, chị bơi vào trong này à. Cái này nó tới eo 90, 92 rồi, chị mặc nó rộng quá. Đồng tí là rộng, là thoải mái nhưng mà nó rộng quá, hiểu không? Nó rộng quá. Rộng quá thì nó không đẹp. Đồng ý là rộng được nhưng mà rộng quá thì sao? Em kiểm tra coi, ổn không? Em kiểm tra cái eo, sao cái mông bự thế nhỉ? Không rộng mà, em chị. Có điều khi lên thì vậy thôi chứ còn tại vì mình mặc đầm ấy. Không đúng, em 92 đó. Chị mặc nó ra như vậy là em 92 đó. Vú ra tới đây là đúng rồi, 92. Trời ơi, em nói thật với các chị chứ. Mà cái con, mấy con bét lung nó đẹp như vậy đâu ra mà có đúng không? Cái này tụi em nâng niu lắm luôn đấy. Chị nào nhận con này về cũng thích hết vì nó sang đẹp á. Thích lắm, bét lung này mặc sướng lắm. Cái cúc ở trong này.
chị em 90 mặc quá sướng luôn á. Đó. Em eo 84 á, em mặc nó rộng mà các chị, nó rộng một tí. Nó rộng rồi này, thấy không? Nó rộng. Đấy, nếu anh chị nào muốn mặc thì mặc, còn không muốn mặc thì eo 90. Còn eo để mà nói là em ăn no này kia vào như vậy là eo 84 đó. Đấy, em mặc như này nè. Chị nào thấy mình 84 mà em mặc ổn mặc à. Em 1m55, eo 84 đấy. 450 nhá. Đẹp không? Em thấy thoải mái. Tại vì cái này nó sang á. Cái này nó gắn liền với từ sang á. Em mặc luôn đi. Đây chị về còn đầy còn đẹp hơn gấp 10 lần. Và chị không dám đụng đến luôn tại vì nó đẹp quá, không dám mặc với người luôn. Chị lấy ok. Không dám mặc với người tại vì nó đẹp quá. Có nhiều con đẹp lắm nhưng mặc với người. Em cái tính em á là nâng niu đồ đẹp á để cất ngắm á chị, không dám mặc lên luôn á. Mình thì ở nhà lai ít đi đâu. Ít đi đâu cho nên là cứ nâng niu đầm cất đi. À. 490 nó 450. Bốn đợi. Người ta xả rồi bắt giá rồi. Tội nghiệp cái người ta mua ủng hộ cho mình. Đây. Đẹp lắm nhá. Rồi cảm ơn chị nhá, 450 ngàn thôi. Bởi vậy cho nên mỗi lần người ta xả ra ấy, mình bán cho người thứ hai ấy, mình cũng thấy nó không có ưng nữa, cho chị hiểu không? Giống như kiểu người ta không chốt rồi người ta xả ra là nó mất giá, mất duyên đi á. Con này đẹp quá. Nhưng mà nó không có dây. Em thì em cứ ấn ấn với cái dụ cúc mực này, nhưng mà nó có lỗ dây, các chị xỏ dây trong vào ấy. Cái này người ta làm dây trong cho các chị đấy, để cho các chị xỏ dây trong vào ấy. Đi tiệc cái này, một con đi tiệc nó mới tinh vậy này. Chị Mai Hồng, chị ơi, có đầm đen size S không? Có nhiều đầm đen nhá, bây giờ em lên đầm đen luôn cho. Ê, nói nghe, con này không bán được dạ, đâu. Dạ ok, em chốt cho chị rồi nha, chị Lê Phan ơi. Con này đẹp mà không bán được đâu, con này bán nó mặc tuột. Dạ em thay chị Bùi Thị Mỹ nha. Đầm đen, em ơi, bê đầm đen qua chị bán nè. Bê đầm đen qua đây chị bán hết cái 100 là còn mấy cái đi. Cái này cho em nhá. Trời, cái này rờ sướng lắm các chị ơi, rờ nó đã lắm, rờ mềm lắm. Eo 80 quay về nhá. Mã 1 cho em. Màu nó trầm trầm đẹp. Mã 1 cho em. Hai đứa bê đầm đen qua chị bán hết cái đầm đen đây em ơi. Trời ơi cái con này. Chị nào mà eo 65-72 đâu. Đây là một cái con dạng yếm ấy, dạng dây dạng yếm này. Đẹp chưa? Form Âu này. Mã số 1 cho chị Phương Yến. Chị nào eo 65-72 lên em mã số 2. Số 1 đây 100 ngàn đây. Ừ, đầm đen. Hoặc là bê hết cây đầm đen nó qua đây, hết cây đấy vô đây cũng được. Tại vì cây đó là... Hoặc bê đầm đen trước đi, bê đầm đen trước đi, chị đang đầm đen trước thì sau. Mã số 2 cho chị Hồng Hà Thị Đặng. Chị Hồng Hà Thị Đặng mã số 2 này. Đặng ơi chị xếp thứ tự là 1, 2 ở dưới này nha. Con này cho em nhá, con này dễ thương. Con này dễ thương. Con này dành cho chị nào eo 90 quay về ai cũng mặc được nha. Ai cũng mặc được hết. Eo 90 quay về ai cũng mặc được. Mã số 3 100 ngàn này. Còn mớ đầm đen này em la cho chị nào thích đầm đen thì hốt nhá. Đầm đen Nhật á, đen trôn. Như một giấy phương diện. Đây. Chị nào mà eo 78 quay về đâu. Con này 2 giây yếm này. Mã số 3 cho chị Kim Hằng. Eo 78 quay về lên em mã số 4 này. Đây 3 đấy nha. Hết chưa? Ok. Chị trong trần cho chị eo chun để chị về chị ấy này. Eo chun để bỏ vào để chị. Chị trộn vào cái đầm xuông chị bán này. Số 3. Một con khoác. Mã số 4 cho chị Ngọc Mai. Cái con khoác này biết size. Mà cái con khoác này các chị nhìn này. Nó mặc nó dễ chịu lắm. Khoác cánh tơi vậy này. Má mẹ còn chưa kịp lấy con đầm số 4 ra luôn đó. Biết size 4 này. Con này con 3 đó. Con này con 3 đó má ơi. Con này con 4 này. Mắt mày đi ăn được bé, bé mắt to. Ôi con này thích lắm các chị ơi, chị nào thích khoác đấy. Sorry. Các chị dẫn đi săn mấy con khoác mà tụi em bán ở trong dòng đầm Tin Nhật khui ra này này. Nó sang xịn hơn là những con khoác các chị mà mua ở trong những chỗ người ta khui áo khoác đâu. Tại vì mình mua cái kiện đầm Nhật đấy nó đắt tiền gấp bao nhiêu lần cái kiện áo khoác mà các chị. Tụi em khui cả 100 triệu, hơn 100 triệu kiện đầm Tin Nhật đó chị thấy không? Kiện nào tụi em khui thường nhất cũng phải từ 40-50 triệu, 70 triệu rồi. Nó ra những con khoác như thế này bán 100 ngàn đồng bạc.
biết sai đấy. Chị Liên Hoàng chưa cho em số điện thoại và địa chỉ, em chưa chốt con khoác cho chị được đâu nha chị. Trời ơi, ơi, con này nó rất là sướng luôn. Con khoác cánh rơi rất là sướng. Mặc lùng thùng ấy, cho các chị mặc lùng thùng ấy thoải mái. Cho chị Nguyễn Thị Nga. Chị Nguyễn Thị Nga cũng mê này ạ. Ồ, thích đủ thứ rồi, chết rồi. Và chị tôi thích đủ thứ rồi. Đây, cái con này này, em mê con này quá này. Em cũng mê mấy con thung lạnh này thôi, các chị biết sao vậy. Khi nào mình phơi, mình treo cái dây lên để cho nó bảo quản cái thung lạnh nó không bị giãn nha các chị nhá. Người ta làm đây không phải là người ta làm để chơi đâu, người ta không rảnh đâu nhá. Người ta thiết kế rồi đấy. Đấy, khi nào mình phơi ấy, mình treo lên. Cổ đổ vừa thôi, không hở nhá. Chị nào, cái này là thung lạnh đấy, dễ thương ấy. Cái này đi, nói chung đi tiệc nhỏ nhỏ này kia đi chơi được. Eo 74 quay về, ai thích mặc thì mặc nhá. Đi tiệc đấy, đi tiệc nhỏ nhỏ như là đi sinh nhật. Cái này tiệc nhỏ như đi tiệc lớn được ấy chứ, đúng không? Xinh mà. Còn mới nguyên à. Con này lên cho em mã số 5 nhá. Mã 5 giùm em, 100 ngàn nhá. Đây, con này dễ thương. Cái này dễ thương, các nàng thơ ấy. Nhìn này nó dễ thương như vậy này. Mã số 5 cho chị Hải Âu. Nó dễ thương quá, ren nhá, ren ren ren. Số 5 đây. Ren, con này ren nhá. Chị nào mà eo từ 70, 72 á, là mặc con này xinh lắm. Size M ấy. Còn size S muốn mặc thì cứ mặc đi. Nó rộng tí cũng được ha. Còn không thì đúng size M nhá. Nhìn này, cái này cái nàng thơ ấy xinh. Mã số 6 nhá, 100 ngàn. Mày vừa thấy mày tuột cái móc ra mà mày đẹp dữ trời. Cầm cái tay sướng quá. Ô, cầm cái tay con này sướng vãi cả ra. Đây các chị nhìn này. Sướng vãi cả ra. Cái con này dành cho các chị em bao nhiêu đây? Có dũng được rồi. Em 80 quay về nhá. Chị nào số 6 cho chị nghe hà. Chị nào em 80 quay về. Em bị thiếu tí xíu. Em này dẹp vừa. Nó chưa qua chạm cái chỗ bên này. Em 80 quay về, con này đẹp nha. Số 7, mã số 7, 6 đây. Con 7 đẹp quá. Con này cho em mà không sướng nghỉ lấy tiền luôn á. Cái con Vin này nó rờ nó đã lắm. Rờ nó rất là đã luôn. Mấy con Vin này này, các chị thấy này, cái chất của nó mềm như vậy này. Mà những cái con Vin này các chị mặc lên nó thoải mái người á. Rất là thoải mái người. Mã số 7 cho chị Ngọc Mai. Chị nào eo 80 quay về lên em mã số 8. Đây số 7 đây. Đây. Một con hàng hiệu xịt sò nha. Đây, các chị nhìn cái tem nó đây. Trời đất ơi, bé đây. Bé này thì mặc bao sướng đi. Chị nào eo 74. Chị nào eo 74, 75 quay về nhá. Mã số 8 cho chị Kim Hằng. Eo 74, 75 quay về, 76 không chốt nha. Lên em mã số 9 nhá. Số 9 giùm em, 8 đây. Ôi dồi. Ôi dồi, đẹp quá. Con này mặc xong lòng lên cổ này. Con này xinh quá. Eo 70, 74, 75 cho em nhá. 100 ngàn, lên em mã số 10. Số 10. Mã số 9 cho chị Ngọc Mai. Ôi, con này xinh lắm. Con này eo 70, 72. Ôi, con này xinh lắm. Eo 70, 72 lên em mã 11 này. 9 đây. Ôi, con này xinh lắm. Con này bánh bèo lắm, xinh lắm. Tổ con này báo xinh của nó, con này mặc cái dáng đẹp lắm. Mã số 10 cho chị Phạm Thảo. Con này eo 65, 72. Chờ em chút nha, tìm kiểm tra cái chỗ này. Ô, eo 65, 70 là đẹp nhất. 72 là bon chen thôi, 70 là đẹp nhất luôn nha. Eo 65, 70 là quá đẹp luôn á. Lên em mã số 12. 10 đây. Trời ơi, con này là con. Ôi trời ơi. Một cái con xuyên thấu. Con này nó cũng xuyên thấu, cũng không xuyên thấu lắm đâu. Mặc quần sọc là được hết, không cần phải gì đâu. Nó cũng không phải là mỏng lắm đâu các chị ơi. Nó cũng bình thường thôi, nó không mỏng lắm đâu. Mặc một lớp được. 12 cho chị nghe hà. Hoặc là các chị mặc giường chiếu hoặc là đi biển cho em. Con này đẹp quá, còn tem. Mới tinh như vậy đấy. Chun eo. Cái con này nó gọi là ăn chơi đấy. Chị Huỳnh Hoa chưa cho em số điện thoại và địa chỉ và tin nhắn Messenger. Em chưa chốt con 11 cho chị được nha chị ơi. Con này cho em nhá. Eo 74 quay về lên em mã số 13. 10 mấy? 12 đây. Các chị khách mới vào nhà em mua hàng ấy, trước khi các chị muốn chốt được hàng ấy, xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Trời ơi, con này các chị nhìn này. 13 cho chị Phạm Thảo.
cái lụa này nó mềm như vậy nè các chị, nó là một cái dòng lụa mềm, không có một cái con, hiếm có cái con nào mà sườn xám mà nó mềm như vậy lắm nha. Thường là cái gấm của sườn xám nó dày lắm, nó không phải gấm mềm như vậy đâu, ở trong dòng Nhật đấy, mà hiếm một con như vậy lắm. Con này eo 74 quay về, ui ôi đẹp, chị thấy không? Lên em mã số 1 nhá, 13 đây. Rồi em lên đầm đen đây, chị nào yêu thích đầm đen chốt đầm đen. 14 là con 1 đó, là con 1 đấy, là con 1 đây, là con số 1 nha. Cho chị Bùi Thị Mỹ. Chị Bùi Thị Mỹ đấy con 1 đúng không? Con 1 là con 14 đấy. Cái con đấy chữ đọc số 1 đấy em ạ. Số 1 đó. Đầm đen. Ôi dồi, con đen này con đen tiểu thư nhá. Chất gấm này. Một con đen tiểu thư chất gấm này, các chị nhìn này, size nhỏ nhá. Các chị nhìn nó đẹp rồi này. Em bán có 100 ngàn đồng bạc miễn ship đây này, chặt ủ sạch sẽ rồi này. Chị nào eo 74 quay về. Eo 70, 72, 74 quay về, lên em mã số 2, 100 ngàn. Ôi dồi ôi, con này phong suông. Chị nào eo 74, 75. Eo 74, 75, màu đen, công sở, lên cho em mã số 3, 100 ngàn. Con này còn mới nguyên tem. Cái này còn mới nguyên tem. Chị nào eo 78 quay về. Con đen form baby doll nhá. Eo 78 quay về, lên em mã số 4, 100 ngàn. Dạ, chị kêu chị Quỳnh Hoa nhắn tin số điện thoại về chị và tin nhắn. Em mới chốt đơn được nha chị ơi. Chị nào, cái này eo chết nha. Eo chết là nó nằm ngang luôn á, nó không có chung ra chung vào. Chị Bùi Thị Bảy. Chị nào eo 78 quay về ấy, mặc con này đẹp nha. Cái này là có tặng dây cho mình cột nơ. Eo 78 quay về nên em mã số 5, 4 đây. Mã số 2 cho chị Thanh Thủy. 2 đây. Đây, con này này, con này xịn, xịn này. Chị nào eo 8, eo 78, 80 đâu, con này xinh này. Cái nơ, cái này, cái dây này, các chị có thể cột tùy ý nhá, gỡ ra được nhá, em tặng theo nhá. Lên em mã số 6, eo 80 quay về nhá, con này xinh này. Mã số 5 cho chị Lê Phan. Số 5 đây. Mã số 6 cho chị Bùi Thị Mỹ. 6 đây. Con này có sợi dây cột ở eo này. Cái con này nó có em tặng cái khăn này luôn này, khăn Nhật đấy. Mấy cái khăn của Nhật đấy các chị, tụi em ở trong kiện khăn Nhật đấy. Cái con này dành cho các chị size bao nhiêu, em kiểm tra. Chị nào eo 78 quay trở về, ai cũng mặc được hết nha, vì con này nó cột dây. Nó cột cái sợi dây ở đây. Chị nào eo 78 quay về nhá, lên em mã số 8 này. Mã số 8, 100 ngàn. Cái này dễ thương nha. Dễ thương quá à. Đính cho em một cái nơ ở cái kim cài áo ấy. Đẹp lắm nha. Chị nào eo 70, 72 mặc cái con tiểu thư này dùm em cái. Úi dồi ôi. Lên em mã số 9, số 8 đây. 100 ngàn. Nhà em bán có 100 ngàn đồng bạc. Giặt ủi sạch sẽ miễn ship tận giường đây. Con này cho em này. Eo chết này. Eo chết này. Trời ơi, con này. Trời ơi, cái sợi dây kéo cái rót cái gì này. Chị nào eo 74. Các chị nhìn này. Cái táp của nó to. Cái táp hiệu của nó này. Nó gọi là cái tem hiệu á. Cái tem hàng hiệu của cái hãng đầm á. Chị nào eo 74, 75. Mã số 9 cho chị Nguyễn Thị Hồng Thắm. Mẹ nó eo 74, 75. Nó là chỉ là size 9, 11 thôi. Mà nó để size 15 thì sao nó bán được. Bảo sao không trả về chốt tay chốt phương. Mình phải nhìn đến thực tế con đầm chứ. Thực tế con đầm nó chỉ có eo 74, 75 thế này thôi. Mà nó ghi xe 15 thì ai bố ai mà mua được. Đúng ngu thế. Nên em mã số 10. 9 đây. Ngu thế. Con này cho em. Con này cưng quá à. Chị nào eo 74 quay về nhá. Nhìn này. Dáng xuông rồi này các chị. Nó rất là cưng nhá. Mấy cái khăn này em tặng theo. Các chị về có thể tự cột nhá. Cột lên đây hoặc là cột là hoặc cột sát cổ á, một bên này này, cũng đẹp nha. Nên em mã số 11, em 74 quay về 100 ngàn. Em còn một ít xíu em lên cho nốt này. Toàn con xinh thôi. Chị nào eo 74, 75 này. Ủa ôi xinh. Eo 72, 74, 75 đều mang được con này. Ủa cưng lắm. Cưng không? Lên em mã số 12,
100 ngàn này. Mà số 10 cho chị thăm tuổi. Số 10 đây. Ôi trời ơi, con này cưng, body công sở. Một con body công sở eo 74-75 này. Size 91 đấy. Đúng đẹp luôn. Lên em mã số 13 này. 100 ngàn. Ô, con này cầm tay sướng quá. Con này cầm lên tay sướng quá. Sướng cái chết cái này này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Xinh. Con này dành cho các chị này. Eo 74-75-76 cho em. Nhiều đấy có eo 74-75-76. Lên cho em mã số 14 này. 100 ngàn này. 11 cho chị Thanh Thủy. 11 này. 14 cho chị RCG. 14 này. Một con gấm. Một con gấm cho em này. Một con gấm. Đấy, cái dây, mấy cái dây này rồi. Trời ơi, kéo nó đó, cái sướng không? Chị nào eo 74 nhá. Cái con này chị nào eo 74-75 nó giả cho mình một cái đai đây rồi nhá. Cái gấm cái chị nhìn này. Đấy, mềm. Rất mềm. Eo 74-75 lên em mã số 15 100 ngàn. Con này dành cho các chị eo 75-76. Eo 75-76 cái này cũng giả cái đai ở đây ha. Nó giả cái đai ở đó, các chị mặc lên form sang lắm. Eo 75-76 lên em mã số 16 100 ngàn. 15 cho chị Phương Yến. 15 đây. Ôi con này xinh này, con không sợ này xinh này. Cái này các chị tự cột nhá, về cột nơ hay là thắt nơ hay là thắt muốn thắt gì thắt. Mày bỏ cái người mày ra khỏi đống đông ơi. Trời đất ơi. Nó nhanh rồi sao mà đang củi chết cụ luôn á. Một trời con này con tiểu thư các chị ạ, nhìn này. 16 cho chị Lê Phan. Con này con tiểu thư cho em. 16 là con này. Chị nào các chị nhìn cái form này, form tiểu thư này. Chị nào mà eo 70-72. Eo 70-72 lên em mã số 17 nhá, 100 ngàn. Úi dồi, con này dáng Âu mà Âu lỡ nhá. Con này có sợi dây luôn, cái dây này đi kèm theo em tặng đấy. Mấy cái dây cột nơ này, em tặng đấy. Muốn cột thì cột cho xinh. Cho cái đầm nó xinh ha. Đây này. Chị nào chị nào eo 72, chị nào eo 72-74 quay về cho em. Con này cưng quá. Lên cho em mã số 18 100 ngàn. Eo chết. Eo chết eo 74. Chị nào eo 72-74 quay về cho em. Lên em mã 1 100 ngàn. 18 cho chị Vũ Hồng. 18 đây. Con này, ô con này mềm nha. Chị nào eo 74-75-76 lên em mã số 2 100 ngàn. Cái này có cột dây eo. Chị nào eo 80 quay về lên cho em mã số 3 100 ngàn. Mã số 1 cho chị Nguyễn Hoàng. Số 1 đây. Ô con này cưng này, con này cưng. Eo 74 quay về còn nguyên tem này. Eo 74 quay về cái form này đẹp quá. 100 ngàn lên em mã số 4 này. Mã số 3 chị Giang Ma. Đây, số 3 đây. Bỏ vào đống cái kia. Mã số 4 cho chị Bùi Thị Mỹ. Số 4 đây. Chị nào eo 80 quay về cho em. Ê, chị Giang Ma eo 80 này. Bỏ qua đây đó chị này. Con này cho em. Cái này form Âu nhá. Form Âu cái này người ta bán mắc tiền đấy. Em bán con này nó Âu lỡ, em bán có 100 ngàn đây. Chị nào eo 74 quay về. Xinh vậy này. Lên cho em mã số mã số 6. Mã 6 100 ngàn. Trời ơi con này eo 80-82. Eo 80-82 100 ngàn lên em mã số 7 này. Mã số 6 cho chị Vũ Hồng. Số 6 đây. Âu lỡ đây. Mã số 7 cho chị Bùi Thị Mỹ. Chị nào eo 82 quay về này. Eo 82 quay về. Cái này dây này có chị gỡ ra được nhá. Gỡ được em tặng theo đấy.
lên cho em mã số 9 này. Số 9 cho em. Số mấy con rồi? 7 đây. Ê con này cưng quá. Số 8 chị Giang Ma. Ý, vậy là lên mặt số 9 rồi. Ồ, cái dây của nó kéo đá lắm này. Cái dây này mấy nhân viên nhà em nó trà keo đến hết rồi đấy các chị. Cực lắm, làm mấy con đen này cực lắm các chị ơi. Đấy, kêu nó rét đó đấy. Cái nào mà chỉ có sai sót ấy, thì cái dây kéo nó hơi rít ấy. Nếu mà nếu như có trong một trường hợp các chị phát hiện như vậy ấy, chị giúp em lấy cái đèn cầy cà giùm em nhé. Tại vì nhà em quá bài làm luôn đấy. Con nào cũng phải bắt nhân viên cà đèn cầy cực lắm các chị. Để được một cái khóa kéo mà nó xịn sò như vậy này. Đấy. Vậy, mà số 9 cho chị Bùi Thị Mỹ. Nhân viên làm cực lắm luôn đấy các chị. Nếu mà về mà có thấy cái nào nó cứng ấy, cà lại giùm em nhé. À, số 9 đây. Đây, chị nào eo 74 quay về, con này tiểu thư báo đẹp. Lên em mã số 10 nhá, mã 10. Chị Lê Phan có eo 80 cho chị vài cái. Eo 80, ok, để em kiểm tra coi. Cái này eo 78 thôi. Eo 75, 78 này. Ủa, con này xinh lắm. Mặc cái form này chết người. Mã số 10 cho chị Vũ Hồng. Mã số 11 giùm em. Số 11, số 10 đây. Mấy con này chắc nó không có size to đâu á. Chị nào eo 65, 72 đâu. Úi dồi ôi, hốt đi, đừng ngại ngùng. Mấy con này VIP lắm luôn ấy. Mà tại vì á, nó cũng gần hết hàng rồi em. Đấy, chị thấy không? Kéo sướng không nghe cái rock cái sướng không? Còn cái nào mà em kéo mà không nghe rock cái em chửi. Chị đó. 11 cho chị Bùi Thị Mỹ. Em hơi khó tính. Eo 65, 72 lên em mã số 12. 11 đây. Chị nào? Chị nào? Cái gì? Chị Trời Xe Nguyễn, đơn em hoàn lại còn giữ không ạ? À? Tất cả các đơn hoàn lại em cho nhân viên xả hết, không giữ bất cứ một đơn nào ha. Tất cả các đơn hoàn lại em xả hết. Vì nó đã không có tuyên nhận rồi là em cho xả hết. Nếu mà khách mới em chặn Facebook hết. Còn khách cũ mà mua thường xuyên thì tụi em bỏ qua. Còn lâu lâu mới mua một đơn mà còn bị hoàn về em chặn Facebook luôn. Thứ hai đây. Tại vì các chị biết là nhà em làm hơi cực, làm rất là cực mà đơn mà bị hoàn về ấy. Không phải vì gì mà vì mình cảm thấy công sức của mình nó cực quá. Không có duyên rồi. Đã không có duyên rồi là không cho đi lần hai. Đúng rồi. Con này dày dặn. Con này nó dày dặn, nó lót ra tới tay luôn các chị ơi. Các chị ơi, cái này nó kỹ lắm, nó kỹ lưỡng lắm nha. Nó lót ra tới tay luôn á, chị nào ở miền Bắc á. Các chị chốt con này về mà mặc nhá, để dành mặc. Cái con này eo 74, 75 á, chị nào ở cái vùng mà hay bị lạnh á, nó lót ra tới tay như vậy này, mặc rất là sướng nhá. Eo 74, 75 lên em mã 1 đi nhá, mã số 1. Mã số 1. Chị nào nãy xin con eo 80 vậy? Có con eo 80 đấy. Chị Lê Phan. Chị Lê Phan ơi, con eo 80 đây, chị con eo 80 đấy, 100 ngàn. 100 ngàn. Mã số 1 cho chị Nga Hà. Eo 80 con này mặc xinh lắm đấy, vừa mặc thoải mái. Em lấy thoải mái cho chị đấy. Số 1 đây. Số 1 nha. Chị Nga Hà ơi, đây. Các chị mặc ở miền xe lạnh thì mặc cái con đấy. Chị Lê Phan ok. Mẹ eo 80 đấy. Cái đầm đen này cứ mặc vừa form là đẹp, vừa form là đẹp. Em ở trong cái khu vực mà đầm cất giấu của em hay có những con đen các chị chưa bao giờ nhìn thấy đâu. Tại vì tụi em là những người mà có cái phải nói là được một cái sướng ở cái là khui hàng ra mình được cầm lên tay những con đầm mà chưa có ai có, chưa có ai được cầm. Tuy là mình không được cất đi sở hữu thì mình cũng vẫn được cầm. Nó vẫn được cái độ sướng. Còn có những con mà mình thích quá thì mình cũng phải cố gắng để dành. Nó đẹp lắm lắm luôn á. Mà em có nhiều con em giữ cả 3-4 năm này rồi em chưa mặc một lần nào á. Nó đẹp quá cũng không dám mặc, cất đi cái gì. Hôm nào đẹp trời mang ra khoe. Mà đem nó khoe này sợ các chị xin. Cứ năn nỉ suốt ngày suốt đêm. Các chị có biết có nhiều chị kiên trì không? Năn nỉ cả tháng trời luôn á. Có những con đồng đem ra mà thả thính ấy. Đê su bà năn nỉ cả tháng trời, không ăn ngon ngủ được. Sáng bà gọi điện trưa, bà gọi điện tối, bà gọi điện đêm, bà nhắn tin. Ôi dồi ôi, nhức cái đầu luôn á. Thôi giao luôn cho bà đi cho nó nhanh để cho bà sống yên ổn. Chị Nga Hà cho chị một con heo 85. Thì giao luôn đi chị, em sống yên ổn, em lại chị đã tội em ấy. Con này mềm lắm nha.
Con này các chị eo 80 bay về á. Chị Lê Phan có lấy con này thì lấy. Cái con này á nó xinh nhá. Cái con này nó xinh. Nó có sợi dây này, thích dài thì dài. Cái tay của nó xinh và con này nó còn mới nguyên tem luôn á. Chất nó co giãn nhẹ được cho nên là con này chị mặc nó xinh lắm. Chị có ok lấy đấy, eo 80 quay về đấy. Có 100 ngàn thôi. Size lớn eo chín mấy sáng nay mới không còn rồi chị rồi. Con này eo 78, chị nào eo 78 quay về đâu, hốt ngay con này còn kịp. Con này đẹp này. Chị nào mà eo 78 quay về nhá. Tối con này cái xuống đi, kéo cái đó xuống đi. Chị nào 78, chị nào eo 78 quay về hốt ngay con này còn kịp. Con này bao mê nhá. Đó, eo 78 quay về giùm em, lên cho em mã số 3. Số 3 nhá. Con này dáng tiểu thư này. Con này body cực kỳ đẹp luôn á, cái body dáng tiểu thư á, cái gì này. Nó đẹp như vậy này. Chị nào mà eo 74 quay về, úi dồi ôi. Con này chị nào eo 74 quay về thì quá đẹp đi. À, ok duyệt. Ok duyệt. Con này lên số 4 cho em nhá, eo 74 quay về giùm em nhá, mã số 4 100 ngàn. Đây, chị nào eo 74, 75, 76 đâu. Eo 74, 75, 76 lên cho em mã số 5. Ok. Chú em bán hàng em cũng hơi khó tính, tại vì hàng đem lên nhân viên nó làm mà không ưng ý em hãy la. La làm sao cho nó rút kinh nghiệm một ngày nó một tốt hơn. Một con yếm. Một con yếm. Hoa nhí. Mã số 5 cho chị. Suri suri. Chị nào eo 74, 75, 76 á. Mặc cái con yếm này. Về nhá. Lên cho em mã số 6, số 5 đây. Mã số 4 cho chị Vương Lương Thị. 4 đây. À, chị Lê Phan có lấy cái này không? Chị Lê Phan, em hỏi chị á, chị lấy cái này bảo em. Lấy lấy. Không, chị không. À, chị có lấy không? Chị Lê Phan có lấy cái này không? Em 80 quay về đấy. Chị không lấy thì em lên mã luôn nha, con này cưng quá. Cưng quá, em lên mã cho các chị chốt. Chị không. Đồ ok. Eo 80 quay về cho em, siêu cưng. Siêu cưng nha, có dáng cực kỳ sướng nha. Còn mới nguyên tem luôn nha. Trời ơi, con này xinh. Lên mã 1 cho em nha. Mã 1. Một con hàng hiệu soi. Hiệu soi. Con này size 9 á, eo 74 75 mặc đẹp nha. Eo 74 75 các chị mặc con này đẹp lắm. Mã số 1 cho chị Kim Hằng. Lên em mã số 2. Mã số 2 giùm em số 1 đây. Ôi giời ơi, con này. Nó mới tinh à trời. Mới tinh luôn á. Chị nào eo 75 76 mặc con này phê nha. Con này nó form chữ A đấy. Mới tinh à. Con này lên em mã số 3 này. Mã số 3. Chị Lê Phan, chị thích tay ngắn. Ok ok. Thích tay ngắn. Để em kiểm tra có tay ngắn mới. Mã số 3 cho chị Bùi Thị Mỹ. Có gì đây? Số 3, đây, 3 đây. Chị nào kiểm tra cái eo. Dạ, đồng giá 100k nha chị ơi. Eo 74, eo 74, 78 mặc được nha các chị nha. Chị nào eo 74, 78 có ai nha. Lên cho em mã số 4 này, 100 ngàn này. Miễn ship tận thưởng luôn nhá. Chị Vũ Hồng. Một con 2 giây. Trời ơi, con số 4 này. Một cái con 2 giây. Ui, con 2 giây này đẹp quá này. Con này có túi nữa này. Trời ơi. Chị nào mà eo 80 đâu. Eo 80 quay về nha. Con này mặc bao cưng. Con này yếu mắt cái chị. Lên cho em mã số. Mã số 5. Mã số 5 này, 100 ngàn này. Một con thung lạnh.
Một con thun lạnh eo 70-74 nhá. Tem nhiều lắm, không biết làm gì tem nhiều lắm. Eo 70-74 dùm em, con này dễ thương lắm. Lên cổ đổ nhẹ thôi. Lên cho em mã số 6, 100 ngàn. Mã số 5 cho chị Thu Thủy Nguyễn. Eo chun này. Số 5, số 5 đây. Mã số 6 cho chị Kim Hoa Huỳnh. 6 đây. Em ơi, cái cây đó em bê chị đi. Bế cái cây đó đi chị em. Cái cây đó là cây 100 đúng không? Bế cái đó để chị kiểm tra có cái nào mình được lên nút. Còn cái nào thì chị sẽ lại cái hàng 70 ngàn. Ừ, ở bế cái đó đây. Bên đó là chị được lại có cái nào. Cái nào ổn là chị. Cái nào giá 100 chị like một góc xuống 70. Đâu rồi? Hồi chưa không ăn cơm hả? Ồ, con này mềm quá. Một con Vin các chị nhìn này, nó mềm lắm. Mấy con Vin này này, cái con Vin các chị nhìn cái chất này, nó mềm như vậy này. Cái con này á, nó hai da vậy này các chị nhìn này. Có giãn hai da này. Không có cần, người ta không bao giờ làm hai lớp đâu nhá. Mấy con này người ta không bao giờ làm hai lớp nhá. Những con mà thun hai da này, mặc nó mềm nó mát thế này mà hai lớp làm gì đúng không? Mệt cả ra. Chị nào eo 80 quay về cho em lên mã 1 nhá. Mã 1. Mã 1 cho em 100 ngàn này. Một con hoa. Hoa mèo, hoa sói. Trời ơi dễ thương quá. Này xinh như vậy này. Hoa nhí nhí rơi rơi này. Con này đùa. Số 1 cho chị Phương Yến. Chị nào eo 78 quay về ấy, các chị mặc form rộng rộng cho em càng đẹp nhá. Như vậy này. Đó, xinh không? Đấy, cái chất mềm như vậy này. Mềm cực kỳ mềm. Mềm lắm. Mới lắm, mới tinh à. Eo 78 quay về. Eo 80 mặc được luôn nhá. Eo 78 mặc rộng rãi đó. Eo 80 mặc được luôn. Lên mã số 2, 100 ngàn. Số 1 đây. Ôi dồi ôi. Con này không phục mê không lấy tiền luôn đấy. Các chị cái màu vàng vàng vậy này. Mặc lên nhá, mặc yếm lên rồi. Mặc cái áo sơ mi giống em hôm qua đấy. Mặt đẹp lắm nha. Chị nào mà eo 74, 75, 76 đâu. 100 ngàn một con yếm này nhá. Lên cho em mã số 3. Mã số 3 này. Mã số 2 cho chị Liên Hoàng. Mã số 2. Số 2 đây. Cái đai này có khác các chị này. Cái mặt đai nó có khắc thổ cẩm bên đây này, nó khắc cái hoa hồng bên đây này, nó gọi là điêu khắc á, nghệ thuật điêu khắc á. Cái con này đeo bao nhiêu đây? 84. Eo 84 quay về nha, có đai luôn đấy. 100 ngàn. Mê là mê cái cúc Nhật này. Đó. Mê mấy cái cúc này. Eo 84 quay về lên em mã số 4 này, 100 ngàn. Mã số 4 cho chị Bùi Thị Mỹ. Ôi trời ơi con này. Úi dồi, con khoác xịn đó chị ạ. Số 4 đây. Mã số 3 cho chị Vương Phượng. Số 3 đây. Vương Phượng bỏ đi em nhá. Các chị nhìn cái con này, lụa, cái con gấm này. Nó thuộc dạng gấm lụa ấy, chứ không phải gấm bình thường á. Nó mềm mà nó hoa nó đẹp vậy này. Cái này là khoác free size đây các chị. Tức là cái phần này này. Ai cũng khoác được hết trơn á. Ai cũng khoác được nhá, không bị cức nhá. Nó động vậy này. Chị nào lấy khoác lên khoác em. Mấy con này em khui trong đầm Nhật đắt tiền lắm á chị ạ. Nó toàn là dạng ăn chơi của cái quý sưu tập rồi đấy. Các chị thấy mấy chị khoác cái này sang lắm, sang cực kỳ ha. Số mấy rồi nhỉ? Số 5 à? Số 5, số 5. Con này khoác hàng hiệu HM. Một con khoác hàng hiệu HM nhá. Cái con khoác này màu xanh rêu. Cái này nó thuộc về dạng khoác vét nha các chị nhá. Khoác vét. Mã số 5 cho chị Cao Kịp. Khoác vét chất cực mềm luôn. Chị nào eo 84 quay về thì khoác được. Chị nào trên 84 á, eo 84, 85 quay mà khoác được nha. Còn trên nữa khoác là bị chật vai. Như em khoác thoải mái như vậy này. Thì các chị eo 84, 85 khoác thoải mái luôn đấy. Con này là con khoác vét. Như vậy nha. Nó của hãng HM ấy.
của cái hàng HM đó các chị ạ, hàng xịn đấy. Ủa cái này nó có túi mà. Ủa túi chưa mổ ra, về tự mổ cho em cái, này có túi thật mà. Chứ nơi người ta chưa có mở túi các chị ơi, về mở túi ra nhá, để xài. Con khoác, đã chốt đâu, đây ạ, ở đây. Mã khoác. Khoác này. Cho chị Mai Thanh lên đầu tiên. Chị Mai Thanh ơi, con này về chị cắt đấy ra nhá, cắt cái tù miệng, tù, cắt chỉ ở miệng túi ra nhá. Nó chưa có mở miệng túi ra đâu, ở trong đây nó có túi mà. Mà chưa mở miệng túi ra, về mình tự cắt ra nhá. Con này hay OSM đấy. Đi tiệc lụa nhá. Đi tiệc lụa. Các chị nhìn này, cái chất lụa của Nhật ấy, rờ nó sướng lắm, như da em bé vậy này. Cái lụa sang lắm. Con này đi tiệc, chị nào eo 74 quay về á, thì mặc cái con đi tiệc cái đẹp này. Lụa nhá, lên em mã số 7 này, số 7. Chị nào eo 6572. Chị lên sau nha chị ơi. Chị nào eo 6572, con này đầm xinh nhá, phong âu dáng xinh này. Em 1m55 nó ngang cái bắp cưới to ấy. Nó thuộc về dạng đầm xinh, các chị nhìn này, xinh lắm luôn á. Em 6572 lên em mã số 8 này. Một con, ôi dồi ôi, con này dành cho các chị, con này mát lắm luôn á. Con này có sợi dây cột eo, form baby doll. Chị nào eo 80 quay về cho em. Eo 80 quay về ai cũng mặc được nha. Từ eo 80 trở xuống này, ai cũng mặc được này. Cái con này chất gấm mềm, ơi là mềm. Hoa nhí như vậy này. Eo 80 quay về lên em mã số 9 này, 100.000. Mã số 8 cho chị Quỳnh Hoa. Ôi trời ơi, con này không đẹp nghĩ lấy tiền luôn đấy chứ. Dễ thương này đây. Chị nào eo 74 quay về lên em mã số 10 này. Số 8 đây. Ôi trời ơi, con này xinh. Xinh ơi là xinh. Eo 70-72. Con này lụa này. Con này chất lụa mới nha các chị nha. Em coi rồi, chị Nga Hà lên sau nha chị ơi. Chị lên thứ hai. Nhà em chốt đơn bằng máy á các chị. Chị nào lên đầu tiên máy tự chạy giấy ra nhá. Rồi tụi em đọc theo giấy á, tụi em không có đọc của vần đâu. Nếu mà chạy giấy ra, tụi em đọc cái từ đấy trong máy á. Chị nào lên sớm thì nó sẽ chạy giấy ra nha. Mã số 10. Con này eo 70-72 lên cho em mã số 11. Mở đây. Mở lớn lớn cái loa lên. Mã số 10 cho chị Quỳnh Hoa. Mở không quê nhỏ. Chị em sẽ chốt hàng cho các chị nhá. Chị nào chốt được mã trên này mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhá. Mở phải để chỗ nó nghe mở nhỏ. Mã số 9 cho chị Phạm Chín. Số 9 đây, 9 đây. 11. Chị nào khách mới cho chị Quỳnh cậu ra mà. Khi nào muốn chốt được đồng, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhá. Chị nào chốt được mã trên này mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhá. Trời ơi, con này nó mát. Nó mát rười rười như vậy. Chị nào cao 1m58, 1m6 hãy chốt nhá. Vì cái này nó dành cho các chị size đấy đấy. Eo từ 65 đến 74, 75. Chị nào cao 1m58, 1m6 mới chốt nha các chị. Nếu không thì các chị sẽ bị đùng cái chỗ này, nó thiếu chỗ kia nhá. Đấy, cho nên đúng size mà đẹp. Đúng size là mặc con này đẹp. Chất cực đã luôn. Con này lên em mã số 12, 100.000. Úi dồi, cái này gì đây? 12 cho chị Ngọc Thu. Cái chất con này này, nó mềm lắm. Cổ nó đổ vào này, nó đổ vào này. Ôi nó mềm lắm, mặc cứ như không mặc ấy. Em tưởng không mặc ấy các chị ơi. Mà nó xinh nhỉ. Ôi như lông thỏ ấy, xinh lắm. Ôi xinh thế. Con này để mà nói các chị cứ mặc rộng rộng cho em càng đẹp. Eo 78 quay về ai cũng mặc được nhá. Bơi càng rộng càng đẹp con này cho em. Con này mình có thể thắt đai các chị nhá. Đây này. Úi dồi ôi, mặc thắt đai lên xinh vãi đi. Tiểu thư ấy. Đấy, 100.000 lên em mã số 13 nhá. 12 đây, 12 đúng không? Đây 12 đây. Úi dồi ôi, con này mà không sướng nghỉ lấy tiền luôn. Không sướng nghỉ lấy tiền luôn cho nhanh. Chất xô cực kỳ mát các chị nhìn này, nó mát như vậy này. Mát lắm ý. 13 cho chị Thùy Lê. Eo từ 80 mà quay trở về ai cũng mặc được hết nhá. Đây, ủa con này chất xô cực kỳ mát này. Cúc chạy từ cổ xuống này. Lên em mã số 14 này. 13 đây. Ôi, cái này là một con tiểu thư. Body tiểu thư nhá. Con này siêu đẹp. Chị nào eo 70-74. 14 cho chị Trúc Kim. Eo 70-74 lên em mã 15 này. Đây, chị Trúc Kim 100.000 này. Một con khoác free size. Ôi, con này xịn này các chị nhìn này. Nó xịn không?
Nhìn cái chất đã không? Trời ơi, con này mà khoác ra biển nó bao bay luôn. Nó bao bay cho các chị luôn nhá, nhìn cái tay này. Ồ, này mặc sướng lắm nè. Ai cũng khoác được hết trơn đó. Von gì mà rờ lên người nó sướng như vậy này. Trời ơi, sướng quá. Trời ơi, sao sướng. Khoác free size đi biển cho em, đi chơi cho em. Lên mã 1 nha, mã 1, mã 1. Mã số 1. À, Vân Anh ơi, mày chạy lên mày kiểm tra con Vân thế nào Vân Anh? Nó xẻo rãi đến đâu rồi? Nào nó mẹ kêu nó xuống đây chị nhớ nó quá. Nè đi. Mã số 1 cho chị trải nghiệm. Không, kêu nó ngồi dậy ăn gì đi. Còn đừng nó đừng đi xuống đây. Eo 74 quay về. Eo 74 quay về, con này mới tinh như vậy này các chị nhỉ. Nó mới cực kỳ mới luôn á. Con này đẹp lắm. Số 1 đây. Một đây. Không, đừng ôm tao. Đang cảm cúm, ôm tao được. Con này còn tem sườn nó mấy tem này. Con này mới lắm các chị ơi. Eo 74 quay về nhá, mã số 2. Cái Vân ơi, Vân ngồi ngồi dậy ăn uống gì đi, cho mau khỏe đi. Mới hôm qua đang còn khỏe khoắn mà. Hay là hôm qua nhoi quá trúng ngải heo. Nhoi quá trúng ngải heo rồi nay ngủ chưa dậy. Mã số 2 cho chị Duyên Hoàng. Chị nào eo 80 quay về đâu? Eo 80 quay về nhá, lên em mã số 3. Đây số 2 đây. Không, tối qua đêm qua nó còn làm tới 2 giờ đêm mà. Hôm qua của tụi em bên nhà chị về là mấy giờ? 2 giờ 1 giờ. Mấy? 1 đúng không? 1 giờ. 1 giờ đang còn nhoi như con mà. 1 giờ về ngủ hay là đi cua chai? Hai đứa mày có về thẳng nhà hay đi đâu? Hai đứa mày có về thẳng nhà hay là sẽ ăn sách háng ở bên cái công viên ngồi? À? Đúng rồi đó. Hôm qua anh đi tắm về một lúc xong rồi thấy bọn nó về. Tao, tí tao về tao kiểm tra camera. Chết chúng mày với tao. Tối qua 1 giờ hai đứa nó về. Thằng Rạc đang đi tắm, tao kêu thằng Rạc về. Hai đứa sách háng về trước. Thế thôi, Rạc nó về rồi, hai đứa không thấy đâu. Chị nào eo 80, 82? Đúng rồi. 84. Eo 80, 82, 84. Cái này mát nha. Cái này mặc sướng nha. Lên em mã số 4 cho chị Phạm Trinh. Mà hai mày khai màu. Phú nó sợ nó run run. Mày làm gì mày run bập 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 vậy? Không thể làm gì nha. Thề đi. Mày làm gì em đâu? Đồng ý hai đứa mày lắm. Tao kiểm tra camera hai đứa mày. Tao bắt em. Nó đang định xuống thì em kêu nó đừng xuống. Chị sợ lay. Không sợ đâu Vân ơi, mày xuống đi, tao không sợ lay đâu. Tao giả bộ đấy Vân ơi, mày xuống đi. Thế là nó dề mõm. Thôi, xuống đi. Xin lỗi. Khổ. Dề mõm nè. Xuống đi Vân ơi, xuống đi. Thôi nào đi. Có khi nào té lộn của thang, té xuống lộn. Cái mỏ mày á. Cái mỏ mày mày. Con này đẹp quá, hàng hiệu Uli. Con này các chị nhìn này, hoa nhí này. Thấy hoa nhí không? Đẹp không? Cái này xuyên thấu nhá, Vin xuyên thấu đó. Cái con này á, mặc đi biển cho em. Mặc bikini bằng mặc cái đồ lót trong á. Rồi mặc con này vào ra biển cho em. Đó. Von tơ mà xuyên thấu này. Mã số 4 cho chị Phạm Chim. Chị nào eo 80, 82, 84 quay trở về là ai cũng mặc được hết nha. Vì cái này nó rút dây này. Nó rút sợi dây này vào này ha. Đấy, đẹp lắm, 100 ngàn nha. Mã số 5. Chị Bùi Thị Mỹ. Mình có chụp hình con đầm màu rượu chát, cổ đắp chéo gửi bên tin nhắn. Chốt hàng cho mình con đó để đi ăn đám hỏi em trai nhé. À, con trai nhé, Phương năng nỉ đó. Cái con đấy ở cái lô hôm qua là người ta mua hết rồi chị. Người ta mua nguyên một lô rồi chị. Con rượu, con cổ đắp chéo mà màu rượu vang đấy. Ở đây, ở cái lô Âu VIP đó chị ơi. Lô Âu VIP người ta mua cả tỷ bạc đó chị. Nó mua tỷ bạc ôm hết lô luôn á. Ôm hết lô từ A tới Z luôn, tụi em làm muốn điên luôn á, làm muốn khủng luôn á. Mã số 5 cho chị Thu Thủy Nguyễn. Làm mấy con đầm đấy các chị ơi, nó cực lắm các chị ơi. Không, người ta cứ bảo bán đầm nó sướng chứ nhà em làm đó. Nhà đó, làm đó. Nhà em bán chẳng thấy sướng đâu, nhà em làm tâm huyết ấy. Một con đầm đẹp như vậy á, đem về là nhân viên kiểm tra nước khu ra nha, là em là người tuyển lựa phân loại đầu tiên. Đem về nhà một lần nữa nhân viên kiểm tra đường kim mũi chỉ xem như thế nào, ổn không? Nếu không ổn đem khâu chỉnh sửa. Khâu chỉnh sửa xong rồi trả lại khâu kiểm kê. Khâu kiểm kê kiểm mặc chưa thấy được trả lại khâu chỉnh sửa.
khâu chỉnh sửa sửa được rồi, ok rồi, duyệt rồi, đưa qua khâu kiểm kê duyệt rồi vẫn còn không ok, mang đi giặt, mang giặt lại xong rồi đem lên kiểm kê không được trả lại nơi giặt. Què một cái đầm làm quay vậy đó các chị ơi, không phải đơn giản đâu. Nói chung là nó rất là cực mới được một cái lô hàng đó, phải đơn giản đâu. Cho chị Nguyễn theo Hồng Thắm xem lại con sam tay bèo eo chết ở bên kia đó. Ờ, chị nào eo 74, 75, 76 con này thung lạnh nha. Thung lạnh này, eo 74, 75, 76 cho em. Con này lên em mã 1 nhá. Đây, con bèo này đi tiệc eo 74 quay về nhá. Con bèo này đi đi tiệc đấy, eo 74 quay về, con này mặc cái eo chết này mặc đẹp lắm. Con bèo đấy. Đó số 1 cho chị Hồng Hà Thị Đào. À, số 1 đây. Bởi vì tại sao các chị cứ hóng đầm nhà em những cái đầm xịn đấy đấy. Mua về là thích, mua về là thích. Tại sao tụi em làm công phu quá. Rồi khâu, rồi chưa kể cái gì em. Đem ra khâu kiểm kê, nó kiểm tra mất mẹ nó cái nút. Nguyên bộ nút mất mẹ cái nút. Bỏ luôn bộ nút luôn, mua cái bộ nút khác bỏ vô. Đàng hoàng xịn sò. Mua bộ nút Nhật đắt tiền nha. Order về đấy. Đấy. Rồi chưa đâu, nó may cúc xong xuôi rồi, may còn nếu mà may ổn mấy cho đi nha, không may ổn trả về nơi may cúc. Rảnh không? Đó, rồi tiếp tục đem đến khâu khác. Cái khâu như là dây đai, rồi bông nơ. Mấy khâu đấy của em. Em làm không được là em làm nó suốt đêm luôn đó, em phải là suốt đêm luôn đó. Chứ không phải đơn giản đâu, bởi các chị cứ nhìn thấy nó đẹp đẹp vậy chứ cứ tưởng nó em khui trong kiện nó đẹp là xong, nó không có đâu, làm cực lắm. Cực chết mẹ đấy. Bởi vậy cho nên tại sao mà đầm nhà em đi ra khách hàng mua về bán ấy, mình làm con đầm lâu lắm mà thấy người ta bán bèo cái hay xong à, người ta bán thêm mấy trăm con cả ngàn con luôn á, mấy trăm con là bình thường á, cái gì thấy người ta bán mấy trăm con bình thường, mua đầm nhà em về dơ lên bán, dơ lên là hết không rớt con nào hết trơn á, sướng thế không. Con này là khoác VIP nha, khoác này khoác free size, nhìn này cái nách của nó thoải mái này, cái chất này là thoải mái đẹp nha, hoa nhí đây, đi biển đây, khoác đi chơi đây, khoác thoải mái cho em free size. Lên cho em mã số 2 đi. Con này, cái con này nó sát nách, nó thuộc về dạng công sở mà hãng sang ấy, các chị nhìn này. Nó có cái tem này, đẹp không? Đấy, rồi ở đây này, cái lớp này này nó có hoa nhí này, nhìn này. Hoa nhí của nó này, 3D, hoa nhí 3D của nó chạy xéo rồi này. Nói chung công sở này, các chị mặc áo khoác vest vào cho em, nhá. Mặc đẹp. Chị nào eo 74 quay về mã số 3. Mã số 2 cho chị Bích Thảo. 2 đây. Hai đứa uống thuốc của chị đấy thế nào? Có cảm thấy nó ổn không? Hai đứa thuốc ngậm có nhớ ngậm đâu mấy má? Cắn mất tức đầu bụng mà thấy đầu lắm chị ơi. Đau bụng không? Nó do tụi em không ăn nhiều vào thì chị uống. Má ăn cơm cháo rồi kêu ăn không nhiều. Ăn cơm mới chặt bụng. Chị mày thấy không, to chỗ đấy của Mỹ nó đắt tiền mày thấy không, nhưng mà giờ đỡ chưa, cái gì chủ gì chưa thấy đỡ, nhưng mà thấy ổn nó lúc đầu không, hay nhờ bắt đầu đến thời kỳ ngày tàn của bạo chúa, ngày tàn của bạo chúa thấy nhức đầu hơn, nhức đầu hơn thì đầu hơn, sổ mũi nhiều hơn, đau sổ mũi đâu đi test coi có những COVID. Tao không ra khỏi nhà đâu mà tao bị, mà tao mà bị COVID là tao giết tụi mày đấy. Tao giết rồi, tụi mày đi ra công viên ngồi chơi dẻo dẻo. Con đi học. Con này đi chơi này, đi học này. Hai ngày nay con đâu đi học đâu. Ủa hai ngày nay con được nghỉ là con ấy. Con trốn. Hai ngày nay con được nghỉ. Ba ngày nó mới phát hiện mày con chó. Nàng thế nào của mẹ khen tao nỉ chứ tụi su nê. Mẹ chưa hiểu con sao mà. Yêu quê của hành lây. Lây quần sao mà lây. Con này lấy 70 ngàn. Con này cho em nha. Lấy dòng này 70 ngàn thì xíu hôm nay. Chị Nguyễn đi học thấm không lấy con xanh tay bèo em chốt cho chị Nguyễn Hoàng nha. Nó đi học biết rồi, nó về nó bảo nó chuyện với má đi. Để dụ gì? Chốt con xanh tay bèo cho chị Nguyễn Hoàng. Đây. Bảo nó nói chuyện đi. Ở nhà mà nói chuyện với má đi cho nó mau biết nói. Nó cứ quên không nói, xong rồi bắt đầu đến rồi đi học, đến trường học 4 năm trời rồi. 5 năm trời rồi mà vẫn chưa nói được cái gì hết trơn á. Nói được có mấy câu đơn giản à. Là số 3 cho chị Quỳnh Hoa. Mày phải nói chuyện đi rồi mày chửi được cho má. Mày chửi được thầy cơ mới được.
Mày hiểu chữ, mày hiểu chữ đa câu anh. Tha ma tật. Tại sao lại có một từ không đấy? Đi học mà còn có tha ma tơn đấy đó. Mày đi học mà thuộc cũng có câu đó rồi á. Đó kêu chửi đó lên nữa. Kêu chửi đó tha ma tật. Thế mày nó nói không được mà nó chửi được á. Hiểu là gì không? Chửi mày đó. Là con mẹ mày. Mà chửi mày đó. Con này cho em nha, eo 80. Chị là eo 80 này mà con này xinh thế. Cái con này là con công sở đẹp mà các chị nha. Cái con dạng dây dạng yếm này. Này em trả lời rồi đó. Em trả lời eo 7 mấy đó. Con săn tay bèo đây. Em 74. Đó em trả lời rồi đây. Chị nào eo 80 nha. Mặc cái này cho em. Đó rồi. Bảo bảo vừa đây. Xong rồi các chị mặc áo khoác vest nha. Con này mà mặc vào mặc áo khoác vest cho em đẹp ngất ngây á. Mặc áo khoác vest vào cho em đẹp ngất ngây các chị ơi. Cái này đằng sau á. Vì ở đằng sau này này. Nó xẻ đinh á. Mà xẻ đinh này nó chưa được tháo ra đâu. Về các chị chừng nào mặc thì cắt ra nhá. Đây nó còn mới, nó chưa xẻ, chưa có cắt dây ra đâu. Đây em để im như vậy cho nó nguyên vẹn đây. Đó, khi nào về các chị mặc á, các chị cắt cái chỗ này ra, nó xẻ lên đây này nhá. Xẻ sau lên đây khoảng tầm 20 phân. Phần này đằng sau nhá. Đó, còn cái phần này đằng trước. Mặc cái áo khoác vest vào cho em. Eo 80, 100 ngàn, con này siêu đẹp nha. Mã số mấy rồi nhỉ? Số 66 đi. Số 6, 6 số, số 6. Con này đẹp nè, bét lông nè. Con này dáng bét lông nè. Ủa cái sao này giấu đi, bữa giờ chị không nhìn thấy để like luôn mấy đứa ơi. Chị nào eo từ 72 cho đến 76 này. Size M, size L đâu. Con này đẹp này, che bụng này. Lên cho em mã số 7 này. Số 6 cho chị nào đây. Số 6. Chị chưa cho em số điện thoại về địa chỉ. Em chưa cho con số 6 cho chị Trường Giang nha chị ơi. Em không nhận trên like đâu ạ. Chị Trường Giang nhắn tin vào trong Facebook cho em nhá. Tại vì em không nhận địa chỉ trên like. Tại vì đã sử dụng địa chỉ trên like toàn các chị bom hàng thôi. Cho nên em không bao giờ nhận địa chỉ trên like nữa. Vậy em cho con nhận cho người khác nha. Ừ. Cho chị Bùi Thị Mỹ. Chắc cái con chốt cho chị Bùi Mỹ. Rồi con này cho em. Các chị ơi, các chị cách mới vào nhà em mua hàng ấy, nhà em dễ lắm. Không bắt cọc kiếp gì đâu. Trừ khi cái đơn nào vài triệu bạc, 2 triệu đổ lên đấy. Thì em nói nhân viên là, em ơi, mình mua bán dễ dàng đi. Người ta ở nhà nhiều khi không ra khỏi nhà, coi con, coi cháu, làm việc nhà. Không tiện đi ra ngân hàng được, cọc kiếp, cọc thẻ cho mình. Cứ giao tới nhà rồi lấy tiền. Riêng những chị nào từ 2 triệu đổ lên, buộc phải xin cọc một ít. Tại vì tụi em làm cực, từ 2 triệu đổ lên tiền cước nó cao. Tụi em miễn phí từ A đến Z mà. Nên là phải xin cọc thôi. Còn dưới 2 triệu, các chị cứ thoải mái nhận hàng trả tiền, không vấn đề gì luôn. Mà chỉ có khó cái là các chị phải cho em địa chỉ thì mới chốt được nhá. Không cho địa chỉ nghỉ chốt luôn á. Số 7 cho chị Hồng Hà Thị Đặng. Đây, số 7 đẹp này. Nhà em này miễn ship quanh năm này. Cái thứ nhất là miễn ship quanh năm. Cái thứ hai, mua hàng cô Nguyễn là không khó khăn gì, không cọc kiếp gì hết. Em chỉ khó là không được xả hàng. Và chốt phải chốt chắc, khách mới phải cho địa chỉ. Chỉ có vậy thôi. Ngoài ra em dễ lắm luôn nha. Chị nào nhận hàng không hài lòng cứ bảo em một câu. Em không cần lý do nha. Chỉ cần một câu chị muốn trả là em nhận về. Em trả tiền đủ cho các chị nha. Không cần lý do luôn, em khỏi cần nghe lý do. Đấy. Cho nên các chị khỏi phải lo khi mua hàng của nhà em luôn á. Eo 90 quay về đâu. Úi dồi, con này cái baby cute nha. Chị gì đó nhỉ? Chị gì bảo nội kia em xin lỗi chị rồi, chị chủ ban Thái chết thẻ quên. Con này baby cute là chị ban Thái này về bơi này. Đây chị ban Thái 100 ngàn đấy em ơi. Chị có bọc riêng không? Có. Ban là Thái nhỉ. 2 giây. 2 giây. Này 70 ngàn đi. Úi dồi con yếm. Úi con yếm này mặc đẹp này các chị ơi. Con yếm đẹp nha. Con yếm này á, dành cho các chị này. Yếm có hai cái túi luôn á. Chị nào eo 74, 75 mà quay trở về á, ai thích mặc thì mặc nha. Đừng có eo 76 trở lên là được nha. 100 ngàn lên mã yếm. Yếm cho em. Hôm qua em mặc cái yếm, ai cũng hỏi, nhắn tin hỏi em cái yếm. Cái bộ hôm qua em mặc yếm với áo. Cái này thun cotton tông. Chất thun cotton tông mặc cực kỳ mát. Chị nào mà eo 74 quay trở về ấy, mặc cái con chất thun cotton tông này này. Yếm cho chị Bích Đào. Nó mát lắm. Lên mã số 4 cho em nhá. Mã 4 yếm đây. Ôi trời ơi bà Bích Đào ơi. Em mới nhìn thấy chị ở trên vô tình vô qua em vô. Em quẹt Facebook em vô tình em nhìn thấy chị mặc một cái con
baby doll áo màu xanh rêu xì tai của em. Nó lùm thùm á. Xinh vãi. Thề bao xinh. Chị bắt đầu lây xì tai em rồi đấy. Mặc cái đấy xinh này. Tôi chỉ chảy nước nóng đi. Bỏ này đi nhá. Đổ này. Phải nó nóng, pha nước cho chị. Trời ơi, em nhìn thấy chị mặc cái đấy. Em thấy trời ơi, bà này mặc cái này cưng ghê. Cưng ghê luôn. Thôi, con này xịn thế. Con này xịn lắm mà chị ơi, cầm lên em tưởng là. Các chị nhìn này, nó còn mới nguyên tem này. Tem quá trời luôn các chị ơi. Tem quá trời luôn. Con này là một cái con yếm cuồn nhá. Yếm cuồn, cái này chị nào cao 1m58, 1m6 mới chốt nha. Chị nào eo 74 quay về đúng 1m58, 1m6 mới chốt nha các chị. Vì các chị đó mặc vào đúng chuẩn phong đẹp luôn. Còn như chị em mình mà 1m55, 56 á, nó bị thiếu cái đúng là cái nó chiều cái chiều này nó bị sệ á, không đẹp nha. Cái này cao 1m58, 1m6 chốt cho mẹ em, eo 74 quay về, con này siêu đẹp 100.000. Đẹp quá. Con này đẹp lắm. Lên lên mã số 5 này, mã 5. Hôm đấy em thấy người ta hỏi cái con đấy của chị quá trời. Đó, em bán. Bán luôn à? Luôn rồi chị. Bán cả. Cái đôi giày đúng không? Bán cái đôi giày đúng không? Bữa này em thấy nhiều người hỏi, em thấy chị mặc cái áo đấy nhiều người hỏi ghê luôn đấy. Nhiều người hỏi tại vì cái con đấy dễ mặc, cái con đấy mặc đi giày thể thao cũng đẹp ha. Cái con đấy mặc đi giày thể thao bao đẹp. Số 5 cho ai đây? Mà số 5 cho chị Nguyễn Hoàng. Trời ơi, em tự nhiên em vô tình em nhìn thấy chị nhìn ai. Xong rồi người ta cứ hỏi con áo đấy thôi. Bà mặc con áo xinh vãi. Đấy, xì tai của em đơn giản rồi thôi đấy. Tại vì em làm việc suốt ngày á chứ các chị. Mình chỉ mặc đơn giản như thế thôi nhưng mà nó thoải mái. Nó thoải mái ấy. Các chị cũng thế mà. Ngoài cái giờ làm việc, ngoài cái giờ đi tiệc ra, ngoài cái giờ đi tiệc hoặc là đi công sở ra cũng cần phải có những con thoải mái như thế mà đúng không? Cái con này công sở hạng sang nhá. Công sở nó đẹp lắm. Con này là chị nào mà vừa là em nói là chốt nhanh còn kịp. Vì những cái con này các chị đi may ấy, thợ may Việt Nam không bao giờ, em khẳng định luôn. Không phải em chê thợ may Việt Nam nhá. Nhưng mà đây là một cái phong cách mà cái form dáng của nước ngoài ta lên cực đẹp. Việt Nam mình không may được như vậy đâu. Eo 74, 75 nhá. Chị nào eo 74, 75 các chị mặc cái con này lên này. Nó khuyết chỗ này để chia khuyết điểm cho mình à. Nó làm cho các chị gọn cái phần ngực. Chị nào mà mặc cái con này xong mà mix áo khoác vest cho em nói đẹp kinh khủng. Lên mã 6 nhá, 100.000. Các chị biết em, các chị sướng ấy, các chị mua được tầm đi công sở đi làm ấy. Nó sang trọng mà lại rẻ nữa. Con này sướng này, mặc bao sướng này. Trời ơi, chị nào eo 80 quay về nhá. Mát rượi như vậy này. Eo 80 quay về lên em mã số 7 này. Mã số 6 cho chị Thiên Cậu Gia Phạm. Mã số 6. Hôm nào có cái bộ sưu tập mà tranh vẽ nữa. Hôm nào nếu mà có bữa nào em bảo em like, em sẽ like một bữa nữa. Mà cái đấy thì nó lâu lâu mới có một lần. Eo 74. Chị nào eo 74 quay về con này mặc rũ rượi này. Các chị nhìn là rũ này. Nó rũ, chất của nó mềm như vậy này. Đã lắm. Eo 74 quay về lên em mã số 8 này. Cái bộ sưu tập đấy ai cũng mê. Phải nó mình còn mê mà. Chị nào eo 84 nhá. Con này eo 84 quay về mặc đẹp lắm nè. Úi dồi ôi, con này eo 84 quay về á. Các chị mặc lên form nó đẹp lắm nha các chị. Eo 84 quay về á, form Âu đấy. Lên cho em mã số 9 này. 100.000. Tung lạnh. Tung lạnh, tung lạnh. Chị nào eo 70, 74. Eo 70, 74 lên em mã số 10 nhá. 100.000. Tung lạnh. Số 7 cho chị Phạm Chin. Số 7 đây, số 7 con này. Này, nó mặc dáng suông, nó rất là dễ chịu chị ạ. Dễ chịu lắm, mấy con này nhìn nó đơn giản mà dễ chịu lắm. Ôi, con này nó đẹp thế này. Mà nó size nó bé thế nhỉ. Trời ơi, chị nào eo 65, 70. Mã số 9 cho chị Vân Lê. Chị nào eo 65, 70 đâu. Mà con đi tiệc này cho em. Úi dồi ôi, nó đẹp. Mã số 10 cho chị Ngọc Thu. Úi dồi ôi. Cái này nha, các chị mặc xong rồi mix cho em một cái sợi dây nhỏ xíu á. Sợi dây hột ấy, nhỏ xíu ở đây này. Cái lệnh mẹ tôi nó xinh vãi ra như vậy này. Úi dồi ôi. Lên cho em mã số 11 nhá. 9 đây. 11 cho chị Bích Đào. 10 đây. 10 đây. 11 đây. Con này nha, con này nha, trời ơi, con này còn dáng suông xinh nè.
Chị nào eo 74 quay về này. Chị nhìn này, gấm nhá, cái này gấm hoa này. Đấy, eo 74 quay về cho em. Đơn giản không? Dễ thương không? Đây em má số 12. Ôi dồi ôi. Em thích con yếm này em vừa đây. Em thích con yếm này. Con yếm này eo 80 thôi. Em là thích mặc cái con đồ rộng chút nữa. Cái này em vừa cái phần trên mà cái phần 12 cho chị quần hoa. Chị nào eo 80 mặc cái con yếm này bao đẹp nha. Con này em mặc đẹp lắm ấy. Mà em không vừa em tiếc đi. Trời ơi. Eo 80 yếm cho em. Lên mã yếm luôn đi. 12 đây. Em nguyên chủ shop rồi đó. Mà em được có một cái yếm này từ ngày qua em mặc là em ưng ý nhất luôn á. Em chỉ được một con đấy thôi. 13 cho chị Bích Đào. Em có một con đấy thôi đấy. 13 là yếm hả? 13 là con yếm ấy. Tại vì không đọc số 13 đọc yếm này. Yếm này. Yếm cho ai đây? Ghi đến lưng má yếm. Yếm. Yếm chị Bích Đào. Yếm Bích Đào ở đây. Con này con body nhá. Các chị nhìn này. Body đi tiệc này nhìn này. Còn nó màu xanh như vậy chất ren nhá. Đây ren Nhật đây nhá. Nó màu xanh như vậy này. Chị nào eo 65-72 lên cho em mã số 1 nhá. Mã 1 cho em. Mã 1. Ôi dồi ôi. Thế con này chị nào mà đúng size mặc đẹp lắm. Chị nào eo 70-72 đâu hốt con này đi. Ui, con này form lên đẹp lắm. Đấy, cái form con này các chị chỉ cần kéo dây kéo lên thôi, nó vào form luôn, không cần phải nhịt đai luôn á. Nó vô form luôn á. Chị nào eo 70-72 lên em số 2, 100.000. Chị nào thích co giãn thoải mái mát mẻ này, nhìn này. Ui, này nhìn sướng không? Đó, nó sướng vậy đó. Đó, chị nào eo 85-86. Mã số 1 cho chị Nguyễn Thị Học Thập. Từ eo 90 trở về ai cũng mặc được nha. Trời ơi, con này mặc như không mặc các chị. Ôi sao mà nó sướng vậy này. Con này lên cho em mã số 3. Mã số 2 cho chị Ngọc Thu. 1 đây, 2 đây. Một con tiểu thư. Một bé tiểu thư này. Tiểu thư quá trời như vậy. Mà chị nào size nhỏ mới mặc vừa. Eo 65-72. Ôi trời ơi. Cái con này mà mix cái nơ giống tôi ngày qua em đeo nhỉ. Ở đây có cái nơ đâu nhỉ. Mix cái nơ vào đây cái xinh lắm. Ôi ôi. Chị nào eo 65-72 lên cho em mã số 4. 100.000. Đây, con này mềm nha. Con này nó theo nguyên cái bề này. Đấy, mềm nha. Chị nào eo 82 quay về. Eo 80-82 lên cho em mã số 5. 100.000. Gì chú gì? Nó uống thuốc sao bây giờ đắp cái mùi nó ghê. Đúng rồi, tại vì trong thuốc nó có một cái viên bạc hà. Nó sẽ ở hơi lên cổ em làm cái cổ em nó mềm. Nước tắm em bé chị, má nó ghê. Cái mùi bạc hà má ơi. Ghê lắm. Nó nhờ cái ghê đó nó xông lên óc em á. Chị phải uống 2 viên đó, em uống 1 viên thôi đó. Mã số 3 cho chị Trần Ngọc Trinh. Cái gì? Không sáng đi cho nó khỏe đi chúng mày. Tại vì tụi em không có ăn đi. Mã số 4 cho chị Kim Hoa. Số 3 hoa. Đây, số 3 đúng không? Số 3 đây. 3 đây, 4 đây. Tại vì tụi em không ăn đầy đủ vào. Tụi em cứ kiểu là sợ mập ấy. Ăn sáng ăn rõ ràng một cơm rồi mà. Không biết, mấy bữa trước không ăn. Tụi em phải ăn điều độ vào. Em thấy chị không? Chị mệt cỡ nào mệt đó, chị không muốn ăn nữa thì chị pha cháo ra ly chị uống. Không ăn được, không nhai được cơm thì phải uống cháo. Người ta ăn cháo, chị uống cháo được không? Đấy, nó phải lấn át đi được. Tụi em không ăn vào. Không ăn thì chết. Chứ bây giờ làm sao? Đâu rồi con Vân, đâu rồi? Vân ơi. Ô, con này con thung lạnh đó chị ạ. Thung lạnh. Thung lạnh eo 90. Cái này mặc nó như vậy nè các chị. Ôi nó mềm á. Cái này mặc cứ chị như không mặc. Chị Thùy Hình, em thấy comment của chị nha. Nhưng mà chị cho em số điện thoại và địa chỉ và tin nhắn đi rồi em mới nhắn cho chị được. Eo 90 á. Ồ eo 90 mặc sướng lắm đi. Sướng lắm. Chị nào eo 90 thì hốt con này. Lên eo 90 cho em ấy. Eo 90 thì eo 90 em bỏ cho. Vân ơi. Vân ơi chị nhớ em rồi. Sụp cho nó dậy. Xuống hắt chì vào mặt bà đó. Tóc tán xéo hán hả. Mau lên. Chị nhớ em rồi Vân ơi. Mày làm ơn mày xuống mày nhéo cái nọc nách của tao này.
Con quỷ nó suốt ngày nó ăn cái nhéo nọng nách. Chị em thích cái nọng nách của chị ấy. Thâm của thâm. Ủa ôi, con này đẹp quá đi làm sao. Con này quá chất rồi. Nhưng mà size nhỏ tiếc nhỉ. Em đâu có thể chất, ớt là chất, nhìn này. Ở đây chị nào đúng size này á, các chị nhìn này. Một cái con công sở mà nó đẹp như vậy này. Cổ vét chuẩn xịt sò của hàng công sở nhá. Hàng hiệu soi. Eo chết, chạy cúc từ cổ xuống. Ở đây dập ly như thế này. Nhìn là mê chưa. Eo 72 quay về. Eo 74 chật. Trời ơi các chị eo 74 buồn rũ rượi đúng không. Ê con này nó bao đẹp. Chị nào mà eo từ 72 quay về ai cũng mặc được đi. Lên em mã số, mã số 6 này. Eo 90 là con này. Đây 90 đây. Eo 90 cho chị bị dương bỏ. Đây eo 90 đây. Cái xào đó còn không em bê qua đây chị. Để chị kiểm tra cái chỗ chỗ kia coi. Cái chỗ đầm tiệc ấy nó còn cái nào ổn nó chị sẽ hết luôn. Đầm tiệc. Đi qua đây. Chị Phương Thúy chưa cho em số điện thoại và địa chỉ và tin nhắn. Em chưa chốt con số 6 cho chị được nha chị ơi. Em chốt mã 6 cho chị Bích Đào. Mày xuống vô mày còn hay quá. Hú. Ở đây nhiều quá anh ơi á. Cứu cứu cứu. Đi đi còn mà đi đi phải chưa ha. Nhiều quá anh ơi này. Cứu đi qua chị lại chơi đi. Dễ quá vậy. Em xếp đẹp như vậy á, đầm nó không có bị nhăn. Thì mai nó đóng hàng cho khách nó đẹp. Cái con à, ôi con này em thích lắm luôn á. Nhưng mà em thấy các chị eo 90 á. Các chị eo 90 với lại 95 á. Các chị mua nó khó ấy. Em ưu ái cho các chị nhá. Chị nào eo 90, 95 đổ về đấy. Nói chung là em mà eo 80, 70 gì bơi được hết á. Con này bơi cực kỳ đẹp đấy. Ưu ái cho các chị đấy. Chị nào eo 90 lên nhanh, eo 90 đấy. Eo 90 100 biết size á, mặc được hết nha. Quay về á, mặc được hết. Vì cái form này form baby doll bơi sướng nhá. Dễ thương, người ta gọi là baby cute. Biết size cute. Biết size cute. Chị nào lên trước em yêu ái cho. Con này thật sự là mà nói em không muốn bán đâu ấy. Nhưng mà thấy các chị size lớn mua khó. Mà em thì những chị cái size này chín, eo 90. Đây chị Phạm Chin đấy. Những cái size này á thì nhà em hay có thôi. Đấy, à, con đấy 150, em xin lỗi nhá, 150 hoặc 100 ngàn, 150 nhá. Con đấy là 150 ngàn. À, còn con nào nữa nhỉ? Con nào em không bán mà em thấy các chị không... À, hôm rồi em có khui hàng á, em có để riêng ra được... Con này số 6
Không, con này em 90, mới lên. Phạm Chin đó. Phạm Chin đó. Số 6 chị biết nào. Số 6 hả? Đây số 6 đây. Số 6 biết nào đây. Ủa số 6 đẹp lắm chị biết nào rồi. Ừ. Đẹp dã man. Em đưa cho con này cho chị biết nào luôn nhá. Con này này. Đẹp, đẹp lắm luôn á. Đưa con này cho bà biết nào về bấm mặc xong người ta lại đòi mua này. Chị biết nào ơi. Về bấm mặc xong người ta đòi mua tiếp này. Màu xanh xanh này cưng không? Em có con đỏ này. Làm quà cho các chị cái nhá. Con đỏ xịn này. Đây nhá, nhìn kỹ này. Con đỏ đây này, đỏ một màu nhá. Các chị nhìn cái này không phải phai màu đâu nhá, mà là cái sớ vải, cái khổ vải người ta may nó như vậy nhá. Đẹp cực kỳ luôn á. Con này á, eo của nó từ 65 đến 85, 86 mặc được hết nha. Chị nào đã có hiện người chia sẻ rồi á, lên cho em lên cho em mã gì đây, mã gì nhỉ, ghi tên của em đi. Chị nào ghi tên của em nhanh nhất em tặng luôn con đầm này mà có hiện người chia sẻ nhá. Con này con xịn đấy, con này 4-500 một con đấy. Con này đầm của Hàn đấy. Còn các chị mua xỉ con này cũng tầm 350-380 đấy. Em bán không đồng cho các chị. Chị nào viết tên em nhanh nhất và có những người chia sẻ em tặng luôn. Đúng không? Về mặt cho nó xước đúng không? Mã Trúc Phương chị Duyên Hoàng. Rồi chị Duyên Hoàng bị bắt lượt rồi. Chị không hiện người chia sẻ rồi. Phương chị Nguyễn rồi, chị Nguyễn Hoàng. Chị Nguyễn Hoàng có hiện người chia sẻ. Chúc mừng thề. Đúng là hên luôn. Vượt qua một đối thủ rồi chị Nguyễn Hoàng ơi. Vượt qua một đối thủ rồi đấy. Ai chúc mừng chị Nguyễn Hoàng đây. Trời ơi chị Duyên Hoàng thấy không? Cô xem like, mạng mạnh mà không chịu chia sẻ cho em. Ôi trời ơi, mất một con đầm đỏ rồi. Mất một con đầm đỏ rồi. Tặng. Con này chị không có lấy tiền đâu em ơi, ghi chữ tặng đi. Ghi không đồng được. Mày ghi làm sao ghi, ngày mai nó tính tiền tao tiếp mày. Hôm bữa áo, cái dụ áo sao rồi em? Cái dụ áo sao? Cái dụ áo mà hôm trước thì hôm qua chị tặng ấy. Cái con áo của chị Thúy An đấy là tặng hay là không tặng? Là tặng đúng không? Mà do không ghi tặng đúng không? Được ghi tính tiền cho 200 đúng không? Làm ăn vớ vẩn vậy. Mày làm ăn vớ vẩn vậy. Mày thấy cái tội mà mày coi điện thoại chưa? Tao ghim mày rồi đó. Tao ghim mày rồi đó. Mày để ý đó. Một lỗi nữa thôi là mày lên đường á. Con này là cái con xì tai của em ấy nhá. Con này hàng hiệu Guizing gì đây này. Đó là hàng của Nhật mà em thích lắm ấy. Chị Quyến Hoàng ơi, thích xì tai này không? Cái con này á. À, em để nó mấy năm rồi á. Em được mặc một lần. Lúc đó em eo 74-75. Đến mấy năm sau eo của em nó lên mẹ 8 mấy rồi. Lên mẹ 78-80 rồi. Em không mặc được nữa. Cái con này em được mặc đúng một lần. Một buổi live á. Một cái buổi live đấy có 2 tiếng rồi á. Chị Nguyễn Hoàng ok. Lúc đó em eo 74-75. Em mặc con này này. Trời ơi, ai cũng hỏi mua em hết. Ai cũng hỏi mua chị ơi. Em không bán, em thấy nó xinh không bán. Bây giờ em sai lớn rồi. Bây giờ xào nó cũng chật lắm rồi. Em buông bớt ra. Mà em vẫn tiếc thề, cái tiếc của gì. Có đây 100 ngàn đi không? Vẫn tiếc của à, bữa em, hình như bữa chị Nguyễn Hoàng ơi. Có một cái đầm của chị á. Nó gần giống cái áo khoác này này. Cái áo này này, em đưa cho chị về nhá. Chị kiểm một cái trang coi cái áo đầm đen nào mà khoác với cái áo khoác này thì chị khoác này. Em nhớ là bữa cái đầm đen nào. Có đợt nào chị làm có đầm đen. Nó mặc hợp với cái áo khoác này này chị ơi. Về chị phối nó vào nha. Đây này, em không lấy tiền đâu. Đây này, nó như vậy này. Nói chung nó như vậy đó. Phối vào giùm em. Nhớ là ở cái lô của chị. Chị Nguyễn Hoàng ok. Mày ghi đấy, mày ghi tặng luôn đi cho nó khỏi tính tiền đi. Thôi mày mất công nó lại tính tiền tao chết luôn đó. Cái này chun eo của chị Giang Ma này. Mày cúi đầu xuống nhạc nó phi qua khỏi đầu rồi đấy. Ok. Chun eo chị Giang Ma kiếm mấy con chun eo để bộ để chun eo đây. Chun eo. Đây nó nghe. Hồi cái lúc cái con hoa hồng nó chốt cho ai chưa nhỉ? Con ơi. Cái lúc có cái con hoa hồng ấy con. Cái lúc mà có cái con đầm hoa hồng con nhớ không? Cho cha chưa? Lúc mà hỏi chị nào đấy nhỉ?
hỏi hai chị Nguyễn Hoàng với chị Mỹ Lệ Vũ mà chẳng thấy hai chị trả lời đúng không con? Đúng không? Ừ, hôm nay chứ hôm nào, con Hâm à? Chị Nguyễn Hoàng không lấy, chị Mỹ Lệ Vũ không lấy. Không, mà con bán cho ai chưa? Sao má không thấy nữa? Con hoa hồng ấy, con áo hoa hồng ấy. Con bán cho ai chưa con? Mà ấn tượng con hoa hồng quá. À đây nè. Ý là chị Nguyễn Hoàng không lấy, chị Mỹ Lệ Vũ không lấy đúng không? Hai chị không lấy đúng không? Trời ơi, con này em nói em mặc em đẹp vô cùng luôn á. Hồi cái hồi đấy em còn có eo 7, em có eo 72, 74 á. Em mặc thử rồi, nhưng mà chưa có mặc thật sự đâu. Chị Duyên Hoàng ok, chị lấy nè. Đến giờ luôn á, mấy năm rồi em để trong cái rem đỏ đấy, mấy năm rồi đó. Con này eo có 74 đổ về thôi mà ở trên đây nó ghi size XL. Bởi vậy cho nên mà nó không bán được, nó phải về Việt Nam đấy, các chị thấy không? Nó không bán được, nó phải về kiện đồ si của em đấy. Bởi vậy có nhiều con, các chị biết không? Em, con này thùng lạnh sướng lắm. Đẹp nhở, con này nó có giả áo khoác nè. Nó có giả cái áo khoác ấy, mặc sang ấy. Mặc bao sang luôn, con này đi chơi á. Con này đi giày búp bê, giày mọi á. Giày mọi búp bê hoặc là giày thể thao đều đẹp nha các chị. Mấy con này nó xì tai á. Hồi đấy em eo 74 em để dành mấy năm trước ấy. Từ lúc em chưa xanh thằng cú nhà em. 100 ngàn cho chị nào rồi? Duyên gì đó. Chị Hoàng vừa không? Eo 74 quay về. Eo 74, 75 quay về thôi. Con đấy nó ở vùng dịch, không ai nhận đơn, không đi được. Nên là mình gọi cho người ta trả đơn. Ai? Đầm đen nào, mày nói như người chép xếp vậy. Con đầm đen về á mẹ. Con đầm đen về á, con mẹ Thu Lê đúng không? Thu Bích. Ở Thu Bích đúng không? Ừ. Ở vùng dịch. Ừ, không đi không hàng được. Ừ, không giữ đơn luôn. Mình không, mình gọi gọi người ta cũng chuyển cọc cái gì mà người ta không gọc đúng không? Ừ. Phải trả đơn. Ừ. Ờ, duyệt, chặn nó bốc luôn đi. Không thích những người nào xả đơn, chặn nó bốc hết đi. Ghét rồi. Chị đã mua hàng nhà mình bao giờ chưa? Mua một đơn rồi. Ừ, một đơn nhiều tiền không? 250. Mày chặn nó bốc đi. Tao không thích những người đấy luôn. Rồi, con này cho em nha. Cho chị Duyên Hoàng con đấy luôn đi. Chặn một cặp. Đúng rồi đó. Đúng rồi, con này xì tay, đúng xì tay em luôn á. Cái lúc đấy em hay để mấy xì tay này. Con này em chưa một lần mặc thử luôn á. Chưa một lần nào mặc thử đấy. Nó là thung lạnh á chị ạ, thung lạnh á. Biết là mình ở vùng dịch rồi, không giao hàng được rồi, báo rồi. Còn cứ nhoi nhoi chốt hàng đến nỗi chốt xong rồi xả ra của người ta. Không thích mấy người đấy. Em nói các chị nghe, có nhiều chị á đàng hoàng lắm luôn á. Các chị mua em bao nhiêu năm rồi á, mà khi phải mua vùng dịch thì khó khăn bao trùm mọi nơi, đâu phải một mình các chị khó khăn, mà tụi em buôn bán còn khó khăn hơn gấp vạn lần. Tụi em phải vay vốn ngân hàng, đóng tiền lãi hàng tháng, rồi tụi em đóng tiền, em trả tiền hàng bao nhiêu tháng hàng mới về. Cánh phải... hoa đen rửa cho chị Duyên Hoàng luôn rồi nha chị ơi. Bao nhiêu tháng hàng mới về, rồi về đến nhà phải giặt ủi cặp tháng trời mới ra hàng được. Đấy các chị thấy không, bao nhiêu khó khăn bao trùm. Mà có nhiều chị chốt, có nhiều chị đàng hoàng lắm, mua của em một đai đơn hàng, cả mấy tháng không đi hàng được. Em ơi, giữ đơn đừng xả của chị, nếu cần tiền thì chị chuyển tiền cho. Các chị nói em được một câu như thế thì em ấm lòng lắm luôn. Em lấy tiền của các chị làm gì? Thôi, để khi nào hết dịch em đi hàng cho chị khỏi cọc cũng được. Đấy là những chị mua hàng em rồi đã nói vậy đấy. Em đâu lỡ lấy tiền trước các chị đâu. Em cũng biết điều mà, đúng không? Nhưng mà em được nghe một câu ấm lòng lắm. Còn có những chị ăn học, toàn là những người ăn học cao, hiểu rộng, thân làm cô giáo, thân ngồi lên ghế, chức nọ, ông nọ bà kia. Chốt một hai con đầm thôi. Khách, nhân viên shipper giao tới nơi, gặp vùng dịch, gọi điện. Thôi em ơi, xả đi em ơi, xả đi. Thôi, rồi khi nào chị chọn sau. Tự nhiên nghe câu đấy nó lạnh người, các chị hiểu không? Nó lạnh người, ở đây là lạnh cái tình người ấy. Chứ còn một con đầm 100-200 nó không vấn đề đâu. Không vấn đề với em không thiếu đâu. Nói thật, em thiếu nhiều, không thiếu 100-200. Nhưng nghe cái tình người ở đây nó lạnh lắm. Các chị đấy lần sau ấy, có bảo em nhặt cái gì chưa chắc em đã nhặt. Vì cái tình người ấy, nhiều khi nhặt rồi người ta lại phụ bạc tình mình. Thôi, nghỉ dẹp mẹ đi. Trời. Con này nha, eo 74-75. Là vậy cho nên em nói em bán hàng rất quý tình cảm của chị luôn. Ở đây là có mấy chị em tâm em sâu sắc lắm luôn. Lê Thị Ái, Mỹ Lệ Vũ, Nguyễn Hoàng,
có nhiều chị lắm. Đây là những chị mà em gặp thường ngày thì lúc nào cái chữ nó cũng ít. Nói chung là nick các chị lúc nào hiện trên mặt em, màn hình em thì em đọc tên, còn rất là nhiều người không em không đọc tên đây á. Các chị đàng hoàng cực kỳ luôn á. Rồi hồi trước à, lâu rồi không gặp chị gì nhỉ, Nguyễn Giang, nhỉ, Giang Nguyễn gì đấy. Lâu quá không gặp chị, nhớ quá. Không biết là dạo này chị thế nào, nhớ ghê. Mà chị đấy mua hàng cũng đàng hoàng cực kỳ luôn. Phải nói nhiều chị, rất nhiều chị mua hàng đàng hoàng. Còn nhiều chị thì rất là không đàng hoàng thế nào. Mà thân làm cô giáo, thân làm nhà nước mà xử sự thua em học lớp 3. Em nói thật, em học lớp 3 rồi đấy. Xử sự thua em. Con này đẹp nha. Trời ơi, lại phàn nàn cô giáo nghe từ ai đi. Không, không phải là em phàn nàn cô giáo. Bây giờ em nói thật, các chị làm cô giáo đừng buồn em nhá. Đây là em chia sẻ thật tình nhá. Em bây giờ em đỡ thành kiến với cô giáo, với lại những người làm việc nhà nước đấy. Em nói thật các chị đừng buồn, đây là em chia sẻ. Sau câu chuyện chia sẻ này của em rồi á, mong là các chị đừng buồn em. Vì đây là cái thành kiến của em đối với những người làm cô giáo và làm những công việc quan chức nhà nước. Rất là thành kiến luôn. Tại sao? Em bán đồ si vào nhà em đa số toàn ăn cắp. Không ăn cắp thì hết chứng nội hành kia. Toàn là lợi dụng những cơ hội đi học và đi học cho đi học gì? Gọi là học gì? Cái gì? Bồi dưỡng à? Bồi dưỡng thì toàn đi nhà nghỉ không? Rồi vô nhà em gửi xe đi trai, đi theo trai không? Vô shop em gửi xe đi theo trai không? Em nhìn thấy trước mắt những cái cảnh tượng đó em thành kiến cực kỳ luôn. Bây giờ thì em đỡ rồi đấy. Tại vì em nghĩ là mỗi người một cảnh. Em thành kiến. Còn trước em ai mà em nghe thấy cô giáo bước vào nhà em không muốn tiếp luôn đó. Tại vì thành kiến, tại vì đa số cô giáo vào nhà em toàn ăn cắp không? Đấy, các chị thấy không? Mất dạy không? Thân là cô giáo dạy các em học trò, thế mà lại mình là người ăn cắp thế. Em ghét lắm luôn đó. Phải nói là camera nhà em nó quay cận cảnh luôn đó. Không phải ăn cắp bình thường, ăn cắp một lần, nó ăn cắp vặt, ăn cắp nhiều lần nữa các chị ạ. Bởi vậy cho nên là nó bị thành kiến. Chứ còn không phải em vơ đũa cả nắm đâu, không có đâu. Em nói đây nói những người xấu á. Thề luôn. Đấy thì bởi vậy đấy, em không phải là vơ đũa cả nắm ấy. Bởi vậy cho nên em càng lớn thì em mới càng suy nghĩ ra là mình không phải ai cũng vậy. Mình không có thể thành kiến hết tất cả mọi người. Mà do cá nhân từng người thôi. Học nhiều. Học làm gì cũng được. Học cái gì cũng được. Học ông nọ bà kia cũng được. Học tiến sĩ nọ tiến sĩ kia cũng được. Nhưng cần biết điều và phải có tình người. Chứ đừng có biết cái gì cũng biết mà biết điều không biết là không được. Đấy, em là em học lớp 3 mà em biết điều. Em còn những cái gì em khỏi cần biết đi. Gì đó. Nó túm lại con này L74 quay về đấy các chị. 100 ngàn yếm phong Âu đấy. Chị nào mà mặc con này vừa ấy, nó đẹp hơn cái con hôm qua của em mặc ấy. Em này em mê quá này. Chị nào mà mặc con này vừa nó đẹp hơn con hôm qua em mặc đấy. Chị nào vừa mặc hốt đi. Về mặc với mấy con áo vin mà em bán tay bồng đấy. Còn nếu mà chị nào hết áo vin bảo em đưa cho cái áo vin để mà mặc với nó. Đẹp lắm nhá. L74 quay về. Lên em mã số 2 nhá, 100 ngàn. Rồi bây giờ về sau này tụi em mới tại vì em bị thành kiến rồi. Nhưng mà về sau này tụi em suy nghĩ sáng ra rồi. Cái gì cũng vậy, cũng tùy người. Nơi nào cũng vậy. Mã số 2 cho chị Hồng Hà Thị Đặng. Nơi nào cũng vậy, cũng có một số người làm một con sâu nó làm rầu nồi canh đó các chị. Một cái con sâu nó làm rầu cái nồi canh các chị thấy không? Làm cho người ta mang tiếng à. Cứ bảo đi học bồi dưỡng của mẹ gì toàn vào nhà nghỉ không à. Thấy ghê chết mẹ đi. Xong rồi bắt đầu râu ông nọ cắm cằm bà kia. Ôi dồi, mấy con này xinh lắm. Mấy con này cao tiền nhá. Hôm nay em còn có vài con, em xả luôn cho nó hết hàng ha. Mấy con này toàn 200 một con thôi các chị. Đi tiệc đấy. Em xả nốt 100 ngàn một con cho nó hết luôn nhá. Rồi tối, tầm tối thì em sẽ lai hàng 70 ngàn ha. Chị nào L72 quay về nhá. L65, 72 á. L65, 72. Đẹp vậy này các chị. Nó đuôi cá đẹp vậy này. Chị nào vừa em bán 100 ngàn rồi đi tiệc nhá. Hoặc là về bán, các chị về mặc lên con canh ấy. Mà treo lên cho đẹp nhá. Nhà em thì cứ trơn lên là hết mẹ rồi. Chị biết đào. Rơi lên hết mẹ rồi, chả cần phải canh kiếp gì mắc mệt. Em mua mấy con canh đấy, em trả cho chị đào đấy. Em mấy con này em trả hết, mấy này con này toàn là 200 với 150 mấy. Trả hết 100 ngàn đấy. Mấy con này con nhung xịn đây này. L82, 84 này. L8, nói chung là hết rồi, hôm nay em hết hàng 100 rồi đấy. L82, 84 nhá. Phong Âu này. Đấy, phong Âu đấy. Cái này lên cho em mã số mấy đây?
Số 1 nhá. Mã 1 đi, mã 1 100 ngàn. Là cái này chị Giang Ma thích này. Cho chị Giang Ma con này về cho chị Sướng này. Đấy. Con này mặc lên canh đẹp lắm này. Chị nào eo 74 quay về nhá. Mấy con này cũng đắt tiền này. Em còn có một hai con em xả lốt rồi. Chị nào thích con này eo 74 75 nhá. Nên em mã số 2 này, 100 ngàn luôn nhá. Mã số 1 cho chị Thúy Phạm. Số 1 đây. Cưng quá. Mấy con này cưng quá. Bởi vì cho em gần hết hàng rồi, em xả láng sáng rồi sớm. Bán xà láng ha. Dạ, chị Thu Loan mạng chị yếu nên chị chốt không được. Số 2 cho chị nào đi em ơi. Số 2 cho chị Bích Đào. Đây cho đối với tình yêu Bích Đào con này này. Về mà treo lên con canh nó đẹp nhá. Em thấy nàng có mấy con canh đẹp quá. Cái set treo một con set tím đẹp quá. Bữa đây em tình cờ em vào nhìn chút xíu thôi, em không thời gian em nhìn chút xíu em đi ra. Con này đẹp lắm nàng ơi. Treo lên con canh giùm em cái, đẹp lắm. Em hết rồi em bán rẻ cho 100 ngàn đây về mà treo lên. Con này dán giá bao nhiêu đây, gỡ giá này. Đây này nhìn này nàng ơi, cái tem của nó to như cái bảng hiệu này. Hàng quá chất luôn đó. Em coi còn con nào đi tiệc không, em đưa cho nàng về nàng treo lên con canh này. Em bán buôn này, cứ gần hết này em cứ xả cho các chị có lọc. Chị nào eo 74, 75 quay về nhá. Con này lụa nhá, không phải bình thường đâu nhá, con lì con lụa đấy. Hai lớp đấy. Đấy, như kéo kêu cái róc cái vậy. Úi dồi ôi, tem gì một nồi một bầy này. Đấy, một nồi một bầy này. Chị nào em 74, 75 quay về nhá, 100 ngàn nhá. Lên cho em mã số 3 nhá. Mã 3, mã số 3. Úi dồi ôi, ở đây còn mấy con đen xịn quá. Ở đây còn mấy con đen nữa. Chị nào mà eo 74 quay về này. Cái con này nó mới tinh này, các chị nhìn này. Em rờ thì nó sướng luôn đó trời. Mấy cái con này các chị mặc vào đừng sợ già nhá. Và em không có thời gian đấy, em có thời gian đấy, em sẽ làm một mớ cái khăn lụa để các chị cột vào cổ này, để chỗ cho nó sang á, cho đi công sở cho nó đẹp ấy. Em làm để em tặng các chị mà em không có thời gian luôn. Không có thời gian luôn, không làm, không có thời gian làm. Con này eo 74 quay về lên em mã số 4 này. Mã số 3 cho chị Nguyễn Hoàng. Số 3. Để các chị đi công sở nhà em đa số khách lẻ công sở, rồi khách xì cũng thích công sở nữa cơ. Cho nên là em cứ có cái gì xinh xinh là em hay thiết kế. Úi dồi ôi, con này nó không xinh không lấy tiền luôn. Con này xinh lắm. Con này mặc rất là xinh, cái form này nó mềm này. Cái form này mềm lắm, chị nào eo 74 nhá, 75 nhá, eo 74, 75 lên em mã số 5. Mã số 4 cho chị Phạm. 4 đây, số 4 đây. Con này eo chết. Eo chết. Kiểm tra cái dây kéo. Ok. Mới tích ở trong này. Chị nào mà eo 70 để kiểm tra cái này kỹ, eo chết. Eo 78 rồi dồi. Chị nào eo 78 đâu. Có chụp ly chụp ơ chỗ này này. Chị nào eo 78 ấy, thì mặc con này phê nhá. Nên em mã số 6 này. Mã số 6. Có con này hôm đấy là chị nào chốt con này này, mày kiểm tra cho chị con này hay là trong vùng dịch này xả ra nữa. 390 ngàn. Chị nhớ ừ, chị nhớ cái con này 390 ngàn. Vừa đấy em bán con này 390 ngàn. Chị nào vừa hốt giùm em bị hai con đầm. Mã số 5 cho chị Mỹ Liên Võ. Chị nào eo 74, 75, 76 nhá. Eo 74, 75, 76, 78. Trong mấy cái size đấy là mặc đẹp hết nha. Cái con này em nói đầm này đầm tranh vẽ. Nó không phải. Nhìn nó sống động, nó đẹp lắm các chị nhìn này. Nó rất là đẹp. Tranh vẽ đó các chị. Mã số 6 cho chị Hằng Phạm. Chị nào eo 74, 78 á, 390 ngàn. Đấy, ủng hộ em nhé, để đây nhá. 56. Chị Hoàng Huy hỏi 390. Chị vừa không? Eo 74, 75, 76, 78. Chị cảm thấy vừa thì lấy nhá, em đọc sai. 5 đây. Con 5 đẹp quá. Con 6 đây, 6 cũng đẹp nữa. Rồi hôm bữa mặc con này cưng quá mà không có dịp để mặc. Cái con này em sẽ bán cho chị nào. À, chị rồi Bích Đào ơi. Bích Đào thích con này em không để cho. Bích Đào thích con này không? Con này thích quá này à chỗ hình mê. Con này của em đó. Đẹp không? Hoa trên kia chị ạ. À? Trên đây này má ơi, thôi mày khỏi kiếm đi. Ảo hả? Mày khỏi kiếm đi, mày khỏi kiếm đi. Con này ơi. Cái này nó lạ lắm. Cái
Cái này xì tai nè, chị nào mà rườm rà mới mặc chị được. Chị Bích Đào dạ chị. Chị Bích Đào riết riết vô nhà em mua hàng lây cái xì tai của em rồi. Lây xì tai của em rồi. Cái này á nó lùm thùm mặc tây lắm. Tây lắm chị ơi, chị về chị mặc em bảo đảm. Chị mặc đi cho người ta vào người ta xem chị á, đông đông khách nhá. Người ta vào ta nhìn thấy người ta cũng muốn mua con đầm chị mặc trên người á nhá, cho nó đông khách nhá. Đây, cho chị Bích Đào vào đây đi em ơi. Trang Như Nguyễn cho chị con 390. À, đây chị nhá. Em đọc số eo đấy, các chị nghe rõ đúng mới lấy nhá. Cái con này á em nói là em còn không dám cầm mạnh luôn đó. Nó là đầm đen mà cái dạng đen mà nổi tiếng nhất thế giới á, là cái dòng form dáng của nó là công sở, nó chỉ độc quyền một màu đen nhá. Các chị về mà lên mạng ấy, vào Google các chị đánh cho em là đầm đen công sở Nhật. Rồi các chị bấm, thấy ở dưới cái hàng đó nó hiện ra một cái hàng dài. Chị bấm vào hình ảnh, có chữ hình ảnh. Nó sẽ hiện ra càng ngang cái hình người mẫu mặc đầm đen này nhà em nó nhiều lắm. Mà những con này là những con độc quyền đấy. Nó đắt tiền, nó tiền triệu các chị ơi. Nhưng mà tụi em về đây tụi em bán có vậy rồi đấy. Tụi em nhập số lượng lớn đấy. Này, Tokyo này, cái hãng đầm này, nó nổi tiếng lắm. Nó form dáng nó đẹp ấy. Đẹp từ centimet luôn á. Cái này nó chuẩn chỉnh từng đường kim mũi chỉ luôn á. Riêng những con này. Đây à, chị nào con ơi? Chị Trương Nguyễn. Rồi chị đây chị. Đây 390 chị nhá. Chắc là cái chị đấy ở trong, chắc là mấy chị trong vùng dịch đấy, không đi được cái nhân viên nó xả ra đấy. Chứ còn chị nào đi được nó đi hết rồi. Hay của chị Đăng Ma đấy. Chúng ta cùng chị Đăng Ma đấy. Con này cho em. Con này nó mới lắm. Các chị nhìn này, nó là một cái tem bự của này. Nó mới lắm nha. Ê con này con gì? Chết mà chị quên. Con bạn bé gì nó chốt rồi chị quên. Từ. Sorry con này không được. Này. Nhiều quá không nhớ hết. Đây. Chị nào mà vừa con này đừng có bỏ qua nha. Vì hôm nay là like cuối em xả 100.000 thôi. Cái like mà hàng 100.000 nó ít đấy, nó hết rồi. Nó chuẩn bị xuống tới hàng 70-50 rồi. Em phải like hàng 70-50 vài ngày là hết luôn á. Chị nào mà mặc size 9 eo 70-74 nha. Eo 70-74 á thì mặc con này đẹp. Cái này nó có đai luôn nha. Đen cho chị Bích Đào. Ôi dồi, chị Bích Đào bán được đen đâu. Thấy mua nhiều đen đấy. Em thấy cứ lên mạng là số đen rầm rầm ấy. Chị Lê Phan có con nào cho chị cái như 390 không? Chị ơi mấy cái mẫu đấy em hết rồi đấy. Hôm trước em bán em lên like 50 cái, em lên cái vèo cái sạch sơn luôn. Toàn là 390, 490 với lại 500, 600 không toàn con đẹp không à. Mấy dòng chuẩn xịn đấy. Chừng nào có nữa thì các chị phải săn em bữa nào like ấy, em báo nhá. Đấy lâu mới có một lần thôi. Lâu mới có một lần, không phải có ngoài. Cái đấy nó hiếm có chị, hàng dòng bét lung nữa, phải hiếm nữa. Ôi dồi, con này gì đây, Montagi. Montagi là một cái chất thun cực kỳ là mặc sướng các chị nhá. Nhìn thì nó bóng bẩy, không bóng bẩy chứ von đâu. Nhưng mà các chị mặc nó sướng nhá. Nhìn này, chất thun Montagi này, mặc cả tuần không thấy nóng ấy. Chị nào eo 80 quay về nhá, ai thích đậm thì cứ chốt đi. Lên em mã 1 nhá, 100.000 này, mã 1. Đây còn mấy em. Mã số 1 cho chị Duyên Hoàng. Đây số 1 đây. Chị Trang Dư Nguyễn, đơn của em dồn hết lại giúp em khi nào đi được. Chị giúp em tổng tiền bao nhiêu em chuyển khoản hết cho chị. À, dạ ok chị, em cảm ơn chị nhá. Con nhắn, con in cái đó ra, con kẹp cái thằng của chị đó đi con. Để cho bên kế toán nó nhận này, nó còn viết đây con. In cái tờ đấy ra. Xong rồi con kẹp lên đưa cho đạm, kẹp lên cái đầm này. Kẹp lên đầm. Cái đầm của chị Trang Dương Nguyễn đó nhá. Ừ, kẹp lên cái đầm của chị Trang Dương Nguyễn đấy. Để cho mai kế toán nó làm đơn, nó còn biết đường mò. Con này cho em nhá. Con này công sở mà các chị mặc áo khoác vest vào nha. Chị nào eo 78 quay trở về á, mặc cái con này đi nào, công sở đẹp lắm nha. Cực kỳ sướng luôn á. Cái này lên mã số 2 giùm em nhá, 100.000. Ôi dồi ôi, em thấy con này nó sướng thế này mà. Chị Đặng Thành Vân đòi hàng kìa. Đấy, các chị ông, thấy không, chị Đặng Thành Vân em nợ chị từ năm ngoái, năm nay em chưa trả nợ được các chị này. Cái con này các chị nhìn hoa nhí nó đẹp rồi này.
cái họa nhí màu xanh nó đẹp rồi này, cái nền nó màu vàng vàng á, trên line nó không bắt màu á, ở ngoài nó sẽ đậm hơn trên line một tí nhá. Đây nhìn kỹ như em để xa này, cái màu nó buồn buồn nhưng mà các chị nhìn thấy cái chất không, cái chất nó đã không, giống mà nó đã vậy đấy, em nó cầm nên đã sướng rồi á. Mà con này là yếm nữa chứ, con này eo 80 thôi. Chị nào eo 80 quay về mặc đẹp nha, eo 80 quay về mặc đẹp lắm, yếm nha, lên mạng yếm cho em cái, yếm. Em thấy chị Ngọc Hạnh nha chị ơi. Con này đi biển nha, con này đi biển cho em. Cái kiểu dáng này này, nó dạng yếm ấy, nó dạng cái này nó khoét sát vào cổ ấy các chị. Giống như kiểu người ta cột cái yếm lên đấy. Mặc cái này lên, phải nói là nhìn người phụ nữ mảnh mai thích lắm. Chị nào eo 65-74 á, eo 65-74 cho em nhá. Cái này yếm, cái này lên cho em mã số 4 nhá. Đây yếm đây. Yếm đây. Mã yếm cho chị Út Tuyền Lê. Đây, cái con này, chất của con này là chất nylon nhá. Chất nylon xịn đó, nó có hoa rơi hoa nhí vậy này. Hoa nhí vậy này. Chất nylon xịn thì nó mềm như vậy này. Nó mềm lắm nhá. Cái con này á, nó có hai lớp xịn sò luôn cho mình nhá. Đấy, nó hai lớp xịn sò luôn cho mình như vậy này. Chị nào eo 78 quay về thì mặc đẹp lắm nhá. Rồi mình mặc một cái áo khoác vest lên mình đi làm công sở nhá. Con này lên cho em mã số 5 đi. Yếm dây đen. Màu gì? Yếm dây đen. Đen là con nào con? Cái con đấy là, à đây con này con má chốt số 4 rồi, bác ghi số 4. Con đầm ấy, con này con đầm ấy. Mà nó dạng kiểu như là cột vậy đấy. Đi cái này đi biển hoặc là đi tiệc đâu được á. Đẹp đẹp này, này số 4 ấy. Mã số 5 cho chị Thu Thị Nguyễn. Số 5. Đây số 5 đây. Số 5 đây. Hiểu không? Hiểu. Ừ. Mày vậy mày mới chịu đó. Ở dưới dặn chưa? Ở dưới, ở cái phía mặc định ở dưới. Nó có mặc định ở dưới mày phải cạnh đi chứ. Thì cái mặt địch dưới đi chứ. Ô con này hoa nhí đẹp quá. Con này mấy chị ơi, các chị mặc cái dáng này hoa nhí này, các chị mặc ở nhà nó thoải mái á, hoặc là các chị mặc đi đâu nó thoải mái này. Ô con này em mặc vừa để em thử bơi rồi. Thế con này nó màu nó buồn, mà nó form nó đẹp. Cái form của con maxi này nó đẹp thế nhở. Này các chị nhìn cái form này. Cái form này á, nó V này, nó V ngực này. Mấy cái form này đẹp lắm luôn nha. Chất ponter này, màu nó buồn buồn vậy đấy các chị, mà mặc lên đẹp lắm nha. Thổ cẩm đấy, này maxi mà, eo 65-72 thôi, sẽ FM thôi nhá. Cái này lên em mã số 6 này, 100.000 này. Mã số 6 cho chị Nguyễn Thị Hồng. Chị nào eo 65-72 nhá, cái con này đẹp quá nha. Eo 65-72 thôi. 100.000 lên em mã số 7 này. Mã số 7 cho em. Số 6 đây. Chị nào? Mã số 7 cho chị Nguyễn Thị Minh. Cái con này cái eo nó hơi dài ấy. Cái eo nó hơi dài, các chị mặc lên á là nó sẽ như vậy nha. Đó, nó giống đóng thùng vậy này. Đúng không? Khi mình mặc lên nó sẽ giống đóng thùng đấy. Chị nào mặc lên một cái là các chị nịt một cái đai lên, xong để cái thùng áo nó đùng đùng cho một tí giống như kiểu bét lung ấy, đẹp. Eo 78 quay về nha. Eo 78 quay về giùm em. Lên cho em mã số 8 nha. 7 đây. Cái con tiểu thư này đẹp quá. Em mê con tiểu thư này quá mà sai nhỏ. Tiểu thư nhá, eo 6, eo từ 70-74 á. Các chị nhìn này. Eo 70-74 cho em. Trời ơi, nó rất là cưng luôn á. Chị nào eo 70-74 lên em mã số 9 này. Mã số 9 cho em nhá. Chị Thu Thị Nguyễn không lấy con số 5 nữa, chị mặc không vừa. Vậy em chốt con số 5 cho chị Thu Lan nha chị ơi. Chốt chắc không đổi xả cho em nha. Số 5 đâu còn đâu. Không chị, Thu Thị Nguyễn chốt rồi.
nhưng mà chị không vừa. Đây là một cái con dây. Con dây này các chị mua hơi bị hiếm nhá. Ít có khi nào có cái dây Montagy lắm á chị. Mà đợt, hôm nay có cái dây Montagy này. Dây Montagy là một con xích sò đấy nhá. Đi vô trong cái khu ăn chơi nên mấy cái Montagy này không có đâu đấy. Em đi vô nhiều cái khu ăn chơi mà hai dây rồi đấy. Chị nào eo, cái này các chị mặc từ size S, size M, size L mặc được hết nhá. Eo 78, 80 quay trở về ai cũng mặc được con dây này nhá. Các chị có thể mặc bình thường luôn. Hoặc có thể mặc bình thường vầy mix với áo khoác mỏng được. Hoặc là mặc trong những cái đầm mỏng đều được nhá. Đây mã dây nhá, dây cho em. Dây cho chị Phạm chị. Đây đây, 5 đâu? 5 chị Thu Thủy Nguyễn chốt rồi, chị không vừa. Bây giờ đã chốt cho chị Thu Lan. Giờ đây 5 đã, Thu Thủy Nguyễn đã. Em tìm con 5 rồi Thu Thủy Nguyễn đã. Con này chị Kim Huỳnh Đạo chưa cho em số điện thoại và địa chỉ và tin nhắn, em chưa chốt con số 8 cho chị nha. Ăn chơi nhá, cái này là khu vực ăn chơi của phụ nữ chị em mình đây, giường chiếu đây. Mà phê thề mặc con này lên ngực phê bao phê, mà trong khi đó nó lại vê ngực như vậy này, ngực bao phê nhá. Cái này nó có dáng sướng lắm, mắt lạnh luôn. Số 9 đây, số 9 luôn. Số 9 cho chị Vương Lương Thị. Trời ơi con này. À quên, bữa đó em chốt lần 2 rồi. Em bảo em chưa, em để đem về em mặc mà. Mà em lại đem đây, em quên chưa đưa về. Em chốt rồi, em chốt con này rồi. Em tưởng nhỏ, đâu có sai em. Sai em. Em 80-84. Em 80-84 sai em. Để em giường chiếu cái này đã. Em cũng mê giường chiếu quá. Trời ơi, con nào đẹp. Còn con tiệc nào em bán nốt đó. Đây Bích Đào đây này, cho Bích Đào con tiệp này 100 ngàn đây này, cho nó hết luôn đi này. Con này đắt tiền lắm chị ơi, con này 300 mấy một con đấy, em rẻ rồi. Em hết rồi, em bán lấy lọc rồi. Về chị muốn treo canh thì treo. Muốn bán. Cả con này đúng này. Con này cũng có thể, con này treo canh đẹp lắm chị này. Chị ok không? Chị có bắt Bích Đào ok không? Còn hai con này thôi đấy. Treo này hai con canh có đẹp quá. Dạ, chị nhắn số điện thoại và địa chỉ và tin nhắn Messenger giúp em nha. Tình yêu Bích Đào ơi, ok bảo em. Ok bảo em nhá. Chị Bích Đào ok. Để em coi con này là con gì đây. Đây cả con này nữa. Con này nữa, con này diêm túa mặc lên con canh đẹp lắm. Trời ơi, con này mà mặc lên con canh báo đẹp. Đấy, cái tiệc đấy. Siêu đẹp. Đây, bỏ hai con này vô cho chị Bích Đào này. Về cho bà mặc lên canh cho nó sướng cuộc đời này. Con này mình đi tặng đây đi. Thêm tờ đó. Chị nào, con này chất tôn nha. Con này chất tôn. Chất tôn, con này các chị eo 84. Eo 82, 84 quay về nhá, mặc rộng cho em nhá. Mặc dáng rộng nhá các chị nhá. Eo 82, 84 quay về mặc đẹp, chất tôn nhá. Bơi á, mặc bơi á. Còn chị nào mà eo 90 mà bắp tay nhỏ thì được. Bắp tay to quá thì không được. Tại vì cái này nó, cái bắp tay này nó hạn chế. Đây. Eo 94 quay về là mặc thoải mái luôn, tai mắt nhá. Chị, cô Lý Ngọc kêu là gì, kiếm thêm cô công chúa Trúc Phương ơi. Tôn nhá. Con này cho em. Cái này mặc dáng rộng hoặc là các chị nịt tai. Eo 84 quay về. Cái này lên cho em mã số 10 đi nhá. Mã 10. Cô Lý Ngọc ơi, dụ gì? Gì kiếm thêm cô công chúa Trúc Phương ơi. Ôi dồi ôi, chồng em cũng mê mà. Chồng em mê công chúa nè. Chồng em thích con gái. Mã số 10 cho chị Minh Trang Trương. Mà thế nào là cứ tòi là con trai vậy? Thích con gái lắm, chồng thích gái lắm. À, con em gái em là nó xanh, hai vợ chồng chị đi vào. Kim Huỳnh Đạo. Kim Huỳnh Hảo ơi, em không nhận số điện thoại và địa chỉ trên line nha chị. Chị nhắn tin vào, tin nhắn giúp em. Ở đây có con giường chiếu hạng sang nhá. Cái con giường chiếu này này các chị nhìn này. Hồi lúc nãy em có bán hai con rồi đó. Nó tiểu hồi lúc đầu lại. Dạ tại chị lên mã sau nha chị, từ cát các chị nhìn cái con giường chiếu này nó dập ly quạt luôn á. Đi vào mấy cái khu ăn chơi của các chị em phụ nữ mình á mà mua mấy con giường chiếu này thì nó vài trăm ngàn một con đấy, không rẻ đâu. Em bán 100 ngàn đấy, mặc đẹp ga, hàng của Nhật luôn á. Chị nào eo 72 quay về nhá. Eo 72 quay về, eo 74 nó bị chật lắm. Eo 72 quay về mà quá đẹp con này nha. Giường chiếu hạng sang đây. Đùa chứ các chị thấy em khui viên Nhật nó toàn ra những cái dạng này thì em hỏi các chị chừng nào có đủ vốn.
mẹ nó khui kiện đầm Nhật cả trăm, hơn 100 triệu, 70-80 triệu. Bán con đầm 100 ngàn, còn giặt ủi miễn ship, băng keo bọc bịch nữa. Chừng nào đủ vốn đúng không? Kệ mẹ đi, có gì bán đấy. Dương chiếu, dương chiếu, chị nào đây con này lên em mã số 11. 11 nha, eo 72 quay về. Ai cũng mặc được nha. Chồng em thích con gái lắm ấy. Hôm rồi con em nó xanh ấy. Hôm rồi lâu lâu rồi nó xanh, xong hai vợ chồng vào bệnh viện thăm. Xong rồi chồng bảo chứ, chồng ngồi chồng nhìn nó, xong rồi chồng bảo cái này nhìn con bé ấy, chỗ nó dễ thương. Xong rồi bảo chứ, chồng bảo chứ chồng nghĩ ra tên đặt cho con gái rồi vợ ơi. Ủa con người ta mà, con ta mà sao nghĩ ra tên gì trời. Con ta mà. Con này, chị nào eo 80 á, em kiểm tra kỹ con này nhá, chị nào eo 80 mới tin nhá. Chị nào eo 80 chị lên fan thích tay ngắn eo 80 này. Chị lên fan thích tay ngắn eo 80 này, có con này không? Mà từ hồi nãy chị có một con eo 80 gần gần như vậy rồi, đúng không? Chị nào eo 80 nhá, lên mã 12 giùm em, xinh lắm. Eo 80 à, tự nhiên này đi thăm người ta, con ta mà cho chồng nghĩ ra tên đặt rồi vợ ơi. Hả? Tên con ta mà đặt gì trời. Về đẻ đi mà đặt. Chị Bích Đào, em bốn đứa con gái nè chị. Đây em cũng thích con gái, chồng em thích con gái lắm. Còi đây hai thằng trai rồi. 12 cho chị Hồng Hạnh. Chị, bây giờ mà đẻ nữa nó còi cho con trai nữa đó các chị ạ. Tại vì là cái chị thằng... Lê Phan chị lấy. Ôi chị lấy rồi, em chốt mẹ mã 12 cho chị kia rồi. Vậy thôi. Thôi thôi để em tìm con cá cho. Để em tìm con khác cho. Trời ơi, phải nói là bảo phải nói thích của thích, mình thích thì không có được đâu. Cứ thích là không có được. Tự nhiên nó được mà, cứ thích là càng thích một. Còn em gái của em ấy, nó thích con trai thì nó tòi nó ba đứa con gái rồi. Còn em thì thích con gái, nó tòi hai đứa rồi, mà bây giờ đẻ nữa nó ra con trai nữa đó chị. Tại vì mẹ em coi chân của thằng đầu tiên ấy, coi chân của thằng đầu tiên là bảo là mày đẻ nữa đi con trai. Mà em sợ quá em đâu đẻ đâu. Em để 16 năm sau mới đẻ. 16 năm sau thằng anh 16 tuổi, thằng em mới có bầu ấy. Vậy mà tòi con trai thật. Xong giờ xem cái chân thằng em lại giống nhau nữa rồi. Con chết mẹ rồi, giờ đẻ đứa thứ ba con trai. Con chết rồi, tam nam bất phú, lại phải đẻ đứa nữa, bốn đứa rồi chết rồi, tôi không đẻ được rồi đâu. Thôi tôi đẻ nhiều tôi mệt. Con nghỉ mẹ đi, tôi từ tính sau đi, bây giờ thêm con gái này. Chị nào eo 80 quay về nhá. Eo 80 quay về chúng em. Đó, lên cho em mã số 1 nhé. Số 1 100 ngàn à. Chị Phượng à, tay đen bèo chị ạ. Đây hả, đây hả. Bà tia đâu nhanh thế. Con này size nhỏ đó chị. Con này em kiểm tra coi. Eo có 7. Mã số 1. Eo có 72 thôi á, size M á. SM thôi chị ơi. Chị đọc eo số 572 thôi chị Phương Phượng ơi. Eo 72 được không? Được hốt nhá. Mã số 1 cho chị Phạm Thủy. Số 1 đây. Cái con này mặc mát lắm. Cái con này mặc mát lắm này. Trời ơi gấm nó mềm như vậy này. Trời ơi tem hiệu đây. Cái gấm mềm lắm. Mấy con này các chị mặc ra sướng này. Ôi, đi kéo cái lót cái. Đây. Con này dùng em nhá, eo 80. Chị nào eo 80, 82 nhá. Em bèo chị vừa không chị ơi. Chị vừa chị lên ok dùm em á. Eo 80, 82 dùm em. 100 ngàn mã số. Lên cho em mã số 2. Mã số 2 nhá. Cái này công sở tiểu thư nhá. Công sở tiểu thư con này nhá. Con này đẹp quá. Eo 74 quay trở về thôi. Con này body công sở đấy. Eo 74 quay về lên em mã số 3 này. Số 3. Con này chất xô nhá. Nhưng mà cái này á, chất xô nó mềm lắm. Các chị nhìn mấy cái này này, các chị nhìn này, hoa này. Mấy cái hoa này á, nó giống như kiểu một nùi hoa, một cái vườn hoa, một cái nùi người ta chụp ở trong một cái nùi hoa, hoa nói chung là nùi hoa đấy, gì đó. Eo 74, 75 quay về nhá, chất xô cực kỳ mát luôn á, đó. Chị Phương Thứ Lê chưa cho em số điện thoại và địa chỉ và tin nhắn, em chưa chốt con mã 2 cho chị nha. Một nùi hoa vậy đó các chị. Mã số 2 cho chị Thủy Quang. Đó, eo 74, 75 lên em mã số 4 này. Chị Vương Phượng ok con tay bèo. Hai đây. Chị Phương Phượng ok em tay bèo này, bỏ vào bọc lên cho chị này. Đúng không? Phương Phượng biết điên không em? Sai vài con nữa đứa gì này, hết rồi. Ôi trời ơi. Con này nha, chị nào eo 74 quay về, con này cực kỳ đẹp nha.
con này phải dùng câu cực kỳ đẹp đấy. Em 74 quay về lên em mã số 5 nhá. 100 ngàn này. Mã số 4 cho chị Thu Loan. Số 4 chị Thu Loan này, con này chất xô mặc mát lắm luôn á. Chất xô. Đây một cái con cái này để bán lại 70 ngàn được. Rồi mà chị phải xếp bên này. Đầu quá. Rồi nghỉ đi các em ơi. Tặng cái gì đi rồi mình nghỉ đi ha. Kiếm cái gì tặng được đẹp chút nào. 6 giờ xem thử. Kiếm mày mở ống qua đi. Để cho chị kiếm gì tặng cái rồi nghỉ nè. Cái tặng cái gì đây? Mày đang lên chị lên mày nói vậy cái gì con chó đi. Chị giờ mới 6 giờ rồi nghỉ. Ừ. Vừa lưng mày chưa? Thì vừa lưng mày chưa? Ừ tôi vừa đó. Đó mày làm đi tao đi đấy. Không em tặng thôi, em tặng hai cái áo rồi em nghỉ nhá. Áo xịn đấy về cho các chị mặc đi. Áo đẹp lắm ấy, để em muốn tặng để các chị mặc, để các chị biết được là dòng áo nhà Trúc Phương bán luôn luôn xịn sò đấy. Tại vì hôm qua mùng 8 tháng 3 đúng là tụi em phải like 2k, ca trưa và ca tối đấy. Mà em không đủ sức để like 2k, em like đúng 1k thôi em đuối của mẹ rồi. Nhân viên nó nằm rạp hết rồi. Thế là không like được ca tối, tiếc thế đấy. Không thôi là tối hôm qua là em chiến banh xác cái nhà này rồi. Mà không chiến nổi với chị. Xin lỗi được chưa? Cái gì? Nói gì? Thằng quỷ phú ơi, tao giết mày đấy nhá. Mày không biết cái đầu mày nhớ cái gì mà tao dặn lời cho nhà là các em ơi về ăn uống đi. Đặt mì cay, mì đồ về ăn uống đầy đủ đi. Muốn ăn cái gì đặt đi chị trả tiền cho. Xong rồi á, dạ được giờ về ăn rồi đấy chị. Lúc đó là mấy giờ nhỉ? 8 giờ. Chưa tới 8 giờ. Mày đưa em. À không, 8 giờ 15. À, chị bảo là cho tụi em ăn xong đi. Đúng 9 giờ. Xách hàng sang bên đó phụ chị ở bên đó, chị để chị tiếp hàng. Má là 9 giờ 15 không thấy đâu. Má đang ăn tự nhiên ngồi chửi, ai mà biết được. 9 giờ 15 không thấy đâu, bảo quái lạ. Bảo, ủa sao tụi em hôm qua phụ chị. Kêu thằng Phú nó đâu có nói gì đâu, mà nó đi từ nhà qua đây có 3 bước chân mà nó quên. Ủa tôi Phú ơi, tôi giết mày, thì tôi tử tội mày. Cái con này cho em nhá. Cái con này cho em bán con này có 200 ngàn một con thôi. Nhưng mà hai cái này em tặng. Từ 50 ký tới 70 ký mặc vừa. Chị nào mà có hết người chia sẻ. Lên cho em mã gì nhỉ? Mã cuối like. Mã cuối like đi, từ cuối like mình được tặng sướng nhiều. Một mã một áo tặng cho một người lên đầu tiên có hiện người chia sẻ. Ghi tụi giùm em chữ cuối like. Ơi. Rồi hôm qua mày tới mua cái cây đủ tiền không? Thiếu tiền không? Em mới mút được 2 miếng thịt sữa đem về và không uống được. Cái con này cái lá cổ lớn ấy, các chị mặc mấy cái nơ giống em hôm qua ấy. Thề nó đẹp kinh á, đẹp vãi á. Đây, con này nha chị Nguyễn Hoàng đúng không? Có gì chia sẻ rồi này, chúc mừng chị này. Đây cho chị Nguyễn Hoàng đi tặng với em ạ. Rồi. Chị thứ hai. Rồi. In cho chị Nguyễn Hoàng đi em. Em in cho chị Nguyễn Hoàng đi em ơi. Rồi chị Dung Trần. Mình được nghỉ rồi chị ơi. Em kiểm tra coi chị Dung Trần là phải chị Dung Trần ở gì ta Bình Dương một tiếng gì không? Tặng cái bơ gì nhỉ? Chị Dung Trần, phải không con? Kiểm tra má chị Dung Trần này. Địa chỉ Dung Trần này đâu? Tại nhà mình nhiều Dung Trần quá. Chị Dung Trần này phải ở Bình Dương một tiếng gì không? Bẹt đi, chấm chưa? Chấm rồi. Kiểm tra chị Dung Trần nhỉ? Wow, khách mới hả? Chấm nhà khách mới à? Dung Trần khách mới. Ồ chắc bên Trúc Phương Nguyễn em ạ, tại phát cứng rồi đi. Chắc bên Trúc Phương Nguyễn đúng không? Phải chị, đúng không? Ừ. Cái gì? Đọc. Xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Đúng rồi, ở phía đây đúng rồi. Tại chị đi, tại chị Trúc Trần. Chị cho nhỏ người đúng không? Có đấy. Đây, cho Trúc Trần. Mỹ Tho, Tiền Giang. Cho chị Dung Trần. Rồi cho chị Dung Trần cái này. Em mới ghi lên chị Dung Trần tặng luôn em. Ghi tặng vào. Em nó nghe. Đây đẹp á. Em nó nghe, để nó nghe. Cái này nói thôi không có bán để cho mấy đứa nghỉ. Nhưng mà có điều là nói thôi nha. Đây nó nghe. Dặn chị Dung Trần đi.
Trời ơi, khu vực yêu dấu của tôi. Các chị, trời ơi, các chị biết không? Những cái con áo siêu phẩm này em định là tối nay, tối qua like. Những cái con áo siêu phẩm này này để các chị mặc đi làm công sở này, đi lễ này. Đây là những con áo rất là đắt tiền này. Hôm qua tụi em bán những con cổ cột nơ nhiều rồi. Còn chỉ còn vài con cột nơ thôi, còn đa số cổ sông mây em chưa bán. Mà tối hôm qua em không đủ sức bán ấy, để tối nay lên bán nhá. Tối nay để tí xuống ăn uống nghỉ ngơi, để tí tối lên bán. Tầm 7 rưỡi 8 giờ em lên. Đây toàn những con xịn thôi á. Mà mấy con này á, là những con toàn là 400-500 ngàn một con đấy. Các chị ơi, những con như vậy 400-500 ngàn một con đấy. Mà em bán cho các chị có 200 ngàn thôi. Để cho các chị là chia sẻ bài cho em cái ngày 8 tháng 3 thôi. Mà dự định xong rồi, chờ tính không bằng, người tính bằng trời tính. Like được có một like, ngã gục con mẹ rồi. Đây, để có gì tối mà khỏe khỏe thì em sẽ like mấy con này cho các chị mặc về mặc cho sướng, còn đẹp lắm luôn á. Em cũng phải cất một cái đi luôn hết. Cái này, để mặc yếm. Đẹp lắm, con nào cũng đẹp hết á. Có gì các chị tối vào ủng hộ em nhá. Em bán có 200 ngàn con, nó miễn ship luôn. Về các chị có gì bán, vừa bán vừa tặng ấy mà. Cái con áo đấy xịn đó, người ta muốn mua còn không có đấy. Đẹp lắm. Rồi các chị yêu ơi, hẹn gặp lại các chị vào tối nay nhá. Bye bye các tình yêu nhá. Cảm ơn các chị nhiều đã ủng hộ em nhiệt tình. Bye bye. Chúc các chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Buổi chiều vui vẻ. Ăn cơm ngon miệng. Tối vào ủng hộ em nha. Bye bye.